chương 2391 âm dương kính ngươi không phải đặt ở phòng ngủ sao, lúc trước nàng ở ngay bên trong chờ ta, nhưng ta vừa rồi đi xuống, nàng đã không ở đó nữa. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy, hỏi bọn họ cũng đều chưa nhìn thấy nàng. Người bình tĩnh trước, bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương ăn ủi hắn. Tiểu cửu nói, bọn họ đều có mặt trong phòng, không có khả năng ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, cô ấy khẳng định là tự đi. Nhưng, nàng hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này, có thể đi đâu. Muốn ta nói, cô ấy nhất định là không quá có thể tiếp nhận sự thật, cho nên cố ý bỏ đi. Ai, ngươi nói, cô ấy có thể đi tìm Kim Oánh hay không? Dù sao Kim Oánh là kiếp sau của cô ấy, đổi là ta, ta cũng nhất định sẽ rất tò mò. Diệp Thiếu Dương trượt lóe linh quang nghĩ đến loại khả năng này. Đây là điển hình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lâm Tam sinh mưu đoạn thiên hạ, nhưng sự tình ở trên người mình lại là người hắn quan tâm nhất. Ngược lại rối loạn đầu trận tuyến, giờ phút này nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lập tức gật đầu nói đúng rồi đúng rồi hoặc là như thế kim oánh ở đâu chúng ta mau đi qua kim oánh ta biết cô ấy đi làm ở bên này nhưng ở đâu quả thật không biết ở đúng rồi cô ấy trước đây từng nói với ta bản thân cô ấy cũng ngôi nhà ở tiểu khu này vậy cũng chính là ở trong tiểu khu này nhưng không biết ở đâu lâm tam sinh nói tìm tình như cô nương cô ấy có điện thoại của kim oánh chứ đúng đi ba người nhanh chóng về trong nhà Bọn Chu Tĩnh Như đều bị Lâm Tam Sinh trước đó đánh thức, đều đang kinh ngạc ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương lập tức nói tình huống với Chu Tĩnh Như, Chu Tĩnh Như nghe xong, móc di động, vừa muốn ấn số điện thoại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Em gọi điện thoại cho cô ấy, phải nói như thế nào đây, cô ấy không biết chân tướng. Hôn lễ của cô ấy em từng tham gia, em hình như nhớ vị trí nhà cô ấy, em dẫn mọi người đi nha." "Đi, đi thôi." Diệp Thiếu Dương đi tới cửa quay đầu nhìn đoàn người nói nửa đêm nửa hôm không cần quá nhiều người đi mọi người tiếp tục ngủ đi bọn tôi tìm được uyển nhi sẽ trở lại tiểu cửu nói thiếu dương em cũng không đi trên người em yêu khí nặng dễ dàng bị phát hiện cô ấy đã có ý trốn tránh chúng ta vẫn nên che giấu khí tức viên cho cô ấy cảm giác được chúng ta tới gần lặng lẽ rời khỏi được em quả thật đã nhắc nhở anh diệp thiếu dương vẽ hai tấm en khí phù dán ở trên thân mình cùng chu tĩnh như lúc này mới ra ngoài vội vàng xuống lầu. Chu tình như dựa vào ký ức, dẫn bọn họ tới tòa nhà kim oánh ở. Thật ra cũng chỉ cách hai dãy với nhà Diệp Thiếu Dương, đến dưới lầu. Chu tĩnh như trần chờ nói, em không biết cô ấy ở một tầng nào. 18 hay là 19? Dù sao một con số rất may mắn. 18 vì sao may mắn, sắp phát. Chẳng lẽ không phải 18 tầng địa ngục? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thiếu Dương thế mà lại nghĩ tới cái này, Hành lang đã khóa, không có thẻ chìa khóa, vậy cũng chỉ có gọi hộ gia đình bên trong mới có thể mở cửa. Đi tìm bảo vệ." Chu Tĩnh Như hỏi. Lâm Tam Sinh đã xuyên qua cửa sắt, chui vào trong hành lang. "Chúng ta ở đây chờ ngươi." Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói. Hai người liền đứng ở phía dưới hành lang chờ. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, "Uyển Nhi sẽ ở bên trên sao?" "Tám phần là có, chúng ta lui lại một chút, nếu cô ấy đào tẩu, hẳn là có thể nhìn thấy." Hai người lui đến trên đường, ngẩng đầu nhìn bên trên. Chu Tĩnh như bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm, "Em có chút khẩn trương." "Em khẩn trương cái gì, không liên quan với em. Xem anh nói kia, quân sự không phải người một nhà sao? Anh không phải ý tứ này, anh là nói, nếu là việc khác, vì quân sự, anh có thể rơi đầu đổ máu, nhưng chuyện trên cảm tình, chúng ta đều bất lực." Vì xác định không bỏ sót, Lâm Tam Sinh từ tầng 10 bắt đầu tìm, dù sao hắn là quỷ trực tiếp xuyên tường sẽ tổn thương tu vi, nhưng cũng không thể để ý được quá nhiều. Lâm Tam Sinh tìm từng gian nhà nhỏ, giờ này, trên cơ bản đều đã ngủ, còn có một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang bếp bốp bốp, tuy phi lễ chó nhìn, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn nhìn rất lâu, bởi vì trong phòng không bật đèn, hắn muốn xác định có phải kim oánh hay không. Em gái tóc rất dài, ghé vào trên giường, theo động tác, tóc không ngừng hất lên lại buông xuống. Lâm Tam Sinh chưa hiện hình, tới trước mặt em gái, nhìn chằm chằm hồi lâu mới xác định, hắn mặt đỏ tại hồng, nhịp tim tăng tốc, nếu hắn có tim mà nói. Lên mãi đến tầng 18, tìm được nhà thứ hai, trong phòng ngủ có một cái đèn bàn, ánh sáng rất kém, trên bàn đặt một cái máy tính, hai người nằm trên giường, đang xem phim. Trên thân em gái không mặc gì cả, quấn chăn, giúp ở trong lòng nam nhân. Nam nhân đang hút thuốc, hai người say sưa xem phim. Lâm Tam sinh liếc một cái liền nhìn ra đây là Kim Oanh. Tuy cô đã uốn tóc, bộ dáng cũng có chút béo lên, nhưng mà, hắn thậm chí cũng chưa nhìn thấy khuôn mặt của cô, đã xác định là cô. Cảm giác tim đập thình thịch, xuyên qua thời gian, vô luận qua bao lâu, loại cảm giác này, cũng vẫn tương tự. Trong nháy mắt này, Lâm Tam Sinh giống như đã hiểu cái gì. Người trước mắt này, mới là người mình thật sự thích, mới là uyển nhi của mình. Sau đó, nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, cảm giác chua sót trong lòng không cách nào hình dung. Lâm Tam Sinh đứng ở ngoài phòng, yên lặng nhìn Kim Oánh, trong lúc nhất thời, cái gì cũng quên mất kim oánh hướng lên trên kéo chăn hướng nam nhân phía sau nói em vừa rồi cảm giác có chút lạnh giống như có người ở đối diện nói ra anh đừng sợ giống như có người đang nhìn em người chồng cười cười nói em đúng là thần kinh quá nhạy cảm may mắn đêm nay xem không phải phim kinh dị kim oánh từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái hộp nhỏ bên trong là ô mai cô đút cho chồng một viên nhìn hắn ăn vào miệng vẻ mặt é ẩm vui vẻ cười sau đó bản thân cũng nuốt một viên ôm lấy cổ chồng vẻ mặt đầy sự ngọt ngào của người vợ lâm tam sinh không nhìn được nữa xuyên qua phòng tới trên ban công trên ban công không có người lúc này dưới lầu có một con chó đang sủa diệp thiếu dương và chu tĩnh như cũng nghe được chó sủa rồi đi chúng ta đi nhìn xem diệp thiếu dương kéo tay chu tĩnh như hướng một mặt khác của tòa nhà chạy đi chó sủa làm sao vậy nửa đêm nửa hôm lại không có động tĩnh gì chó sao có thể sửa quá nửa là nhìn thấy quỷ Uyển Nhi không có tu vi gì, không thể liễm hóa khí hình. Mới từ một mặt của tòa nhà vòng qua, đối diện một bóng người lướt đến, hai bên thiếu chút nữa va vào nhau, bóng người nọ lập tức dán ở trên tường, nhìn qua tựa như một cái bóng mờ nhạt. Chu Tĩnh Như theo bản năng ôm kín miệng. Diệp Thiếu Dương nhìn cái bóng nói, Uyển Nhi, là cô à, đừng chạy nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cái bóng rời khỏi vách tường xuất hiện ở trước mặt hai người bọn diệp thiếu dương một em gái mặc đồ cổ trang chính là uyển nhi uyển nhi dùng một cái khăn tay lụa che miệng thấp giọng khóc nức nở cô tôi nói cô đây là muốn đi đâu đi đâu chuyện liên quan gì tới người đâu các ngươi vì sao phải đem ta đưa đến nơi đây ta muốn trở về ta muốn trở lại thời điểm kia của ta uyển nhi hướng diệp thiếu dương khóc giống lên lúc này lâm tam sinh từ trên trời rơi xuống đứng ở phía sau uyển nhi gọi cô một tiếng ngươi vô sỉ, ngươi gạt ta. Người kia bên trên mới là người người vẫn luôn tìm kiếm. Ngươi vì sao phải đi tìm ta? Lâm Tam sinh trầm mặc. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như cũng không biết nói gì, chỉ có thể ở một bên lặng lẽ nhìn. Là ta sai rồi. Lâm Tam sinh cúi đầu, một lát sau, nói, ta chỉ là không nỡ bỏ nàng, 600 năm rồi, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Ngươi không cam lòng. Uyển Nhi đột nhiên xoay người, nhìn hắn khóc lắc lắc đầu nhưng mà người người muốn tìm không phải ta người bảo ta đi theo ngươi ta không làm được tam sinh kia của ta còn ở trong cổ mộ chịu khổ ta cần đi tìm hắn mới đúng nếu ta ở bên người hắn làm sao bây giờ người nói đi hắn cũng sẽ chờ đợi mãi sao lâm tam sinh gật đầu ta biết ta sai rồi nếu có thể bồi thường nàng muốn ta làm như thế nào ta muốn người đưa ta trở về trở lại cái kia của ta Dùng lời của các ngươi để nói, đó mới là thế giới của ta, mặc kệ ta có thể tìm được chàng hay không, đó cũng là số mệnh của ta, cho dù đi âm ti luân hồi, ta cũng sẽ chờ hắn. Lâm Tam Sinh nhìn nàng, cười lên thê lương, nàng ở trong luân hồi, cũng đã đợi ta mấy trăm năm, cuối cùng, khi ta tìm được nàng, nàng đã chặt đứt duyên phận của chúng ta, vừa rồi ở trên lầu, nàng cũng thấy rồi. Vậy thì sao? Tất cả đều là duyên phận, đều là tự mình lựa chọn, ít nhất ta muốn đi làm việc ta nên làm tam sinh người không phải tam sinh kia mà ta yêu nói xong lời cuối cùng cô ngồi ở trên mặt đất bắt đầu khóc chu tĩnh như thấy cô rất đáng thương đi qua muốn vỗ vỗ bả vai của cô kết quả tay từ trên thân cô trực tiếp xuyên qua lúc này mới nhớ tới người khác với quỷ ngồi xổm trước mặt cô bắt đầu an ủi lâm tam sinh như mất hồn mất vía đứng ở phía sau uyển nhi nhìn cô qua hồi lâu nói ta đưa nàng trở về trở lại thời đại kia của nàng uyển nhi ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn hắn nói ngươi có thể làm được ta sẽ cố gắng làm được ta đáp ứng nàng tuy ta không phải tam sinh ở thế giới kia của nàng nhưng ta vẫn là ta tính cách của ta nàng hẳn là biết uyển nhi yên lặng nhìn hắn vẻ mặt cực kỳ phức tạp sau đó chậm rãi đứng dậy ghé vào trong lòng hắn lớn tiếng khóc lên diệp thiếu dương kéo chu tĩnh như yên lặng đứng ở xa xa qua một hồi lâu uyển nhi hoàn toàn bình tĩnh trở lại bảo lâm tam sinh giúp đỡ cùng nhau đi về phía nhà của diệp thiếu dương Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như theo ở phía sau. Lúc lên lầu, Lâm Tam Sinh với Uyển Nhi trực tiếp bay lên. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như ngồi thang máy. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu, phát hiện Chu Tĩnh Như đang nhìn góc nghiêng khuôn mặt mình, nghi hoặc nhìn cô. Chu Tĩnh Như cắn môi, nói, à, em có chút cảm giác thật giống như giữa chúng ta càng ngày càng xa. Em không biết có phải thật sự như vậy hay không, anh đừng nghĩ nhiều đó. Ngay cả oán giận cũng vẫn nghĩ cho mình, Diệp Thiếu Dương nhất thời rất áy náy, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô nói không thể nào anh gần đây quá bận quá nhiều việc em cũng biết cho nên có chút bỏ bê em nhưng ở trong lòng anh em vẫn luôn là người thân cận nhất tín nhiệm nhất của anh nếu em gặp cái gì phiền toái anh khẳng định xông lên đầu tiên ừm em tin tưởng chu tình như lộ ra mỉm cười hài lòng nhưng em hy vọng mọi người lần sau có hành động gì cũng có thể mang theo em đi cùng ít nhất có thể giúp mọi người làm chút gì đó em không muốn cái gì cũng không tham dự loại cảm giác này em rất không thích được lần sau có gì cần anh sẽ không khách khí với em chu tình như liên tục gật đầu thật sự hài lòng cảm xúc bất mãn nho nhỏ chôn đã lâu trong lòng trước đó lập tức quét sạch cô chính là giải hiểu cho người ta như vậy yêu cầu cũng phi thường thấp ngày kia có một hồi biểu diễn nếu anh có rảnh mà nói chúng ta cùng đi nghe một chút thế nào cửa thang máy mở ra hai khi người cùng nhau đi xuống chu tình như nói nếu anh quá bận rộn thì thôi bạn thật ra không bận bọn anh tính đi Long Hồ Sơn, nhưng còn có một đoạn thời gian nữa, cũng không có khả năng mỗi ngày đều có việc làm, chỉ là anh đối với nghe hát loại sự tình này không có sở thích gì đặc biệt, anh hiện tại nghe vẫn là Tứ Đại Thiên Vương Trương Quốc Vinh vẫn vẫn hát. Chu Tĩnh như che miệng cười nói, em biết mà, anh bình thường nào có thời gian nghe nhạc, nhưng hội biểu diễn lần này anh phải đi, đây là ba ca sĩ trẻ tuổi liên hợp tổ chức, một ca sĩ trong đó anh quen biết. Không thể nào, anh quen biết ca sĩ? Ồ, em là nói sẽ không là Trang Vũ Ninh chứ, chính là cô ấy. Cô ấy hiện ở kinh thành phát triển. Lần này là công ty bọn em mở hội, cố ý mời cô ấy về quê hương mở một lần hội biểu diễn. Anh có thể không biết nhỉ? Cô ấy bây giờ đã là ngôi sao chuẩn top một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai con đường ngôi sao sáng láng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhớ tới Trang Vũ Ninh, trong lòng cũng dâng lên một ít hồi ức về ngày xưa. Nói, ừ, anh đã sớm cảm thấy, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Vậy anh đi đi để lát nữa em an bài một chút cho anh ngồi ở hàng ghế thứ nhất về tới trong nhà lâm tam sinh và uyển nhi cũng vừa tới mọi người nhìn thấy uyển nhi và lâm tam sinh cùng nhau trở về lập tức đi lên hỏi tình huống diệp thiếu dương với chu tĩnh như ở phía sau xua tay bảo bọn họ đừng hỏi nhiều uyển nhi chui vào trong âm dương kinh lâm tam sinh cũng theo vào diệp thiếu dương đoán hắn tám phần là đi an ủi vì thế nói sơ qua về tình hình với mọi người bởi vì đây là chuyện riêng của lâm tam sinh cùng uyển nhi người khác cũng khó mà nói gì chỉ có cảm khái sau nửa đêm diệp thiếu dương lại ngủ một giấc buổi sáng hôm sau bị tạ vũ tình đánh thức phi thường thần bí kéo hắn ra ngoài diệp thiếu dương nhìn vài người ngã trái ngã phải trên giường có thể là lúc trước thức đêm mệt muốn chết rồi những người này đều còn ngủ chưa một ai tỉnh lại sáng sớm gọi tôi dậy làm gì diệp thiếu dương theo tạ vũ tình đi đến ngoài cửa hỏi chị mang cậu đi ăn bánh bao thịt lớn đi mau tạ vũ tình thúc giục hắn ra ngoài Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói bánh bao thịt lớn, lập tức muốn chảy nước miếng, theo cô cùng nhau ra ngoài. Trên đường nói về chuyện ở thời kỳ dân quốc gặp được tổ tông ông chủ tiệm bánh bao, tạ vũ tình lấy ra thư Diệp Thiếu Dương, lúc ấy ở thời điểm dân quốc viết cho hắn xem. Chính là tờ này, bên trên có bút tích của cậu. Diệp Thiếu Dương lúc trước đại khái từng nghe cô nói về chuyện này, nhưng chưa nhìn thấy bản thảo của mình, cầm được trang giấy ố vàng. Trong đầu có một loại cảm giác kỳ quái không thể nói rõ, lập tức mở ra xem, nhưng mà, Bên trên lại là một chữ cũng không có. Hai người đều ngây ra, nhìn kỹ, quả thực không có một chút bút tích, cho dù là bút bi bị người ta lau đi, cũng không có khả năng không lưu lại một chút dấu vết nào. Tại sao có thể như vậy? Bản thân Tạ Vũ Tình cũng ngây dại. Tôi biết sao lại thế này? Diệp Thiếu Dương giống như đã hiểu cái gì, nói, "Tôi đã về đến thế giới này bây giờ, vậy tôi không thể nhìn thấy thứ mình trăm năm trước viết nữa, bởi vì tôi là người của thế giới này." Tôi nói không rõ dù sao ý tứ này nếu để tôi nhìn thấy thứ mình trăm năm trước viết vậy liền hình thành một cái nghịch biện có thể thiên địa đại đạo không cho phép loại quy tắc này hình thành tự động chỉnh sửa lại tạo vũ tình kinh ngạc nhìn hắn thiên địa đại đạo hẳn là quy tắc vận hành của thế giới này đi thời gian không gian sinh linh sinh lão bệnh tử các thứ tự có quy luật vạn năm không đổi sự việc phá hư quy luật sẽ bị chỉnh lại tôi lúc trước ở dân quốc cho nên mọi người có thể nhìn thấy chữ trên đây bởi vì trước mắt thời đại này không có tôi nhưng tôi đã trở về chuyện này liên được chỉnh lại đương nhiên đây là phán đoán của bản thân tôi tôi tin tưởng là như thế tạ vũ tình nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu nói vậy cái quy tắc này là ai chế tạo đây cái đó ai mà biết có lẽ là một loại lực lượng trong minh minh vượt lên tất cả đi không chừng sau khi chứng hỗn nguyên đại đạo mới có thể biết tất cả chân tướng tạ vũ tình ngây ngốc suy nghĩ hồi lâu nói thiếu dương cậu có phải hay không có một ngày cũng sẽ chứng đạo tựa như lý hạo nhiên kia không biết cái này cơ duyên xem tôi từ trước tới giờ không nghĩ tới sau khi chứng đạo có phải thành tiên hay không diệp thiếu dương suy nghĩ một lúc nói hắn là vậy là siêu thoát tất cả trở thành một tồn tại sinh linh loại khác có thể người thường cảm thấy bọn họ là tiên nhân nhưng khái niệm tiền nhân cũng chỉ là người thường tưởng tượng ra thực tế đương nhiên khác lê sơn lão mẫu diệu quang tiên tử đều là xiển giáo kim tiền không phải cũng chỉ có vậy sao ngay cả đạo phong cũng không nhất định đã đánh lại Tạ Vũ Tình tiến lên kéo cánh tay hắn, cùng nhau đi về phía trước, cười nói, Thiếu Dương, nếu cậu có một ngày thành tiền, cậu nhất định phải tới nói cho chị biết, sau khi thành tiên là thế nào nha? Ồ, có thể cậu sau khi thành tiên, đối với tất cả đều không để ý nữa, cả chị cũng quên mất. Nói xong lời cuối cùng, không hiểu sao trở nên có chút mất mát. Diệp Thiếu Dương cười nói, sao có thể, nếu chứng đạo trả giá là quên tất cả cảm tình, vậy tôi tuyệt đối không muốn chứng đạo. Hơn 6 giờ sáng, tiệm bánh bao đã mở cửa, Hai người ăn một bữa bánh bao thịt lớn thật ngon lành, sau đó đóng gói không ít, mang về cho mọi người ăn. Kết quả đi đến nửa đường, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy một đợt nóng như lửa, nâng lên cổ tay, nhìn thấy hai đường hồn ẩn bên trên sáng lên. Là qua qua cùng bánh bao, hai người cùng nhau gửi tín hiệu cho tôi, đã xảy ra chuyện. Cậu làm sao biết đã xảy ra chuyện? Tạ Vũ Tình rất ngạc nhiên. Tín hiệu một dài ba ngắn, là chúng tôi ước định sẵn, không phải đại sự tuyệt đối sẽ không phát loại tín hiệu này ạ cậu thế này thành điện báo rồi nha. Hiệp thiếu dương đem bánh bao đưa cho cô, bọn họ ở âm ti, tôi muốn đi qua xem một chút, chị đưa bánh bao về trước, sau đó nói với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ chờ, nếu có cần thiết, tôi sẽ gọi mọi người đi xuống. Được, cậu mau đi đi, cậu. Đi như thế nào? Tạ vũ tình nhìn nhìn xung quanh. Diệp Thiếu Dương bị cô nói như vậy, cũng mới nhớ tới tình cảnh của mình. Mình thật ra có thể tùy thời tùy chỗ hồn phách rời khỏi cơ thể, tới âm ti, nhưng đi xuống như vậy, hồn phách là không có tu vi gì, Pháp khí cũng không thể dùng, hơn nữa trên đường cái. Thân thể mình làm thế nào? Vẫn chỉ có đi về trước, bố trí pháp đàn, đem thân thể cũng chiếu xuyên qua khe hở hư không. Hai người gọi xe, nhanh chóng trở về, sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương vừa bố trí pháp đàn, vừa đem sự tình nói một lần, bảo mọi người chờ trước, dù sao có thể thông qua hồn ấn cảm giác lẫn nhau được vị trí của đối phương, thực sự gặp phải cái gì bất ngờ, lại triệu hồi bọn họ đi qua cũng không muộn xuyên qua khe hở hư không diệp thiếu dương đáp xuống phụ cận của nam phong đô thành phong đô thành giống với thành trì nhân gian cũng có bốn cửa nhưng trái ngược với nhân gian là nhân gian lấy nam vi tôn nếu là thành trì cửa chính nhất định là cửa nam nhưng ở âm ti lại ngược với nhân gian lấy bắc vi tôn bởi vậy cửa chính của phong đô thành là bắc đại môn trong hồn ấn qua qua và bánh bao truyền ra vị trí là ở bắc đại môn bên kia diệp thiếu dương phi thân hướng tới trong lòng rất tò mò, vốn hắn cho rằng hai người gặp chuyện, có lẽ là ở trong quỷ vực gặp sinh linh thái âm sơn vân vân không nên gặp được, nhưng ở phụ cận phong đô thành, có thể gặp được chuyện gì chứ? Chạy thẳng qua, ở chỗ xa hai ba dặm ngoài cửa thành, có một dòng sông nhỏ không biết tên. Có một đứa nhỏ năm sáu tuổi đứng ở bờ sông, đang nhìn chung quanh, thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức lao tới. Là bánh bao. Lão đại không xong rồi, nhanh lên đi theo ta đi. Nói xong liền hướng trong rừng đối diện chui vào. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, qua qua đâu? Hắn thù ở trong rừng, bảo ta ở đây chờ lão đại, phía trước đang đánh nhau, đi chậm thì không còn kịp. Người nói rõ, ai đánh với ai? Là từ phúc từ lão tổ, cùng âm ti nhận đánh đi lên, hắc bạch vô thường, còn có đi dạo thiên thần đợi một chút rất nhiều người. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Tin tức này, với hắn mà nói thật đúng là xét đánh giữa trời. Từ khi sông pha lỗi trì trở về, hắn chưa từng gặp từ phúc vốn đang buồn bực thế nào mới có thể tìm được lão kết quả lão thế mà lại ở đây không kịp nghĩ nhiều diệp thiếu dương bước nhanh lao đi bánh bao chạy còn nhanh hơn so với hắn ở phía trước dẫn đường lúc ở trong rừng cây diệp thiếu dương đã nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau lao ra khỏi rừng cây lập tức thấy được qua 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 cũng thấy hắn tay chỉ một phương hướng nói lão đại mau nhìn ở phía trước cách đó không xa trên một mảng đất trống to lớn đang tiến hành một trận chiến đấu hắc bạch vô thường sáu bảy kim giáp quỷ võ sĩ còn có đương nhiệm tuần du ti ti chủ thập nương lúc trước từng có tiếp xúc với diệp thiếu dương mang theo một đám tuần du thiên thần đang vây công từ phúc cùng bạch khởi từ phúc tay cầm phán quan bút ở bốn phương hướng không ngừng vung lên vẽ mỗi một nét sẽ hình thành một đạo linh lực gia cố kết giới đem bản thân vào bạch khởi bảo hộ bạch khởi đứng bất động toàn thân không ngừng tản mát ra khí tức màu đỏ sậm hình thành các bọt khí vòng quanh thân thể xoay tròn công thủ tự nhiên bên ngoài ở dưới sự chủ trì của hắc bạch vô thường liên hợp lực lượng của mọi người hình thành một từ trường linh lực thật lớn đem hai người bọc ở bên trong vô số linh quang tiến hành công kích có quy luật muốn màu rực rỡ tầng tầng lớp lớp nhìn qua giống như kính vạn hoa từ phúc và bạch khởi đang đau khổ chống đỡ diệp thiếu dương chạy vội qua kim giáp quỷ võ sĩ ở ngoại vi phát hiện hắn xoay người đối mặt hắn quát âm ty truy bắt tội phạm quan trọng sinh linh không liên quan mau chóng rời đi một tiếng hô này của gã, khiến đám người hắc bạch vô thường cũng phát hiện hắn. Tiểu thiên sư, người đã trở lại. Trong giọng nói của hắc vô thường mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Diệp thiếu dương chắp tay, ra mắt bắt ra. Các ngươi đây là... Chóc nã khâm phạm. Tiểu thiên sư nếu có việc cứ tự đi, sau có thể đi phủ của ta ngồi một chút, chỉ là không thể ở đây đứng xem. Bạch vô thường phi thường khách khí hạ lệnh trục khách. Diệp thiếu dương có chút ngây dại, đang không biết ứng đối như thế nào, một bóng người từ một mặt khác của vòng vây vòng tới chính là tiêu giật vận nhìn thấy diệp thiếu dương lập tức đem hắn kéo đến một bên nói sao người lại tới đây nên là ta hỏi người đó như thế nào đây là các ngươi liên hợp hành động sao ngay cả thiên tử điện cũng có phần không có chuyện của ta ta vốn là đến xem náo nhiệt nhìn thấy có mặt qua qua liền biết người sắp tới cố ý ở đây chờ ngươi chờ ta làm gì tiêu giật vận cười nói cái này cần hỏi người tới làm gì người muốn giúp Diệp Thiếu Dương nhìn sơ qua hai bên đối trận, trở nên trần chờ, nhớ tới mọi thứ tư phúc làm với mình. Tuy cực kỳ sỏ lá đem mình đưa đến dân quốc nán lại một tháng, nhưng tất cả nói tới cũng là vì mình hơn nữa người ta cũng đem mình đưa trở lại. Quan trọng nhất là lúc trước giúp tiểu cửu đúc lại linh thần, vậy mới có về sau lôi chỉ độ kiếp. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói với Tiêu Giật Vân, mặc kệ nói như thế nào, hắn là ân nhân của ta, ân nhân gặp nạn, ta không có đạo lý không giúp. Tiêu Giật Vân vừa nghe, hai tay đè bờ vai của hắn, nói, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hậu quả làm như vậy không? Muốn nói ân nhân, hắc bạch vô thường không phải cũng đã giúp người rất nhiều lần. Lại nói lão bát còn từng dạy ngươi đâu xuất bát quái tiên, tính là nửa sư phụ ngươi, ngươi có thể động thủ với bọn họ. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, nói, nếu tiện động thủ, ta đã sớm động thủ. Lão đại, tranh tử xuyên qua rừng cây, đi ra, đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương. Sao em lại tới đây? Tiêu giật vân đem cô kéo qua, nói em mau khuyên nhủ thiếu dương hắn muốn cứu từ phúc cái này tranh tử nói lão đại anh nghĩ rõ nếu anh muốn động thủ mọi người cùng nhau qua qua người đi đem mọi người gọi hết tới qua qua lập tức gật đầu vừa muốn đi nhưng tiêu giật vân túm chặt bánh bao muốn chuồn cũng bị túm chặt các ngươi thật sự tức chết ta rồi tiêu giật vân giống lên tranh tử em sao cũng đi theo quấy phá vậy tranh tử lặng lẽ nói lão đại đã dạy em tri ân báo đáp, tuy hắc bạch vô thường đối với chúng ta cũng có ân, nhưng hiện tại là từ phúc bị vây khốn. Nếu bọn họ ngã xuống, lão đại cũng không có khả năng không hỗ trợ. Qua qua cũng lửa cháy đổ thêm dầu nói, đúng vậy, nếu bởi vì sợ đắc tội âm ti, không dám hỗ trợ mà nói, vậy còn gọi là báo ân cái gì? Một câu của tranh tử đã nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, bắt lấy tiêu giật vân nói, kính nhờ người một sự kiện, đem vợ người giữ chặt, chuyện này, không thể liên lụy đến thiên tử điện. Ngươi, tiêu giật vân còn chưa dứt lời diệp thiếu dương đã hướng tới vòng vây chạy vội qua hắc bạch vô thường cũng luôn chú ý bên này thấy diệp thiếu dương lao tới hắc vô thường lớn tiếng quát tiểu thiên sư ta biết người có ý gì người hãy nghe ta nói trước đó toàn bộ hành vi của ngươi tuy xung đột với âm ty nhưng vẫn hợp tình hợp lý từ phúc là khâm phạm hàng đầu của âm ty ngươi hôm nay nếu động thủ tiểu thiên sư người đời này cũng không thể xoay người nổi cho dù là thôi thiên tử cũng không giúp được ngươi diệp thiếu dương lập tức sững sờ thiếu dương không thể từ phúc nhìn diệp thiếu dương một cái nói ngươi đi mau mọi chuyện ta có thể làm đều làm rồi ngươi không cần cứu ta nữa diệp thiếu dương chậm rãi lắc đầu ta cứu người là vì ta đem người coi là người một nhà với người có thể giúp ta hay không là hai chuyện khác nhau ha ha bạch khởi điên cuồng cười lên tốt tốt diệp thiếu dương người là hán tử nếu ta không chết nhất định kết giao người gã huynh đệ này không có hứng thú diệp thiếu dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm đi qua trong miệng nói các vị hôm nay ta chỉ vì cứu từ phúc cũng không phải nhằm vào các ngươi đắc tội diệp thiếu dương người thật đúng là âm hồn không tan ta đến xem xem thực lực người hiện tại như thế nào thập nương nói xong muốn lao về phía diệp thiếu dương hắc vô thường vội vàng ngăn lại thấp giọng nói gì đó thập nương lúc này mới bỏ qua lạnh lùng hừ một tiếng tiếp tục làm phép tăng mạnh từ trường linh lực khống chế từ phúc Diệp Thiếu Dương, người đứng lại. Hắc vô thường hét lớn một tiếng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, vừa muốn niệm chú, đột nhiên, từ phúc chợt quát một tiếng, phán quan bút trong tay không ngừng quét hướng lên trên, cũng không biết dùng pháp thuật gì, thế mà đem các linh quang cấu thành từ trường linh lực lao đi một bộ phận, hơn nữa vượt qua tốc độ từ trường tăng mạnh, hướng phía bạch khởi quát một tiếng, người đi trước. Bạch khởi sừng sốt một phen, đem một thân lệ khí vận chuyển ở trên hai nắm đấm, tung người nhảy lên, đánh một đòn ở nơi mỏng yếu nhất của từ trường bị từ phúc quét ra. ầm một tiếng nổ vang, trên từ trường bị đánh vỡ một chỗ hỏng, từ trong từ trường phát tiết ra một luồng linh lực dao động cường đại, giống như một cơn gió mạnh thổi qua, ngay cả Diệp Thiếu Dương khoảng cách xa nhất thân thể cũng loạn choạng. Bạch khởi sông ra ngoài, bốn phía đều có phục binh, không cần đuổi theo hắn, vây khốn từ phúc. Bạch vô thường ra lệnh một tiếng, đoàn người tiếp tục làm phép. Từ phúc hơi nhắm mắt lại, dùng bút phán quan ở trước thân thể nhanh chóng vẽ vài nét bút linh lực ngưng tụ hình thành một chữ sắc thiên tri cáo mệnh địa chỉ thông linh nhất phi trùng thiên hoành hành vạn lý thiên địa nhân đạo cấp cấp như luật lệnh đột ngột kéo về đem bất định phù chữ sắc kia kéo đến trên người mình khoác giống như áo cà sa hướng tới chỗ hồng bay đi tu la ngự cực thuật đây là thượng cổ bí pháp mau ngăn hắn ngay tại lúc bạch vô thường nói chuyện từ phúc đã chạy ra khỏi từ trường linh lực đám người bạch vô thường đều tự làm phép trong lúc nhất thời pháp khí và pháp thuật sinh thành vô số đạo linh quang hướng trên người từ phúc công tới kết quả đều bị chữ sắc kia trên người hắn hấp thu không phải chăn mà là hấp thu diệp thiếu dương thấy một màn như vậy cũng quên hỗ trợ mắt nổ đom đóm nhìn từ phúc từ từ lên trên không trước đây hắn đã biết từ phúc rất lợi hại nhưng không ngờ lão lợi hại như vậy xem ra vẫn phải mời ra bảo bối của địa tạng bồ tát bạch vô thường bất đắc dĩ lắc đầu từ trong tay áo lấy ra một vật màu vàng tươi giống như khăn tay ném đến không trung chậm rãi mở ra từ bên dưới có thể nhìn thấy chữ viết trên khăn tay thật ra cũng chỉ có bốn chữ không phải cái gì a di đà phật hoặc là bể khổ vô biên phật môn yết ngữ thông thường mà là như thị ngã văn bốn chữ to bút lông đoạn chính từ phúc ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ này giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi cắn chặt răng cứng rắn sông lên chữ trên khăn tay đột nhiên tan ra Sương khói hiệu quả giống như loại chữ bút lông hóa thành mây mù trên mạng thường gặp chậm rãi nhộn nhạo ra đem từ phúc che kín toàn bộ tựa như trong đó ẩn chứa vô hạn pháp lực tiêu hào lẫn nhau với bất định phủ trên người từ phúc thân thể từ phúc cũng lơ lửng bất động mất đi động lực lao ra ngoài như thị ngã văn diệp thiếu dương kinh ngạc nhìn bốn chữ này giật mình nghĩ tới cái gì ý tứ bốn chữ này chính là giống như ta tự mình nhìn thấy có thể diễn sinh là giống như ta tự mình đến ta này đương nhiên nói là địa tạng bồ tát đây là nói, thấy pháp khí này, tựa như địa tạng Bồ Tát tự mình ra tay. Các vị động thủ, bạch vô thường hô một tiếng, mọi người cùng tiến lên, đều tự gọi ra pháp khí hoặc là thi triển pháp thuật, thêm vào ở trong từ trường linh lực. Sau đó bạch vô thường không trận, đem từ trường có rút lại, từ bốn phía đem từ phúc bọc lại. Toàn bộ quá trình tuy chi tiết biến đổi nhiều, nhưng cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Trước đó Diệp Thiếu Dương chỉ cho rằng từ phúc có thể đào tẩu, chuẩn bị ngắm chuẩn thời cơ, chờ sau khi lão chạy ra khỏi từ trường linh lực, giúp lão chắn truy binh một phen nhưng mà thay đổi bất ngờ đợi một màn này trước mắt xảy ra diệp thiếu dương còn muốn động thủ biết đã chậm từ phúc nhất định thất bại không thể nghi ngờ nhưng hắn vẫn muốn thử một lần ít nhất cũng phải tận hết tình cảm toàn lực đi làm chỉ cầu không thẹn với lương tâm về phần kết cục thế nào đó không phải vấn đề bây giờ cần cân nhắc thiếu dương dùng tay từ phúc quát một tiếng diệp thiếu dương sửng sốt một phen nói trung quy phải thử một chút ta từ bỏ từ Phúc nói xong, ở dưới lá bùa bốn chữ kia áp bách, chậm rãi đáp trên mặt đất, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, thiên kiếp không thể ngăn, nhưng sức người có thể thắng thiên. Thiếu Dương Pháp thuật ta lần trước dạy ngươi, còn có bốn câu chú ngữ chưa nói cho ngươi, nhớ kỹ, bát quái nhị sinh tương, bồ đề thụ hạ sinh, sơn hải kiền khôn định, tứ tượng chiêm linh căn. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nhìn lão, chưa đợi mở miệng, từ phúc dùng bút phán quan ở trên người mình quét vài cái, đem bất định bùa chữ sắc quét hết, một đám mực nước biến thành sương mù màu đen kia lập tức bám vào ở trên người lão, đầu tiên là bao lấy, sau đó hoàn toàn biến mất, từ trên bề ngoài là nhìn không ra biến hóa gì, nhưng chỉ có từ phúc tự mình biết, lực lượng phù chú đã tiến vào trong thần thức, ở dưới luồng lực lượng này ước thúc, lão đã không cách nào điều khiển cương khí nữa. Khẽ thở dài, địa tạng Bồ Tát, thủ đoạn quả thực cao minh. Hắc bạch vô thường thấy cảnh này, lập tức bay qua mỗi người một bên, dùng cầu hồn tác một trái một phải trói ở trên thân lão, sau đó đổi vị trí hai sợi câu hồn tác quán ba lượt ở trên người từ phúc sau đó hai người mỗi người một câu nói ra lời kịch nổi tiếng kia đang muốn bắt ngươi ngươi lại đến đây một chiều này bọn họ dùng cái này gọi là tam giác định hồn là một môn tác hồn thuật hắc bạch vô thường phối hợp thi triển nổi tiếng tam giới nghe nói sinh linh bị trói như vậy mặc kệ hồn lực mạnh nữa hồn phách cũng không thể thoát đi diệp thiếu dương thấy một màn này biết hoàn toàn xong rồi thất tinh long tuyển kiếm trong tay cũng vô lực buông xuống yên lặng nhìn từ phúc, hai tay xếp chồng, vái chạm đất, hành lễ lớn nhất của đạo môn, nói, ta tạm thời không có cách nào cứu người, người còn có cái gì giận dò. Từ phúc lắc đầu, nói với hắc bạch vô thường, trói hồn phải trói xương tỷ bà, mà nay ta đã đền tội, trói xương tỷ bà thì thôi đi. Hắc bạch vô thường cũng không nói gì, nói, đi theo chúng ta đi. Diêm la vương chờ, mọi người cùng nhau xuất phát. Chờ chút, Diệp Thiếu Dương lao tới phía trước bọn họ ngăn lại hắc vô thường hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái tiểu tử ngươi làm gì muốn cướp đi phạm nhân à cái này ta không dám diệp thiếu dương ngoài miệng nói như vậy thật ra cũng không phải không dám mà là làm như vậy không có bất cứ hy vọng nào ngược lại kéo bản thân xuống nước cục diện trước mắt mình không nên xuống nước bảo trì tốt quan hệ với âm ty tương lai mới có cơ hội cứu từ phúc ta là muốn hỏi các ngươi muốn dẫn lão đi đâu tự nhiên là đưa đi sâm la điện giao cho diêm la vương thẩm vấn thập nương nhìn thoáng qua diệp thiếu dương nói với hắc bạch vô thường diệp thiếu dương ngăn cản âm ty bắt người đáng tội gì cản trở không hắn cũng chưa động thủ hắc vô thường nhìn diệp thiếu dương nói thập nương nói ý đồ ngăn cản cũng là tội bạch vô thường cười nói ta nói ti chủ tiểu thiên sư là pháp sư nhân gian trừ phi là phạm vào trong tội nếu không âm ty cũng không quản chờ ta trở về tố hán một quyển xem bên trên xử lý đi chuyện này đùng chuyện bé sẽ ra to thập nương tự nhiên nghe ra bạch vô thường có ý bảo vệ diệp thiếu dương hừ một tiếng dẫn dắt đám thủ hạ rời đi hắc bạch vô thường nháy mắt với diệp thiếu dương áp giải từ phúc rời khỏi diệp thiếu dương kinh ngạc nhìn bóng lưng từ phúc ở dưới hai người kéo tiến vào rừng cây nhỏ hướng tới âm ti thực không ngờ từ phúc sẽ bị âm ti bắt được diệp thiếu dương lẩm bẩm đến bây giờ vẫn có chút không dám tin chuyện đã xảy ra trước mắt đây cũng là kết cục tất nhiên đi lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt hắn bị âm ti truy nã nhiều năm như vậy tóm lại vẫn bắt được tiêu giật vân nói diệp thiếu dương nói quan trọng nhất là lực lượng phù văn trên sơn hải ấn của lão dùng hết rồi không thể xuyên qua thời gian bằng không làm sao bắt được tranh tử nói lão vì sao lại bị bắt ở chỗ này tiêu giật vân nói nói tới cũng có quan hệ với đại nhân thông qua ấn ký trên sổ sinh tử tìm được vị trí của hắn sau đó phục kích hắn nhưng hắn cũng to gan Loại thời điểm này còn dám tới Âm Ty, thật không biết hắn tới làm gì. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra, nhưng hiện tại Từ Phúc cũng bị bắt rồi, nghĩ tiếp những chi tiết này cũng vô dụng. Ngược lại nghĩ đến, tin tức mỗi một sinh linh của nhân gian, ở trên sổ sinh tử đều có ghi lại, tựa như một camera không đâu không có, muốn tránh được Âm Ty truy tra, trừ phi chúng đạo Hỗn Nguyên, nhảy ra ngoài tam giới. Đi thôi, bên ngoài còn có một vòng phục binh, hẳn là đuổi theo Bạch Khởi, ta đi xem, các ngươi có đi xem hay không? tiêu giật vân phát ra lời mời vì thế đoàn người cùng nhau hướng về phía lúc trước bạch khởi bỏ chạy đi qua diệp thiếu dương dọc đường yên lặng không nói gì tiêu giật văn hỏi hắn đang nghĩ cái gì ta đang nghĩ địa tạng bồ tát thật sự rất lợi hại bản thân cũng không lộ diện chỉ dùng một lá bùa đã đem từ phúc áp chế được thế này cũng quá khủng bố rồi nhỉ lá bùa đó lại không tầm thường ta biết không tầm thường mà không tầm thường nữa nó cũng chỉ là một lá bùa đi được vài dặm đường ở bờ vong xuyên, có một số trạm gác lâm thời bố trí, nhận ra tiêu giật vân, vừa lúc có hai âm thần vừa đuổi theo Bạch Khởi quay về, từ tiền tuyến mang đến một cái tin tức làm người ta chấn động, Bạch Khởi đã đào tẩu. Làm người ta chấn động không phải hắn đào tẩu, mà là, hắn rõ ràng vốn không chạy thoát được, âm ti ở đây bố trí rất nhiều binh lực, Bạch Khởi mạnh nữa, vốn cũng không có khả năng chạy thoát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé chỉ cần có thể bám trụ hắn nơi này cách âm ty gần như vậy đại quân xuất phát người bạch khởi cũng không ngăn được nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyết ma của thái âm sơn mang theo một đám thủ hạ chạy tới thừa dịp vòng vây còn chưa hình thành đem bạch khởi cứu đi cùng nhau đi thái âm sơn người của âm ty hướng tới đuổi theo nhưng làm sao đuổi kịp đám người diệp thiếu dương nghe xong đều chấn động nói không nên lời từ phúc và bạch khởi thế mà lại cấu kết với người của thái âm sơn tiêu giật vân lẩm bẩm Điều đó không có khả năng." Diệp Thiếu Dương nói, "Ta là tuyệt không tin Tiêu Giật Vân nói, ta cũng không tin, ta vừa nói là đứng ở lập trường Âm Ty để nói, bởi vì Âm Ty bao vây tiểu trừ hai người bọn hắn, cũng là lâm thời hành động, thời gian bố cục không nhiều, Thái Âm Sơn là làm sao nhận được tin tức?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, "Có lẽ Thái Âm Sơn cũng gắt gao chú ý hai người bọn họ." "Nhưng Âm Ty sẽ không cho rằng như vậy, bọn họ sẽ cho rằng hai bên đã cấu kết, may mắn người vừa rồi chưa ra tay." bằng không ngay cả ngươi cũng phải liên lụy đến trong chuyện này, tình huống liền phức tạp. Tiêu giật vận tạm dừng một chút, nói, còn có người vừa nói, Thái Âm Sơn vì sao phải chú ý hai người bọn hắn, lý do đâu? Chỉ vì kéo bọn hắn nhập bọn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu tự hỏi, nói, chỉ có một nguyên nhân. Đối mặt ánh mắt hồ nghi của mọi người, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, vì có được Sơn Hải Ấn. Một câu, mọi người đều giật mình. Tiêu giật vân hít ngược một hơi, suy nghĩ một hồi, Nói, nhưng Sơn Hải Ấn không phải dùng hết lực lượng phù văn rồi sao? Đó cũng chỉ là điều Từ Phúc nói với ta, Thái Âm Sơn lại chưa nhìn thấy Sơn Hải An, sao có thể tin tưởng lại một bước mà nói, cho dù thực sự dùng hết lực lượng phù văn bản thân Sơn Hải, ấn vẫn là một cái bảo bối, ai nói nhất định cần đại để tự mình viết phù mới có thể sử dụng. Ta nếu là vô cực quỷ vương, ta cũng muốn có được thứ này, ít nhất thử một lần." Tranh Tử nói, "Đó là không sai, loại pháp khí có thể xuyên qua thời không này, nếu thực sự rơi vào trên tay vô cực quỷ vương thật không biết có thể làm ra chuyện gì đâu đừng nói là bọn họ em cảm thấy thứ này hẳn là mỗi người thèm nhỏ dãi nhỉ cho dù là âm ti bày ra trận thể lớn như vậy đến truy bắt hắn quá nửa cũng là vì một lần nữa lấy được sơn hải ấn nhỉ tiêu giật vân nói vậy bọn hắn nên tìm từ phúc tìm bạch khởi làm gì nơi lúc trước các ngươi mai phục từ phúc cách âm ti quá gần người của thái âm sơn khẳng định không dám tới đây vậy cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở trên người bạch khởi Tiêu giật vân nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lông mày nhíu lại, nói, ý tứ ngươi là nói. Sơn Hải Ấn có khả năng ở trên người bạch khởi. Từ phúc biết bản thân sắp bị bắt, rất có khả năng ngay từ đầu đã đem Sơn Hải An lén giao cho bạch khởi, để hắn phá vậy. Không thể nào, Sơn Hải An không phải không có lực lượng phù văn, giữ làm gì, hắn giao ra Sơn Hải An, hình phạt còn có thể nhẹ một chút. Hắn làm nhiều hành vi chống lại âm ty như vậy, cũng không để ý một việc này nữa. Lão gia tử khẳng định đã sớm nghĩ đến một ngày này, về phần lão vì sao lưu lại Sơn Hải An, ta không biết, nhưng ta dám khẳng định, son Hải Ấn không ở trên người lão. Vì sao thấy được? Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải lấy ra bút chu sa, trong miệng vừa niệm chú, vừa vẽ đường nét trên không, dùng mau sơn bí thuật đem không gian phân cắt, tuy nhìn qua không gì khác, nhưng mấy người bọn họ phạm vi nhỏ hình chữ nhật này, lại đã thành một không gian tạm thời phong bể, không có bất cứ liên hệ nào với bên ngoài, cho dù đế thính cũng không nghe được bọn họ ở bên trong nói gì. Lấy pháp lực của Diệp Thiếu Dương, không gian này có thể duy trì đại khái khoảng hơn 10 phút đồng hồ, nhưng thế này đã đủ để cho bọn họ đem lời nói ra rõ ràng. Người muốn nói gì? Tiêu giật vẫn thấy Diệp Thiếu Dương hành động thận trọng như thế, có chút kinh ngạc. Mấy người còn nhớ rõ vài câu chú ngữ từ phúc cuối cùng nói với ta chứ? Mọi người cùng nhau gật đầu. Tiêu giật vân nói, ta còn tò mò, người rốt cuộc đã học từ hắn pháp thuật gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai, dám chó, lão căn bản chưa từng dạy ta bất cứ pháp thuật nào. Mấy người đều giật mình. Vậy, lão vì sao phải nói như vậy chẳng lẽ là nhớ lầm tranh tử nhíu mày nói diệp thiếu dương cười vừa mới bắt đầu anh cũng không hiểu nhưng anh nghĩ trí nhớ từ phúc sẽ không kém như vậy đâu căn bản chính là biện chuyện tiêu giật vân nói vậy bốn câu chú ngữ là cái gì bát quái nhị sinh trong bồ đề thụ hạ sinh son hải kiền khôn định tứ tượng chiếm linh căn diệp thiếu dương nhớ rất rõ ràng đối với thứ như chú ngữ bọn người tiêu giật vân cân nhắc một phen hoàn toàn không hiểu sao còn có loại chú ngữ này vắt ngang qua đạo phật hai nhà đây thật sự là chú ngữ tiêu giật vân tỏ vẻ hoài nghi đối với tính chân thật của chú ngữ bát quái là căn cơ của đạo gia bồ đề thì là phật môn hai chữ càn khôn nếu coi như quẻ tượng để giải thích cũng là của đạo gia tứ tượng tuy đạo gia cũng dùng nhưng căn nguyên ở phật gia chú ngữ như vậy rốt cuộc là niệm cho ai nghe thật có thể dùng được cái này ta không biết ta cũng không hiểu ý tứ chú ngữ này nhưng ta nghĩ là có liên quan với Sơn Hải An, bởi vì trừ Sơn Hải An, Từ Phúc cũng không có bí mật gì khác. Đoàn người đều tin tưởng loại khả năng này. Vậy đầu tiên cần xác định Sơn Hải An có trên người Từ Phúc hay không? Tiêu Giật Vân nói, cái này cần phiền người giúp ta tìm hiểu một phen, quay đầu nói cho ta biết. Tiêu Giật vẫn xua tay nói, không cần quay đầu, chúng ta cùng nhau vào thành, ta đi giúp người hỏi một chút, lập tức có thể biết, dù sao bọn họ chóc nã Từ Phúc. Chuyện thứ nhất khẳng định chính là tìm Sơn Hải An, diệp thiếu dương cũng tỏ vẻ đồng ý vì thế đoàn người cùng nhau tiến vào phong đô thành đến thẳng sâm la điện kết quả đi được nửa đường vừa lúc gặp được hắc vô thường đi tới trước mặt nhìn thấy diệp thiếu dương sửng sốt một phen bước nhanh đi tới nói đang muốn bắt ngươi diệp thiếu dương giật mình hắc vô thường vỗ miệng mình một cái phi phi quen mồm không phải bắt người đang muốn tìm ngươi sau đó nhìn trái nhìn phải phong đô thành tựa như thành thị nhân gian chỉ cần là quỷ hồn trong thành uống tử mặc kệ là quỷ sai hay là quỷ dịch, trừ khu vực đặc thù cấm thông hành, nơi còn lại đều có thể đi, bởi vậy quỷ hồn lui tới cũng rất nhiều. Nơi này nói chuyện không có tiền, chúng ta đổi chỗ khác. Đi, đi theo ta. Hắc vô thường xài bước chạy đi ở phía trước, dẫn theo đoàn người Diệp Thiếu Dương đi đến trên chợ quỷ. Nơi này đều là người làm ăn, người càng nhiều, Hắc vô thường dẫn bọn họ tới một tòa tử lâu. Xem như một tử lâu lớn nhất trên chợ quỷ, tên gọi Nguyệt Lâu. Diệp Thiếu Dương thấy cái tên này rất quen thuộc, nói với tranh tử, nhân gian có phải hay không cũng có một nguyệt lâu, là ở Tô Châu hay là Hàng Châu nhỉ? Tiểu nhị cửa hàng nghe thấy, nói, không sai, chúng tôi nơi này là tổ tông ông chủ nguyệt lâu kia mở, ở đây làm lại nghề cũ, coi như là chi nhánh của nguyệt lâu nhân gian đi. Trong tử lâu không ít quỷ hồn bình thường đang uống rượu. Nhìn thấy hắc vô thường và tiêu giật vân tiến vào, lập tức đều đứng dậy chào hỏi, cực kỳ cung kính. Cho ta một gian riêng, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, ta cần nói chuyện. Chủ tiệm là nữ, bốn mươi mấy tuổi, vẫn còn duyên, tự mình tiếp đãi, cúi đầu khom lưng, đưa bọn họ tới trong một gian riêng trên lầu 2, là một gian riêng tốt nhất, gian riêng gọi là Quan Nguyệt lâu, trên cửa có một bộ câu đối, thủy như bích ngọc sơn như đại, tử mãn kim tôn nguyệt mãn lâu. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi bà chủ, âm ti có chăng hay không, Quan Nguyệt như thế nào? Bà chủ cười nói, tên tôi là Tiểu Nguyệt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hóa ra Quan Nguyệt chính là ngắm bà chủ à? Tiến vào phòng, bà chủ đích thân pha trà, sau đó nói với hắc vô thường bát gia thu sơn cô nương đã sớm ngóng trông bát gia đến đây tôi đi gọi cô ấy tới hắc vô thường đang uống trà nghe thấy lời này thiếu chút nữa phun hết nước trà trong mồm khuôn mặt đen xì thế mà lại nổi lên một tia đỏ ửng phi thường xấu hổ nhìn mấy người bọn diệp thiếu dương một cái hướng bà chủ quát nói bậy bạ gì đó ta hôm nay nói chính sự ồ ồ vậy các vị thong thả dùng tôi đi ăn bài rượu và thức ăn rượu và thức ăn cũng không cần, ta chỉ uống một ấm trà, đợi lát đi ngay. Ngươi bảo người ta thủ vệ, tuyệt đối không cho ai quấy dày là được. Bà chủ đi rồi, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắc vô thường, cảm khái nói, đây không phải dưới chân thiên tử sao, cũng không phải cô thành, sao còn có. Nghệ kỹ. Ồ, thì ra bát gia có sở thích này. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa. Nghệ kỹ. Nghệ kỹ hiểu hay không? Hắc vô thường gõ bàn, chỉ là hát tiểu khúc trò chuyện cùng, người nghĩ đi đâu vậy? tranh tử che miệng cười, bắt ra nhật lý vạn kỳ, thả lỏng một phen, cũng là nên mà. Diệp Thiếu Dương nói, ai là lý vạn cơ? Vài người sừng sốt một phen, tiêu giật vân và tranh tử nhất thời phun trà. Hắc vô thường nhảy dựng lên, đỏ mặt tía, tai muốn liều mạng với Diệp Thiếu Dương. Bánh bao cùng qua qua vẻ mặt ngây dại, không biết bọn họ đang nói cái gì. Chính sự, ta là đến nói chính sự. Hắc vô thường muốn sụp đổ, thật không dễ gì bình tĩnh lại, thay đổi một vẻ mặt bình thường loại giống như bao thanh thiên đó nói tiểu thiên sư lúc trước người may mắn chưa động thủ ta thật sự là toát mồ hôi vì ngươi nếu không phải tứ phúc tự mình bỏ cuộc ta khẳng định đã động thủ hắc vô thường thở dài người đứa nhỏ này vẫn cái tính tình này câu này tuy là oán giận nhưng tràn ngập dịu dàng diệp thiếu dương nhớ tới một trận chiến kia ở tinh tú hải còn từng đối nghịch với bọn họ nhất thời có chút xấu hổ cầm một chén trà nói gọi người một tiếng sư phụ chuyện lúc trước tình thế bắt buộc ta ở đây bồi tội cho ngươi nói xong muốn uống. Hắc vô thường bắt lấy tay hắn nói, trà này không phải nhân thần trà, người một sinh hồn nhân gian, không thể uống. Nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cũng dịu đi. Tranh tử bắt lấy cơ hội, định nọt nói, lão đại ta rất trọng tình nghĩa, ân của bát gia đối với hắn, lão đại vẫn luôn nhớ rõ. Coi như tiểu tử ngươi biết điều. Hắc vô thường bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ, xua tay nói, được rồi, không làm nhảm những thứ này nữa. Ta muốn đi nhân gian tình người, là muốn hỏi một sự kiện, Sơn Hải của Từ Phúc, ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương và Tiêu Giật Vân nhìn nhau một cái, quả nhiên, là vì chuyện này, Sơn Hải An không ở trên người Từ Phúc. Tất nhiên không có, thẩm vấn Từ Phúc, hắn lại không chịu nói một chữ nào. Thật sự là sốt ruột chết người ta. Hắn gần đây vẫn luôn đi cùng với người, Sơn Hải En đã không ở trên người hắn, vậy chỉ có bạch khởi cùng ngươi, hiểm nghi lớn nhất. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, đứng bật dậy. Bát ra, lời này cũng không thể nói lung tung, ta căn bản chưa từng thấy Sơn Hải Ấn bộ dáng thể nào. Không đúng lúc từ phúc dùng, ta từng thấy một lần, hắn sau khi đưa chúng ta trở về, bản thân hắn liền biến mất, ta cũng chưa từng gặp hắn. Sơn Hải An và ta có gì quan hệ? Hắc vô thường nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn nói xong, nói, ngươi thật không biết. Thật sự không biết, ta lừa người làm gì? Các ngươi muốn biết tung tích Sơn Hải An, sao không đi tìm Bạch Khởi? Bạch Khởi bị Thái Âm Sơn mang đi rồi. Cho nên tìm ta. Hắc vô thường trầm mặc một lúc lâu, nói, ta thẳng thắn nói với người, âm ti cho rằng, khả năng Sơn Hải Ấn ở trên người Bạch Khởi, xa xa không có lớn bằng người, dù sao người vừa mới dùng Sơn Hải An xuyên qua thời không. Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, bị Hắc Vô Thường giành trước, nói, người trước nghe ta nói hết, Bạch Khởi là tổ vụ tà thần, không phải nhân loại, không có cách nào khống chế Sơn Hải An, có thể sử dụng Sơn Hải Ấn, chỉ có Pháp Sư Nhân Gian, hoặc là âm thần chính tu. Cho nên Sơn Hải Ấn nếu không ở trên người từ phúc, như vậy mọi người có lý do hoài nghi sơn hải ấn ở chỗ người diệp thiếu dương kinh ngạc nhìn hắn cảm thấy tương đối cạn lời lắc đầu nói tùy tiện đi dù sao đầu sinh trưởng ở trên đầu các người các ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào trung quy không thể đem ta bắt lại nghiêm hình tra tấn chứ cái này tự nhiên sẽ không âm ty nhiều nhất chỉ phái người điều tra ngươi ta là người đầu tiên tương lai khẳng định còn vậy được rồi tùy tiện diệp thiếu dương nâng chén trà lên muốn uống đột nhiên nhớ tới đây là trà âm phủ, lại buông xuống, hướng hắc vô thường nói, thích thì cứ làm. Hắc vô thường nhìn hắn, đột nhiên cười cười, nói, tiểu thiên sư, ngươi là thực không ý thức được chỗ phiền toái. Có gì phiền toái, âm ti không phải nói chuyện đạo lý sao, nhiều nhất đến điều tra ta, ngươi cũng đã nói, không có khả năng làm gì ta. Hắc vô thường bừng chén trà, thưởng thức một ngụ, không nhanh không chậm nói. Ngươi nói, trong tam giới, có bao nhiêu thế lực muốn có được Sơn Hải An? cái này còn cần nói hẳn là đều muốn nhỉ xuyên qua thời không đối với mỗi sinh linh mà nói đều là dụ hoặc nhất là thái âm sơn tổ chức như vậy khẳng định muốn lợi dụng sơn hải an xuyên qua thời không đi làm một số việc đảo điên càn khôn tuy bọn họ cũng không làm rõ quan hệ của quá khứ cùng hiện tại nhưng chỉ cần có sơn hải an thì có thể từ từ nghiên cứu ngươi nên hỏi ngược lại người nào không có hứng thú đối với sơn hải an ta cảm thấy nếu sơn hải an ném ra có thể dẫn phát một lần các thế lực trong tam giới hỗn chiến nói như vậy tuyệt không quá phận. Diệp Thiếu Dương nói xong, đám người tiêu giật vân và tranh tử cũng gật đầu theo, thừa nhận quan điểm của hắn. Hắc vô thường khẽ cười nói, đã như vậy, tiểu thiên sư, ngươi chẳng lẽ còn không ý thức được nguy hiểm của mình? Có gì quan hệ với ta? Diệp Thiếu Dương một mồm nói, đột nhiên phát hiện tránh tử và tiêu giật vân đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi là nói, các thế lực đó sẽ vì Sơn Hải Ấn tới tìm ta gây phiền toái. Hắc vô thường gật đầu. Âm ti đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn gì với người, nhưng các thế lực này khó bảo đảm sẽ không. Tiểu thiên sư, ngươi cẩn thận chút đi. Diệp thiếu dương lập tức ý thức được chỗ phiền toái. Thậm chí, nếu thái âm sơn phát hiện sơn hải an không ở trên người bạch khởi, cũng nhất định sẽ tìm tới mình. Khói miệng Diệp Thiếu Dương giật giật, lầm bẩm thật sự là chó chết, ta sao lại mắc vào chuyện này. Tranh tử nói, bát ra, âm ti sẽ không đem chuyện này nói ra bên ngoài chứ, người khác sao có thể biết hành động bắt giữ đối với từ phúc của âm ty cũng chưa nói với bên ngoài thái âm sơn không phải vẫn biết một câu của hắc vô thường khiến đoàn người tắc họng ta cũng tò mò hành động của thái âm sơn vì sao có thể nhanh chóng như vậy diệp thiếu dương hỏi hắc vô thường do dự một phen lấy tay chấm nước trà viết hai chữ ở trên bàn diệp thiếu dương đi đến trước mặt hắn nhìn từ phương hướng đó của hắn lập tức thấy được hai chữ đó gian tế không thể nào diệp thiếu dương sửng sốt một chút sau đó hô lên âm ti cũng có. Hai chữ đó còn chưa nói ra, hắc vô thường khoát tay, làm cái động tác chớ có lên tiếng. Đây là chuyện không có cách nào cả, âm ti luôn luôn điều tra, nhưng luôn có một số sinh linh che giấu rất sâu, khó có thể phát giác. Được rồi, về này, ta cái gì cũng chưa nói, dừng lại ở đây. Tiêu giật vân nói, bát ra, ta nói câu không nên nói, âm ti muốn biết tung tích Sơn Hải An, chỉ cần dụng hình đối với từ phúc. Đương nhiên, ta là không chủ trương làm như vậy. Hắc vô thường trầm mặc một hồi, nói, hình bất thường đại phu, câu này ở âm ti cũng là thông dụng. Có gì quan hệ với từ phúc? Hắn là đại phu. Diệp Thiếu Dương nói. Hắn. Thân phận của hắn, chỉ sợ ngay cả tiêu lang quân người cũng không biết nhỉ. Trong đó đề cập bí ẩn, không thể nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi. Từ phúc trước kia, là một vị vương đại để phong, hình bất thường đại phu. Âm ti là giảng quy củ, cho dù hắn là tội phạm hạng nhất, quy củ này cũng không thể thay đổi. Bởi vậy, hắn không nói, vậy không có cách nào ép hắn bọn người diệp thiếu dương đều chấn động một phen từ phúc thế mà từng là vương của âm ty điều này sao có khả năng diệp thiếu dương lẩm bẩm vì sao không có khả năng lúc từ phúc đắc đạo chỉ có đạo pháp không có đạo tông hắn tu vi đại thành thụ phong làm vương cũng là quá bình thường bằng không hắn sao có cơ hội đánh cắp sơn hải ấn thì ra từ phúc thế mà có bối cảnh sâu như vậy hắc vô thường đứng dậy trực tiếp đem ấm trà nhấc lên dốc vài một hơi uống cạn, trên mặt lộ ra nét thích ý, được rồi, ngươi đã nói Sơn Hải An không ở trên người ngươi, ta trở về phục mệnh. Tiểu thiên sư người trở về cẩn thận một chút đi. Diệp Thiếu Dương cũng đứng dậy, chắp tay bái tạ. Thỉnh cầu hắn trở về giúp đỡ mình nói thêm nói lời hay, miễn cho âm ti thực cho rằng Sơn Hải Ấn ở trên người mình, tuy âm ti sẽ không làm gì mình, nhưng tóm lại là oan uổng mình. Hắc vô thường đi trước, sau đó bốn người bọn Diệp Thiếu Dương thảo luận thêm một hồi, dù sao sự tình đã như vậy chỉ có thể giống hắc vô thường nói trở về chú ý nhiều hơn được rồi các ngươi cũng trở về đi đúng rồi các ngươi biết tử vân quan ở đâu chứ chỉ cho ta phương hướng ta nghe nói sư phụ ta ở bên trong tu hành ta đi tìm ông ấy tử vân quan à thật ra dễ tìm theo sông âm thủy đi mãi về phía tây rất xa ngươi muốn bay qua vậy đủ mệt đó còn có vùng đó là đồng hoang tiếp cận thể lực thái âm sơn không yên ổn không có gì, ta một mình chạy vẫn chạy được, nhưng quá xa quả thật không dễ đi. Bằng không, người nghĩ biện pháp cho ta. Tiêu giật vận trần trời nói, hiện tại Thái Âm Sơn công thành đoạt đất, hai quần giao chiến, muốn giống lần trước trưng dụng thuyền của quân bị ti, sợ là không dễ xử lý. Tranh Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, vậy có gì khó? Lần này Lý tướng quân không phải đến Âm Ti điều binh, em lúc trước đến còn gặp được hắn, nói là hôm nay xuất phát, chúng ta có thể đi qua tìm hắn nói một tiếng mặt mũi lão đại hắn có thể không nê diệp thiếu dương gãi gãi đầu nói không thể nào anh có thể có thể diện lớn như vậy đương nhiên dù là thất gia bát ra đi cũng không nhất định được việc nhưng lão đại đi tìm hắn em cam đoan hắn nghe đi thôi em dẫn anh đi em lúc trước ở thành nam nhìn thấy đội ngũ bọn họ tranh tử thần bí cười cười không cho phân trần kéo cánh tay diệp thiếu dương đi về phía ngoài thành bánh bao và qua qua mỗi người một bên ngồi ở trên vai diệp thiếu dương Tiêu giật văn vẻ mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đi mãi ra khỏi thành, đi đến bờ sông âm thủy, trên bến tàu đỗ rất nhiều thuyền, đều không phải đặc biệt lớn. Bởi vì sông ấm thủy không rộng, cũng không đủ sâu, thuyền quá lớn không thể thông hành một đám binh sĩ mặc khôi giáp, đang ở trên bến tàu bận rộn lên thuyền. Có người hò hét, có người điểm danh, khung cảnh rối ren mà náo nhiệt. Nhìn qua giống như loại cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trước khi xuất trinh trong phim cổ trang. Tranh tử kéo Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh bến tàu, la lớn, này, các người ai là quản sự, đi giúp ta đem lý tướng quân gọi tới. Một câu hấp dẫn mọi người, đều nhìn lại. Một công tào tay cầm danh sách đi tới, đánh giá cao thấp tranh tử, có chút khó chịu nói, xem quan bài của người, chẳng qua là áp ti, sao dám không nói lễ tiết như thế, lý tướng quân kia há là các người gọi thì tới đuổi thì đi. Tranh tử bĩu môi, nói với tiêu giật vân, anh tới anh tới. Lúc trước tranh tử lớn tiếng hô như vậy, Tiêu giật vân vốn đã dễ xấu hổ, cảm thấy mình thật mất mặt, bởi vậy nhưng người tránh ở phía sau tranh tử, không muốn lộ diện, không ngờ vẫn là bị tranh tử điểm danh, đành phải sờ mũi đi ra, nhìn quỷ sai kia nói, à thì, ồ, oh, là tiểu lang quân, thất kính thất kính quỷ sai kia không chờ hắn nói xong đã chắp tay hành lễ, thái độ lập tức trở nên cung kính. Ở trước mặt những người này, tiêu giật vân vẫn rất có mặt mũi. a ta tìm lý tướng quân của các ngươi có chút việc, không biết hắn ở đâu, lý tướng quân của chúng ta đã lên thuyền ở trong khoang thuyền một con thuyền trước nhất tiểu lập tức đi bẩm báo một tiếng các vị chờ một chút chờ một chút quý sai kia nhanh như chớp chạy đến phía trước tranh tử gọi mọi người cùng nhau theo sau đi đến bên cạnh con thuyền trước nhất tương đối hoa lệ hơn nhiều kia quỷ sai vào khoang thuyền một lát sau một tướng quân mặc giáp vàng đi cùng với quỷ sai ra ngoài diệp thiếu dương thấy hắn có chút quen mặt liếc một cái không nhận ra bắt đầu tìm kiếm ở trong trí nhớ sức chú ý của lý tướng quân ở trên người tiêu giật vân cách thật xa đã chắp tay hành lễ tiêu giật vân cũng lên phía trước hoàn lễ không biết tiêu lang quân tìm bạn tưởng đến vì chuyện gì không phải ta tìm người là có một vị lão bằng hữu tìm ngươi lý tướng quân nhíu mày theo phương hướng tiêu giật vận chỉ thấy được diệp thiếu dương Sửng sốt một phen lông mày lập tức giãn ra cả kinh nói diệp thiên sư đã lâu không gặp ngươi nay cũng làm thượng tướng quân rồi lợi hại lợi hại Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra thân phận của hắn, chồng của Dương Tư Linh, Lý Hiểu Cường. Tên của một đôi vợ chồng này với hắn mà nói thật ra cũng không xa lạ. Mấy tháng trước điều tra một sự kiện linh dị, Diệp Thiếu Dương quen biết Dương Tư Linh, từng cùng nhau kể vai chiến đấu trong không gian ác linh. Lý Hiểu Cường lúc đó hồn phách đã vỡ, đều cho rằng hắn đã chết, về sau không ngờ bởi họa được phúc, được triệu công minh tụ hồn trọng sinh, thu vào dưới trướng. Về sau Dương Tư Linh cũng đến đầu nhập hai người ở quỷ vực hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Lúc trước có một lần ở quỷ vực, bọn họ từng lộ mặt, giúp Diệp Thiếu Dương không nhỏ. Nhưng từ đó về sau, Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp lại vợ chồng bọn họ. Ha ha, huynh đệ cậu còn nhớ rõ tôi sao? Lý Hiếu Cường rất cao hứng, đi lên dùng sức vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô tìm được ám tiến hắn cho, cười nói, một mũi xuyên vẫn tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp. Tôi vẫn giữ lại đấy xấu hổ quá chỉ mong mũi tên này huynh đệ cậu mãi mãi không dùng tới mới tốt lý hiếu cường nhìn hắn trong mắt là sự hưng phấn nói không nên lời đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi huynh đệ cậu tìm tôi có phải có chuyện hay không diệp thiếu dương nói ra ý đồ của mình tôi biết của anh đây là quân thuyền tôi một pháp sư nhân gian ngồi thuyền của anh đi qua thật sự không thích hợp lý hiếu cường cười to nói huynh đệ lời này của cậu chính là không đem tôi coi là huynh đệ ngồi thuyền một lúc có quan hệ gì đâu, lại nói cậu không đi tiền tuyến. Đến, vừa lúc đội thuyền này của tôi cũng sắp xuất phát, cậu lên thuyền của tôi trước, tôi an bài xong sẽ mang cậu cùng nhau xuất phát luôn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, tiến lên nói lời từ biệt với tranh tử và tiêu giật vân. Mọi người cũng thường xuyên gặp, không nhiều lời nói vài câu đơn giản, bảo tranh tử và tiêu giật vân đi về trước, bản thân đi lên thuyền. Khoang thuyền từ bên ngoài nhìn qua cũng không cao, nhưng bởi vì có ít nhất một phần ba đều ngập ở trong nước, sau khi thật sự tiến vào khoang thuyền, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện khoang thuyền thật ra rất lớn, một không gian cao khoảng 2 mét, đại khái 3-40 mét vuông, dùng bình phong ngăn cách, gian ngoài là giống như phòng khách, làm người ta ngạc nhiên là đồ gia dụng, bàn ghế, còn có một số dụng cụ trong khoang thuyền đều là kiểu dáng nhân gian đương đại, còn có một máy quay đĩa, chỉ là bên trong không có đĩa nhạc. Trên bàn trà bày một bộ đồ uống trà gốm xứ, toàn bộ nhìn qua giống như là phòng khách gia đình có chút tiền ở nhân gian trong lòng diệp thiếu dương chật chật lấy làm kỳ đợi ở trong khoang thuyền một hồi lý hiểu cường cũng lên thuyền sau đó người cầm lái dùng xào cao chống xuống đem thuyền đẩy ra ở dưới lực lượng của phụ ấn điều khiển con thuyền bắt đầu nhanh chóng lướt đi xin lỗi huynh đệ đợi lâu rồi đến chúng ta uống trà hai tiểu huynh đệ các ngươi cũng uống một chút lý hiếu cường ngồi xuống ở đối diện diệp thiếu dương mân mê đồ uống trà nói cậu yên tâm uống chỗ tôi có nhân thần trà Hái ở thu bạch son, cổ Nguyệt Tử đại sự tự mình luyện hóa, mùi vị không tệ, có chút giống mao phong của nhân gian. Người nếm thử. Lý Hiếu Cường tự mình pha trà, bung cho Diệp Thiếu Dương, khiến Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, tìm kiếm đề tài, nhắc tới phong cách trang hoàng của khoang thuyền này, Lý Hiếu Cường tỏ vẻ, mình là Quỷ đương đại, thẩm mỹ của hắn vẫn dừng lại ở giai đoạn lúc còn sống, sở thích không giống với những lão già đã chết mấy trăm năm, bởi vậy mới đem thuyền của mình trang hoàng thành như vậy. Đúng rồi, cái này cậu nghe một chút. Lý Hiểu Cường đứng dậy tới trước máy quay đĩa, bắt lấy kim bên trên, phóng thích linh lực, bên trên nhất thời có một số phù chú sáng lên, trong máy quay đĩa truyền ra âm nhạc, khói báo động bốc lên, Giang Sơn nhìn về phía bắc, vòi rồng hiện, ngựa hí dài, kiếm khí như xương. Tinh trung báo quốc. Diệp Thiếu Dương đương nhiên từng nghe bài hát này, trong nhạc di động mình tải có bài này, cực kỳ nhiệt huyết, nhưng ở trong quỷ vực nghe được âm nhạc quen thuộc này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy một loại cảm giác thác loạn, kinh ngạc nhìn máy quay đĩa, nói: đây là công nghệ cao gì? Nói tới, thứ này còn có liên quan với cậu đó, đây là ngoại môn sư huynh của cậu Quách Lão Phát Minh, tên quỷ thư số 2, số lượng rất ít, bán ra ở chợ quỷ, tôi còn là bảo thủ hạ thật không dễ gì kiếm được một cái. Dùng linh lực kích hoạt phủ ấn, bài hát chứa đựng ở bên trong liền có thể truyền phát. Sự tinh xảo trong đó, tôi cũng hoàn toàn không rõ, sư huynh đó của cậu, thật đúng là kỳ tài. Được rồi, Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên huyệt Thái Dương, thật sự không biết nói gì. Nói, mấy tháng không gặp, anh lăn lộn không tệ, cũng làm thượng tướng quân rồi, thật đáng mừng nha." Lý Hiếu Cường cười nói, lúc còn sống không thỏa chí, sau khi chết đường làm quan rộng mở, coi như là vui mừng. Chuyên đề tài nói, quan trọng nhất là Tư Linh làm bạn ở bên cạnh tôi. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của tôi, huynh đệ, đại ân của cậu, tôi không báo hết được." Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay nói, anh đã coi tôi là huynh đệ, thì tuyệt đối miễn bàn cái này, tôi tìm anh hỗ trợ, cũng sẽ không khách khí lý hiếu cường cười to ngồi xuống ở trước mặt hắn tiếp tục pha trà diệp thiếu dương âm thầm quan sát hắn tuy tiếp xúc với hắn không nhiều nhưng trước đó lý hiếu cường cũng không phải là bộ dạng này cảm giác hắn từ sau khi làm thượng tướng quân khí chất con người cũng khác trở nên càng thêm hào khí nhiệt huyết cũng sang sảng hơn rất nhiều đáy lòng rất cảm khái đúng rồi vợ anh đâu cô ấy ở tiền tuyến tôi lần này trở về là điều binh cùng lấy thuốc cô ấy không đi theo đáng tiếc cậu có việc trong người bằng không có thể theo tôi cùng nhau đi qua Tư Linh nhìn thấy cậu, nhất định cũng rất cao hứng. Anh giúp tôi chuyển lời đi. Nói thật, nghe nói hai người đều ổn, tôi cũng rất cao hứng. Lý Hiếu Cường gật gật đầu, nhìn thẳng vào hắn, lặng lẽ nói, huynh đệ, tôi luôn ở tiền tuyến, nhưng tin tức nhân gian, nhất là tin tức về cậu, tôi cũng cố ý hỏi thăm một chút, không biết điều bọn họ nói, là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương nói, anh là chỉ cái gì? Lý Hiếu Cường do dự một phen, nói, tôi nói ra cậu chớ trách, Tôi thật sự không biết chân tướng, lệnh phu nhân. Thật là chuyển thể quỷ đồng. Qua Qua và Bánh Bao rất hiểu chuyện một mực ghé vào đầu vai Diệp Thiếu Dương, chưa tham gia bọn họ nói chuyện phiếm, nghe thấy câu này, ánh mắt Qua Qua đột nhiên lóe lên, lộ ra một loại thâm ý không dễ phát hiện. Bánh Bao cũng chú ý tới, nói với Qua Qua, "Nhị ca, ngươi ngửi thấy tay của ta thơm hay không?" "Cái quỷ gì?" Qua Qua theo bản năng ngửi một chút cái tay nó vươn tới, sau đó, con người dần dần khuếch tán ra diệp thiếu dương đem hai đứa bọn nó đều từ trên vai ném xuống trách mắng các ngươi thành thật chút biết bọn nó là chơi đùa cũng không để ý bọn nó nữa nhìn chén trà trong tay chậm rãi gật gật đầu cái này lý hiếu cường cũng lâm vào trầm ngâm vậy huynh đệ cậu tất nhiên phải từ trong tay thị tộc đem cô ấy cứu ra đương nhiên nhưng tôi sẽ không để cô ấy hại người tôi có biện pháp giải quyết tôi tin tưởng cậu lý hiếu cường nhìn hắn vẻ mặt rất kiến nghị nói thiếu dương huynh đệ lời này tôi đặt ở đây tương lai nếu có chỗ dùng vợ chồng chúng tôi mặc kệ đối phương là ai chúng tôi đều nguyện ý giúp cậu một tay một mũi xuyên vẫn tiễn thiên quân vạn mã đến gặp câu hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu đối với cậu chuyện được đọc bởi kênh haley audio trong lòng diệp thiếu dương chấn động mạnh sung ra nhìn hắn dùng sức gật gật đầu a à, nhị ca ngươi bánh bao đột nhiên hô lên ngu xuẩn qua qua từ trong ảo cảnh đi ra biết đã xảy ra cái gì tiến lên bóp cổ bánh bao cực kỳ khẩn trương nói ngươi có phải đọc lấy ký ức của ta hay không ngươi làm gì diệp thiếu dương thấy qua qua thất thố cực kỳ giật mình qua qua từ trước tới giờ không phải thế này qua qua cũng tự cảm thấy thất thố buông lỏng bánh bao ra bắt lấy tay nó nghiến răng nói tuyệt đối không được nói ra ngoài nhớ kỹ chưa bánh bao ngây ngốc nhìn nó gật gật đầu lại nhìn diệp thiếu dương ánh mắt lập tức rời đi chuyện rốt cuộc là thế nào diệp thiếu dương cảm giác có việc hơn nữa khẳng định có liên quan với mình hắc hắc không có gì chúng ta đùa dẫn mà bánh bao vội vàng che giấu qua qua lại không nói lời nào diệp thiếu dương vừa muốn mở miệng nghĩ đến hỏi như vậy bọn nó khẳng định không nói dứt khoát tạm đặt trong lòng chưa hỏi tiếp tiếp tục nói chuyện phiếm với lý hiểu cường hỏi thăm một chút thế cục tiền tuyến biết được thái âm sơn trước mắt đang cấp tốc mở rộng công phạt các thế lực lớn nhỏ nằm trên quỷ vực phong trí cốc cũng đang công thành đoạt đất chia cắt không ít địa bàn tình thế quỷ vực hiện tại cũng dị thường hỗn loạn âm ti phi thường khẩn trương cho nên không ngừng tăng binh đề phòng chiến sự lớn xảy ra gần đây nơi cách cô thành không xa xuất hiện một đám sương mù màu đen huynh đệ cậu đã nghe nói chưa diệp thiếu dương lắc đầu sương mù đen gì chính là một đám sương mù đen ở cửa sông âm thủy một đám sương mù đen rất khổng lồ dùng tiêu chuẩn đo đạc của nhân gian ít nhất thọc sâu mấy chục dặm, bên trong có một loại lực lượng đáng sợ. Chúng tôi phái binh sĩ vào, không có một ai có thể trở về, giống như một hố đen có thể cắn nuốt tất cả. Có loại chuyện này. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã tò mò, không có ai đi điều tra sao. Tôi không phải đã nói sao, phàm là sinh linh đi vào, không một ai có thể đi ra. Âm ty gần đây cũng không dám tùy tiện phải người đi vào, chỉ có tăng binh gác, yên lặng đợi biến cố. Nhưng hố đen này, tám phần là có liên quan với Thái Âm Sơn diệp thiếu dương nghe hắn nói như vậy ngược lại rất muốn đi qua xem nhưng sau khi thăm dò vùng đó gần đây để phòng nghiêm ngặt âm tin nghiêm lệnh tất cả sinh linh đều không thể vào cho dù là hắn cũng không có cách hỗ trợ lại nói chuyện này không có gì quan hệ với mình diệp thiếu dương cũng chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi đại khái qua gần một canh giờ thuyền ngừng người cầm lái tới báo cáo đã đến phụ cận tử vân quan vậy tôi đi đây huynh đệ bản thân anh cẩn thận một chút tôi phàm là có chuyện gì sẽ đốt giấy cho anh diệp thiếu dương lưu luyến chia tay với lý hiếu cường sau đó mang theo qua qua và bánh bao lên bờ lý hiếu cường đứng ở đầu thuyền chắp tay nhìn diệp thiếu dương diệp thiếu dương cũng chắp tay hoàn lễ nhìn thuyền đi xa lúc này mới rời khỏi bờ sông hướng tới phương hướng lúc trước lý hiếu cường chỉ điểm bay qua phóng mắt ra xung quanh quả nhiên là một cánh đồng hoang giống với đồng bằng phương bắc của nhân gian liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối khắp nơi có ngải nối liền không nhìn thấy thực vật xanh nào cả nhưng cũng càng có một loại cảm giác nghiêm túc tiêu điều tử vân quan đặt ở trên đồng hoang này từ bên ngoài nhìn lại đạo quan không lớn tường ngoài màu vàng đất cùng kiến trúc sơ sát trái lại cực ăn khớp với hoàn cảnh nơi này nơi này chính là một tòa đạo quan đào hoàng cảnh thành lập ở quỷ vực rời xa âm ti nghe điều không nghe phong cách phạm vi thể lực thái âm sơn rất gần nhưng chưa từng có sinh linh thái âm sơn dám đến quấy nhiều đào hoàng cảnh này là một trong các ẩn sĩ nổi tiếng quỷ vực thực lực siêu mạnh giống như là ngũ trang quan chủ trần nguyên đại tiên trong tây du ký không làm quan ở trên trời nhưng thực lực với địa vị đều không thể xem nhẹ thanh vân tử hiện tại tạm ở nơi này nếu không phải thân phận mao sơn trưởng giáo của lão đào hoàng cảnh quả thật không có khả năng để lão ở lại nơi này nghĩ tới sắp có thể gặp được sự phụ tâm tình diệp thiếu dương nhất thời trở nên có chút phức tạp nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong hít sâu một hơi đi đến ngoài của đạo quan không có đạo đồng thủ vệ ngoài hai bên cửa treo hai tấm biển bên trên viết một bộ câu đối trong mơ không biết thân là khách cớ gì tiêu giao du nhân gian diệp thiếu dương đọc một lần thật sự không biết bộ câu đối này cùng ba chữ tử vân quan có gì quan hệ từ cửa sảnh đi vào không biết từ nơi nào toát ra một đạo đồng đánh giá cao thấp diệp thiếu dương nói diệp thiên sư a à, cậu biết tôi diệp thiếu dương dù sao thấy tiểu tử này là chưa bao giờ gặp tiểu đạo sĩ thi lễ nói thanh vân đạo hữu ở bên trong chờ người rất lâu rồi mời người bên này nói xong chỉ cái phương hướng cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì, hắn đã tung người bay đi. Diệp Thiếu Dương theo hành lang gấp khúc, đi mãi tới quảng trường trước đại điện. Hai bên quảng trường, trồng một loại cây to rất giống là cây bạch quả, cả cây vàng ươm, ở trên đất trồng chất rất nhiều, lại phối với đại điện cổ phác cùng tường vây sụp đổ, nhất thời trở thành một cảnh đẹp khác loại. Diệp Thiếu Dương phóng mắt nhìn quanh, đang tìm thanh vân tử, đột nhiên một bóng người từ trên đường nhỏ phía sau chính điện đi tới mặc áo vải dài màu lam nhăn nhúm, hai tay khép lại với nhau, lưng còng, giống lão nông làm việc ở đồng ruộng, xài bước chữ bát đi tới. Sư phụ, dung mạo quen thuộc, khiến Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy vạn phần thân thiết, lập tức nghênh đón. Thanh Vân Tử liếc hắn, đi đến phía trước đại điện, ngồi xuống ở trên bậc thang, chỉ chỉ bên người, bảo Diệp Thiếu Dương ngồi. Ông nội, đã lâu không gặp. Qua qua nhảy đến trên chân Thanh Vân Tử làm nũng. Thanh Vân Tử xoa đầu nó, nhìn về phía bánh bao trên vai bên kia của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng giới thiệu. Ông nội, bánh bao cũng rụt rè gọi một tiếng. Thông linh Phật tử hoa, hồng hoang dị trùng. Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm bánh bao một hồi, nói với Diệp Thiếu Dương, thu nó là môn nhân, tính tiểu tử người vận khí tốt. Nó tương lai có thể giúp người giải quyết rất nhiều phiền toái, nhưng người phải phòng ngừa nó tiến hóa. Tiến hóa. Trong đầu Diệp Thiếu Dương lập tức liên xuất hiện một ít hình ảnh kỳ quái trong Pokemon, Vội vàng lắc lắc đầu, nhìn bánh bao nói, ngươi còn có thể tiến hóa, tiến hóa thành cái gì? Bánh bao cúi đầu, có chút xấu hổ nói, lão đại người đừng hỏi nữa, ta sẽ không tiến hóa. Hỏi một chút mà, ngươi cứ nói đi, với ta còn có cái gì phải giấu? Bánh bao nhăn nhó không muốn mở miệng. Thanh Vân Tử nói, còn có thể là cái gì? Nó tiến hóa, chính là phệ hồn hoa, luôn cảm giác bụng đói kêu vang, cần không ngừng cắn nuốt hồn, nhưng cắn nuốt hồn càng nhiều, loại dục vọng này cũng càng cường đại hoàn toàn luân hãm thành tà ma diệp thiếu dương hoàn toàn giật mình nhìn bánh bao nói thật bánh bao cúi đầu gật gật đầu sau đó lại ngẩng đầu nói lão đại tin tưởng ta ta sẽ không để bản thân tiến hóa ta tin tưởng ngươi diệp thiếu dương không hỏi thêm nữa véo một cái ở trên mặt nó nói bánh bao rất cảm kích nhìn hắn một hồi gật gật đầu ở diệp thiếu dương quay đầu nhìn thanh vân tử thấy lão vẻ mặt tự cười mà không cười có chút xấu hổ nói Sư phụ, người biết con mà. Giải thích cái rắm A, à, ta còn không biết ngươi. Đánh dân quốc ta đã biết. Dân quốc. Diệp thiếu dương hóa đá tại chỗ. Sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, túm lấy thanh vân tử, nói. Sư phụ, người nhớ rõ à, con. Con không biết nói cái gì mới tốt, vì sao Mỹ Hoa và Tiểu Bạch Kiểm đều quên con rồi. Thanh vân tử liếc hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt đỏ rực, liên miên cằn nhằn, trong quỷ vực này nơi nào cũng tốt, không có tiếng động huyên náo, không có ai đến quấy giày. Nơi duy nhất không tốt, chính là không có mặt trời phơi nắng. Tuy nói ta bây giờ đã thành quỷ, không cần phơi nắng, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Diệp Thiếu Dương ôm hai chân thanh vân tử, lẩm bẩm, sư phụ, con bây giờ nói chính sự với người đó, đợi lát nữa nói xong người lại cảm khái được không? Thanh vân tử quay đầu, nhìn hắn, nói, thằng nhóc, người được lắm, đi dân quốc một tháng, làm ra nhiều đại sự như vậy, sư phụ người rốt cuộc là làm sao mà nhớ được vì sao người khác đều không nhớ được nói nhảm bọn họ đã uống canh mạnh bà ta không uống ta lén đem nó đổ đi ta tự nhiên nhớ rõ ngươi canh mạnh bà diệp thiếu dương giật mình không thể nào sư phụ uống xong canh mạnh bà vậy không phải ký ức gì cũng không còn nữa tiến vào mê man như trong bào thai bọn họ vì quên con mà thôi sẽ không làm như vậy chứ đương nhiên không phải canh mạnh bà bình thường đó là thứ tiêu lăng quân xử lý không biết cách điều phối là gì dù sao là mạnh bà điều ra gọi là vong tình thủy sau khi uống có thể quên mất toàn bộ hồi ức ở bên nhau với một người nào đó cái này trên đời còn có thứ này ta trước kia cũng không biết khi tiêu lang quân đem vong tình thủy bưng đến trước mặt ta ta còn có chút mơ mơ màng màng diệp thiếu dương nói vâng 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 sư phụ người lúc còn nhỏ là rất ngốc nhưng nghịch ngầm thanh vân tử không lưu tình chút nào có một cái ở trên đầu hắn diệp thiếu dương xoa đầu thành thật nghe tiếp tiêu giật vân đem sự tình nói hết với ta còn có sự phụ tổ sư bá của ta sau đó bỏ ta uống ta dùng thủ đoạn không uống cho nên ta nhớ rõ toàn bộ chuyện này bản thân bọn họ đều đã uống cho nên bọn họ đem ngươi quên đi đem những việc người đã làm quên hết diệp thiếu dương ngơ ngác nhìn thanh vân tử nói vậy vong tình thủy gì đó là như thế nào nhằm vào trên đầu con con là nói diệp thiếu dương đang tìm từ để hình dung ý tứ của mình thanh vân tử đã nghe hiểu nói, trong vong tình thủy, cần thêm vật như da tóc thân thể đối phương, người còn nhớ cô nương tên xảo vân kia chứ, cô ấy lúc trước, lén lút cắt một lọn tóc của ngươi, bị tiêu giật vân bọn họ tìm được, thêm vào trong vong tình thủy uống, lúc này mới có hiệu lực. Xảo vân, cắt tóc mình, cô ấy vì sao phải làm như vậy? Trước mắt Diệp Thiếu Dương hiện ra bộ dáng xảo vân, nhịn không được nhớ nhung một phen, một thời gian không gặp, không biết cô ấy có khỏe không? Đột nhiên nghĩ đến, nào phải một thời gian cái gì, mà là sắp 100 năm rồi, thi cốt xảo vân, nhắm chừng cũng đã hóa thành vôi. Ruộng bể nương dâu, 100 năm thời gian, ở chỗ này của mình, lại là, ở trong đường hầm thời không sơn hải an mở ra một bước chân nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều đã qua rồi. Xảo vân, Mao Tiểu Phương, còn có một số người bạn mình quen biết ở thế giới kia, cứ như vậy đã qua. Đúng rồi sư phụ, nhưng Mỹ Hoa và Tiêu Giật Văn bọn họ tại thời đại kia cũng quen biết, nhưng hiện tại nhìn thấy, đôi bên cũng không có ký ức của thời điểm đó, cái này. Cái này có gì khó, phàm là không nên quen biết nhau ở thời đại kia, đều tự lấy một ít tóc hòa tan vào trong vong tình thủy, cùng nhau uống, đem đối phương quên đi. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói xong, lâm vào suy nghĩ sâu xa, sau nói, sư phụ, vậy người đã không quên con, về sau người gặp được con lúc nghiên thiếu. Người có cảm giác gì? Ta cũng chưa gặp được người lúc nghiên thiếu nha. Không có. Nhưng người rõ ràng đã gặp con, ở lúc người gặp được con 5 tuổi cũng tên Diệp Thiếu Dương. Đây là cảm giác gì vậy? Tất cả đều là hồi ức. Ở trước khi người trở lại dân quốc tìm ta, tất cả đã xảy ra, người chỉ là sửa chữa ký ức của ta. Có lẽ, ở thế giới kia kéo dài tiếp, sẽ có kết quả khác. Nhưng đối với ta không có ảnh hưởng gì, chỉ là ký ức bị sửa chữa. Ta hiện tại nhớ rõ là thời điểm dân quốc ta gặp được người, sau đó người đi. 80 năm sau, ta ở trong sơn thôn lúc vô ý lại gặp được người, đến lúc đó mới biết được thì ra là người sau đó thu người làm đồ đệ tất cả sau đó cũng không có gì thay đổi diệp thiếu dương trầm ngâm ngẩng đầu nhìn thanh vân tử nói sư phụ loại cảm giác này có thể có cảm giác ký ức thác loạn hay không ừm um, mới đầu là có nhưng về sau ta nghĩ thông ta chỉ cần nhận rõ sự thật là được rồi sự thật chính là ta ngẫu nhiên thu người làm đồ đệ sau đó bị người xỏ lá mười mấy năm về phần người sau khi xuyên việt đến dân quốc sửa chữa ký ức cũng không quan trọng chỉ là người trở về gặp ta của quá khứ chỉ đơn giản như vậy diệp thiếu dương giật mình cẩn thận nghĩ bộ lý luận này của thanh vân tử thật đúng là mộc mạc nhưng cũng thật sự nhất châm kiến huyết thanh vân tử nhìn hắn rất hiếm thấy nói lời thấm thía người nhớ kỹ một điểm chuyện đã xảy ra không thể sửa đổi cho dù ngươi có thể trở lại quá khứ đem tất cả sửa chữa để cho chuyện sau đó làm ra thay đổi đó cũng là biểu hiện giả dối là từng bị sửa chữa, nhớ kỹ, cuộc đời không có hối hận, rất nhiều chuyện, người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Sự việc từng sửa chữa, cho dù chân thật nữa, cũng không phải chân tướng, bởi vì tất cả đã xảy ra, đi sửa chữa nó, đơn giản là lừa mình dối người. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới Lâm Tam Sinh, mới đầu đầy cõi lòng nhiệt tình đi tìm Uyển Nhi của quá khứ, hiện tại tìm về rồi, lại là hối hận không kịp. Không chọn vẹn, cũng là một loại đẹp, chuyện đã xảy ra thì không cần nghĩ đi thay đổi người có thể thay đổi chỉ có tương lai mà không phải dừng lại ở quá khứ giống như ở trong bóng tối đột nhiên bắt được một mảng linh quang diệp thiếu dương chậm rãi nhắm mắt lại thể hội loại cảm giác kỳ diệu này sau một lúc lâu mới mở mắt ra mỉm cười nhìn thanh vân tử nói đa tạ sư phụ dạy bảo còn lại khai ngộ rồi khai ngộ một lần đạo tâm sẽ củng cố thêm một phần lấy thực lực hiện tại của diệp thiếu dương đã đăng phong tạo cực muốn nhìn thấu cảnh giới thiếu chỉ là cơ hội khai ngộ mỗi một lần cách cảnh giới tăng lên sẽ càng gần thêm một bước hắn hiện tại đã mơ hồ có cảm giác sắp phá tan cảnh giới loại cảm giác này rất thần bí không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sư phụ lần này đến thăm người thật sự thu hoạch rất lớn con cảm giác mình sắp thăng cấp rồi thăng cấp cần giết quái nha không cần giết quái điểm kinh nghiệm đầy rồi hiện tại chỉ chờ kỹ năng cũng đầy diệp thiếu dương vui vẻ nói đùa sư phụ vậy chuyện sau khi con đi người còn nhớ rõ không có liên quan diệu tâm bọn họ diệu tâm chính là địa sư kia một lần đó con đại chiến trương hiểu hàn cô ấy bày trận ngăn trở mọi người ồ oh, ta nghĩ chút sắp một trăm năm rồi ta quên rồi sư phụ mới hơn một tuần mà ta không đi dân quốc đoạn ký ức đó với ta mà nói lại là hơn trăm năm thanh vân tử suy nghĩ hồi lâu có phải người nọ mặc đồ trắng người ngực rất to hay không khói miệng diệp thiếu dương run rẩy sư phụ ngài khi đó mới mười mấy tuổi mà đã chú ý ngực em gái rồi hơn nữa lúc này cũng sắp trôi qua một trăm năm ngài còn nhớ rõ người ta ngực to cái này thanh vân tử từ xấu hổ chuyển thành giận dữ ở trên đầu hắn cú mạnh thêm một cái nữa nói người nếu không hỏi ta làm sao nghĩ tới được được rồi được rồi là lỗi của con sư phụ ngài tiếp tục nói diệp thiếu dương xoa ót đầy buồn bực nói cái gì mà nói ta lúc đó còn là đứa nhỏ mười mấy tuổi pháp lực thấp kém lần đó sau khi gặp các ngươi ta theo sự phụ ta về núi luôn sau đó luôn luôn ở trên núi tu hành chưa từng gặp lại những người đó được rồi hỏi phí công rồi nhưng sau đó sự phụ ta tuyên bố với bên ngoài tên của ngươi không phải diệp thiếu dương lúc ấy tùy tiện lấy một cái tên hơn nữa tuyên bố người chết ngoài ý muốn giới pháp thuật nghị luận vài năm nhưng chậm rãi cũng cũng không nhắc lại nữa trải qua hai ba thế hệ pha loãng biết sự kiện lúc ấy hầu như đã không còn ta hiện tại nhớ tới lúc trước hình như thật sự có một trận chiến như vậy, là có một cường giả ngang trời xuất thể như vậy, ta không xác định ký ức này là từng bị sửa chữa, hay là nguyên bản cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Suy nghĩ thật lâu cũng không làm rõ được, dứt khoát quên đi, dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa, trừ ta, nhắm chừng cũng không ai nhớ được nữa. Diệp Thiếu Dương nghe xong Thanh Vân Tử kể, cuối cùng cũng làm rõ đối với mình vì sao không lưu danh sử sách. Thanh Vân Tử nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không là ý tứ trào phúng cùng vui đùa nữa, mà là có chút u buồn, khẽ khẽ thở dài, nói, tình hình gần đây của ngươi, ta nghe bọn đạo phong nói hết rồi, đại náo tinh tú hải, sẽ rách ra mặt với cả siển giáo kim tiên cùng Phật môn đại năng, thiếu chút nữa ngay cả âm ty cũng đắc tội. Thật ra, vốn không nên là như vậy. Nhị thập nhất điểm bất năng trường. Ta sớm đã biết lãnh ngọc không bình thường, ta thường xuyên nghĩ, nếu lúc ấy nhảy ra ngăn cản các ngươi bên nhau, người sẽ đi tới hôm nay một bước này hay không, là ta sai lầm rồi sao? Sư phụ, người không sai, diệp thiếu dương cầm lấy cánh tay thanh vân tử động dung nói tất cả đều là mệnh số cái gì mệnh số nói đùa nếu tất cả đều có thể dùng mệnh để giải thích vậy con người còn cần phấn đấu sao người biết tiết điểm vận mệnh chứ diệp thiếu dương gật gật đầu quan điểm này thanh vân tử rất sớm trước kia đã nói với hắn mỗi một sinh linh có thể luân hồi thành nhân loại sinh tử phú quý đều có mệnh số nhưng cái gọi là mệnh số cũng không phải trực tiếp đơn giản thô bạo đem người dẫn lên trên một con đường mà là ở chỗ vận mệnh giao nhau, cung cấp lựa chọn cho ngươi, rẽ trái hay là rẽ phải, lựa chọn khác nhau sẽ sinh thành mệnh lý khác nhau, cuộc đời cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mỗi người trong cả đời, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp được một hai lần loại lựa chọn trọng đại này, cuộc đời sau này, nói là vận mệnh an bài, không bằng nói là kết quả của tự mình lựa chọn cùng cố gắng. Cuộc đời duy nhất không thể thay đổi, là sinh tử, khi nào sinh ra, đầu thai ở gia đình thế nào, còn có thời điểm nào chết bởi dạng nguyên nhân gì. Còn lại đều là kết quả do vận mệnh và chính mình tác dụng lẫn nhau. Thường xuyên trách bản thân số mệnh không tốt, thật ra, quá nửa thời điểm như vậy, chỉ là tìm một cái cớ cho bản thân. Đạo lý này dễ hiểu, không cần ta nói lại với ngươi, ta vốn thiết tưởng con đường kia cho ngươi, hoàn toàn khác với hôm nay, một điểm này, ta có trách nhiệm. Sư phụ, người chưa từng chân chính yêu cầu con đi làm cái gì, con rất cảm tạ, cũng rất kiêu ngạo có một vị sư phụ như người." Diệp Thiếu Dương động tình nói. Người không làm sai cái gì, con tự mình lựa chọn con đường này, con nhất định sẽ đi tiếp, cho dù chết ở nửa đường cũng không sao cả. Thanh vân tử cúi đầu, không lên tiếng, qua một lúc lâu, khe khẽ thở dài, nói, ván đã đóng thuyền, không nói những thứ vô dụng này nữa. Ta nói một chính sự với ngươi, Thái Âm Sơn đã bắt đầu hành động, phái một câu hồn sứ giả đi nhân gian tìm người gây phiền toái. Ngươi, cần mọi sự cẩn thận. Câu hồn sứ gia. Diệp Thiếu Dương ngày ra một phen, đây không phải biệt sưng của thất gia bát gia sao. Thanh Vân Tử khoát tay, không liên quan tới cái này, là câu hồn sứ giả của Thái Âm Sơn, ta không hiểu biết lắm, chỉ từng nghe. Câu hồn sứ giả, qua qua vốn thoải mái nằm ở trên hai chân Thanh Vân Tử, nghe thấy bốn chữ này, lập tức ngồi dậy, nhìn Thanh Vân Tử, nói, ông nội, thật sự có câu hồn sứ giả muốn đối phó lão đại sao? Người cũng biết câu hồn sứ giả, qua qua gật gật đầu, từng nghe nói, nghe nói tổng cộng có ba câu hồn sứ giả, hình như là, ồ, giống như đặc công trong phim, bọn họ ở Thái Âm Sơn cũng là nhân vật trong suốt, không có bất cứ thân phận địa vị gì, cũng không có ai biết bọn họ là ai, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm đối với một mình tay phải, nghe nói chỉ có thời điểm chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, mới có thể rời núi. Nói đến đây, trong mắt qua qua cũng toát ra sự lo lắng, lão đại, ta từng nghe nói, cấu hồn sứ giả ra trận làm việc, từ trước tới giờ chưa từng thất thủ. Bọn họ không phải đến bây giờ chỉ từng làm một sự kiện chứ, cho nên xác suất thành công trăm phần trăm. Diệp Thiếu Dương nói đùa, không không không, bọn họ là chuyên môn tiến hành ám sát. Nhưng có thể bọn họ rất quan trọng đối với tay phải, cho nên nhiệm vụ bình thường tuyệt không ra mặt, trừ phi là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, lại không có ai có thể hoàn thành. Ta nghe nói, âm ty lúc trước phát ra một vị nguyên soái trinh phạt thái ấm son, chính là ngã ở trên tay cầu hồn sứ giả. Nếu chuyện này là thật, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thiếu Dương nghe nó một hơi nói xong những thứ này, trong lòng cũng cảm thấy có chút phát lạnh lầm bẩm thái âm sơn rốt cuộc bắt đầu động thủ đối với ta rồi sao vấn đề này không ai có thể trả lời ngay cả thanh vân tử cũng hoàn toàn không đoán được ý đồ của thái âm sơn lúc trước bọn họ chỉ là ngẫu nhiên có tiếp xúc với diệp thiếu dương đa số còn vì qua qua hoặc nhuế lãnh ngọc chưa từng thật sự đối mặt chính hắn từng triển khai hành động gì đây là lần đầu tiên đã không nghĩ ra diệp thiếu dương tạm thời cũng không nghĩ nữa hỏi thanh vân tử sư phụ người sao biết chuyện này Đào lão gia tử nói cho ta biết. Đào lão gia tử. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, bồ, người nói đào hoàng cảnh đào tổ sư à? Ông ấy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua chính điện, ông ấy ở trong xuất môn đi dạo rồi. Ồ ồ, sự phụ, nếu không phải người nhắc nhở, con cũng đã quên đây là địa bàn của đào lão gia tử. Người xem con chỗ này cũng không mang quà gì. Còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy thanh vân tử nâng tay, theo bản năng chợt lóe về phía sau, tránh được một cú cốc đầu, hắc hắc, chưa đánh được. Hừ. Thanh vân tử cười lạnh một tiếng, tay trái ở không trung nhanh chóng vẽ vài cái, trực tiếp hội tụ linh khí, hình thành một đạo bất định phù, hướng Diệp Thiếu Dương vỗ tới, ở trước mặt Diệp Thiếu Dương hóa thành bát môn kim tỏa, chưa đợi hắn hóa giải, đã quấn ở trên cổ, lập tức không thể động đậy nữa. Thanh vân tử vươn người tới, ở trên đầu hắn vững vàng gõ một cái, cười nói, người không phải nói không gõ được sao. Vâng vâng, sư phụ lợi hại, không có ý tứ, thanh vân tử lắc đầu ta già rồi hiện tại cũng cần người đến nhường ta mới có thể gõ được ngươi diệp thiếu dương vừa nghe nhất thời có chút xấu hổ sư phụ con không nhường người nha sư phụ lợi hại như vậy con không phải đối thủ thanh vân tử chừng mắt nhìn hắn một cái che giấu đi sự mất mát trong mắt nói lần sau nhường ta cũng phải làm bộ chút người diễn xuất quá kém thật không có ý tứ người biết không vâng vâng sư phụ giáo huấn nhưng cho dù con không nhường ngài thực sự đánh cũng đánh không lại ngài mà trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động, Thanh Vân Tử cuối cùng nói câu vui đùa này, rõ ràng là an ủi mình, miễn cho mình đứng ở trên lập trường của lão cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng mà, sư phụ, người gõ con làm gì, con nói là tình hình thực tế mà. Thanh Vân Tử nói, ta gõ người đương nhiên là có đạo lý. Ta ở đây nói chính sự với người, người đông kéo hồ lô tây kéo bầu với ta, cái gì tặng lê, kéo những thứ này vào làm gì. Nhưng mà sư phụ, Diệp Thiếu Dương gãi ót Ngài gõ con một cái này, càng chậm trễ đi rất nhiều thời gian. Thanh Vân Tử nghe xong lời này còn muốn gõ hắn, cân nhắc hình như thật sự có chuyện như vậy, vì thể bỏ qua. Qua qua và bánh bao ở một bên nhịn không dám cười, trong lòng đã sớm vui nở hoa, hai thầy trò này không một ai đứng đắn. Diệp thiếu Dương ho khan hai tiếng, "Sư phụ, vẫn là nói chính sự, ngài vừa nói, Đào lão gia tử nói cho người, nhưng Đào lão gia tử lại là làm sao mà biết được?" Thanh Vân Tử nói, "Không thể nói cái gì không thể nói? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Vốn đây là bí mật của người ta, ngươi hỏi ra, vậy không phải bí mật nữa, hắn nghe nói như thế nào, có gì quan hệ với người, dù sao người để ý một chút là được. Ồ, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, hỏi qua qua, câu hồn sứ giả gì đó, rất lợi hại sao? Theo nghe nói, tu vi không phải quá lợi hại, nhưng ba người này, đều đến từ nhân gian, rất âm hiểm giả dối, hơn nữa thiên biến vạn hóa, làm người ta khó lòng phòng bị. Âm hiểm giả dối cái này ta không lo lắng, ta chưa thấy ai có thể so với quân sự nhà ta còn giảo hoạt hơn, thiên biến vạn hóa. Đây là hình dung từ. Cái gì là hình dung từ? Qua qua chớp mắt. Được rồi được rồi, ngươi cứ nói đi, có ý tứ gì? Ồ, chính là nói, câu hồn sứ giả chỉ cần một giọt máu của sinh linh nào đó, mặc kệ là máu người hay là máu quỷ, chỉ cần một chút, liền có thể huyễn hóa ra bộ dáng sinh linh này, trừ dùng kính chiếu yêu, cho dù là người mở thiên nhãn cũng nhìn không ra manh mối. Diệp Thiếu Dương giật mình không thể nào. Thật sự là như vậy. Thanh vân tử vuốt tròm dâu, nói, chỉ sợ là thật, ta từng nghe nói, năm đó câu hồn sứ giả kia chính là, biến ảo thành bộ dáng sư gia của tên âm soái kia, hồ nghi cung cấp tình báo giả, cuối cùng ở phía bắc cô thành dẫn đại quân thái âm sơn hợp vây, dụ địch xâm nhập, cuối cùng toàn quân bị diệt. Thẳng đến cuối cùng, âm soái đó chưa không phát hiện sơ hở, vẫn tin tưởng sự ra này của hắn, liều mạng trọng thương, phá vậy mà chạy, cuối cùng bị sư gia này giết chết. Cái này, Diệp Thiếu Dương bắt đầu tự hỏi, chậm rãi nói, âm hiểm giả dối, hơn nữa biết hóa hình, vậy thì đáng sợ, ví dụ hắn nếu biến thành bộ dáng sư phụ, con khẳng định mắc mưu nha. Thanh Vân Tử nói, cái này người tự mình chậm rãi cân nhắc đi, dù sao người sắp tới để ý, ta không thể giúp được gì. Đứng lên, duỗi cái lưng mỏi nói, được rồi, người đi đi. Trở về bảo răng to đất cho ta cái quỷ thư số 2, cái kia của ta lúc trước bị Diêm La Vương mượn đi rồi, ta đi xâm la điện ba lượt lão già này tránh ta không gặp ta cũng không có cách nào người nhớ kỹ đây là đại sự vâng vâng biết rồi đúng rồi sư phụ con còn có một việc muốn nói diệp thiếu dương đem chuyện từ phúc bị bắt bạch khởi bị thái âm sơn mang đi nói ra sau đó cộng thêm hắc vô thường phân tích vân vân thanh vân tử nghe xong cao mày suy nghĩ một hồi nói chuyện này quả thật phiền toái ngươi cứ trở về xem động tĩnh nếu thực có tình huống gì ta sẽ giúp người nghĩ cách nhớ rõ đừng mời ta đi hóa vàng mã nói cho ta biết là được biết rồi sư phụ ngài bảo trọng nha con đi đây diệp thiếu dương lưu luyến không rời nhìn thanh vân tử ngài còn có gì dạy bảo thanh vân tử vuốt chòm râu khoát tay áo nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước hiện tại đã là thời đại của người người tiếp con sóng của người đem chuyện sư phụ chưa từng làm đều là một lần ta xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì diệp thiếu dương cười nói không cho sự phụ mất mặt thời không không thể nghịch từ phúc làm vậy là không đúng cho dù người về sau thực có được sơn hải an cũng đừng nghĩ thay đổi chuyện quá khứ thằng nhóc mặc kệ ta tương lai còn hay không người đều phải nhớ kỹ lời sư phụ nói diệp thiếu dương vốn đã sắp đi ra ngoài đột nhiên nghe thấy đoạn lời cuối cùng này lập tức giật mình nói sư phụ người không phải ở lại đây chứ người còn có thể đi đầu người từng đáp ứng con tạm thời không đi luân hồi ta không đi ngươi yên tâm đi thanh vân tự hướng hắn phất phất tay đi đi diệp thiếu dương còn muốn nói gì Thanh Vân Tử đã xoay người. Diệp Thiếu Dương đành phải đi ra ngoài cửa. Hắn vừa mới quay người, Thanh Vân Tử cũng xoay người, ánh mắt đục ngầu. Nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm, thằng nhóc, vị sự biết lòng dạ của ngươi. Thật ra nói nhiều lời giám dít như vậy cũng vô dụng. Vi sư chỉ muốn người bình an, cưới vợ sinh con, trường thọ trăm tuổi. Đáng tiếc Diệp Thiếu Dương chưa nghe được đoạn độc thoại trong lòng lão, đã đi ra khỏi cửa chính của đạo quan. Lão đại, ngươi không mở ra khe hở hư không, từ đây trở về sao? Qua qua hỏi, chúng ta đi một chút đi, ta muốn hỏi các ngươi một số việc. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi ở trên đồng hoang, nhìn qua qua và bánh bao, nói, các ngươi ai nói trước? Nói cái gì? Hai người đều là vẻ mặt ngây dại. Đừng giả bộ với ta, ngươi có chuyện gì giấu ta? Lúc trước nhắc tới lãnh ngọc, người nghĩ đến cái gì? Bánh bao người lúc ấy xâm nhập thần thức của nó, đã biết bí mật gì? Các ngươi ai nói trước, hay là từng đứa? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé lão đại, ta. Bánh bao ấp a à, ấp úng. Không cho nói. Qua qua lớn tiếng quát, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Chuyện này tuyệt không cho nói. Bánh bao thẻ lưỡi, hướng Diệp Thiếu Dương nói, ta đáp ứng hắn rồi, không có cách nào cả. Lại nói ta chỉ là xâm nhập thần thức của hắn, biết bí mật này mà thôi. Nhưng không biết chân tướng, lão đại người vẫn là tự mình hỏi hắn đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua 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 vẻ mặt quật cường. Không nói. Lão đại, ta chỉ có bí mật này, ta không thể nói. Ta nếu là nói ra, chỉ sợ bất lợi đối với ngươi. Bất lợi đối với ta. Qua qua gật gật đầu, khẩn cầu nói, lão đại, ta đối với ngươi, ngươi cũng biết. Nếu có thể nói, ta sao có thể giấu ngươi, ngươi ép ta nữa, vậy là không tín nhiệm ta. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nó một hồi, nói, ngươi không muốn nói thì thôi. Qua qua muốn nói lại thôi nhìn hắn, đột nhiên hỏi, lão đại, ta hỏi người vấn đề. Nếu, người và lãnh ngọc tẩu tử chỉ có thể một người sống sót, ngươi là chọn chính người, hay là chọn cô ấy diệp thiếu dương giật mình cái này tính là vấn đề gì thấy qua qua nghiêm túc như vậy diệp thiếu dương nhìn nó nói nếu là ngươi ta với ngươi chỉ có thể một người sống người lựa chọn ai vậy đương nhiên là để người sống qua qua không cần nghĩ ngợi diệp thiếu dương động dung nói ngươi cũng đã nói như vậy mọi người đều là giống nhau nếu thật sự chỉ có thể một người sống sót ta nào nhẫn tâm để cô ấy chết bản thân sống sót qua qua gật gật đầu yên lặng nói ta sớm đã biết đáp án nhưng mà lão đại, ngươi là người thân nhất của ta, Lãnh Ngọc Tẩu tử, cho dù thân nữa, vậy cũng không thân như người, cho nên nếu thực có ngày đó, ta sẽ lựa chọn cho người còn sống. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương vốn cũng không muốn nghe nữa, bị qua qua nói vậy lại gợi lên hứng thú, vừa muốn mở miệng, qua qua cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, nói, "Lão đại người đừng hỏi nữa, cho dù giết ta, ta cũng không nói." Nói ra người sẽ chết. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Nghiêm trọng như vậy, có. Diệp Thiếu Dương biết tính tình qua qua, ép nó cũng vô dụng, đành phải nhịn xuống không hỏi nữa. Nhìn bánh bao một cái, bánh bao lập tức sợ hãi nói, lão đại người cũng đừng ép ta, ta cũng là chết cũng không nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai, làm phép mở ra khe hở hư không, nói, đi thôi. Đợi chút. Xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng hô, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Thanh Vân Tử đang nhanh chóng bay tới. Sư phụ, sao ngươi tới đây? thanh vân tử bay đến trước mặt hắn cúi đầu nhìn hắn nói ta đột nhiên nhớ ra ta đi nhân gian còn có một việc ta đi cùng với ngươi quá tốt rồi sư phụ đi đi diệp thiếu dương kéo thanh vân tử đi hướng khe hở hư không khẽ quay đầu thấy qua qua nghiêng đầu đang đánh giá thanh vân tử hỏi thất thần làm gì đi đi qua qua cũng lập tức chui vào trở lại nhân gian vẫn là ở trong phòng của mình đoàn người đều có mặt vừa thấy hắn trở về lập tức đều xông tới kết quả nhìn thấy thanh vân tử mọi người đều sửng sốt một phen lão quách cùng trương tiểu nhị cực kỳ kích động đi lên chào hỏi diệp thiếu dương đem từ tình huống phúc bị bắt nói một lần từ đầu đoàn người nghe xong chấn động không thôi nói như vậy sơn hải an hiện tại không rõ ở đâu lâm tam sinh lao tới trước mặt diệp thiếu dương cực kỳ kích động ọc người đi ra rồi uyển nhi đâu sơn hải ấn đâu ta nào biết ta nói người kích động như vậy làm gì không có sơn hải an ta làm sao đưa uyển nhi về cái thế giới kia của nàng chứ lâm tam sinh than thở diệp thiếu dương ngẩn ra nói ngươi muốn đưa cô ấy trở về đương nhiên diệp thiếu dương nói chuyện này ngươi đừng vội còn có một chút nhạc đệm ta để sau lại nói cho ngươi ta đói quá chúng ta ăn trước một chút vừa ăn vừa nói đi âm lâu như vậy thân thể tuy không ở nhân gian nhưng vẫn tiêu hao năng lượng như bình thường một khi hoàn dương diệp thiếu dương lập tức cảm giác đói bụng Chu Tĩnh như nói, "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, lúc này cũng giữa trưa rồi, đi Kim Hoàng cung đi." "Kim Hoàng cung?" Diệp Thiếu Dương nhíu mày một chút, anh còn chưa nói với Mã Thừa chuyện anh trở về. "Tùy tiện đi chỗ đó của hắn ăn cơm như vậy không ổn lắm nhỉ." Chu Tĩnh như lập tức nói, "Không phải em đặt, em chưa nói cho anh ta, là tôi." Tứ Bảo cười hắc hắc, "Tôi nói cho Tiểu Văn, dù sao mọi người đều phải ăn cơm mà, gia tăng điểm công trạng cho Tiểu Văn cũng tốt, lại nói Mã Thừa mọi người cũng đều quen." Từ Phúc bị bắt, nói như thế nào cũng tính là nửa người một nhà, tâm tình Diệp Thiếu Dương cũng không tốt lắm, không muốn liên hoan, nhưng đặt thì cũng đặt rồi, làm mất mặt Vương Húc Văn, chính là làm mất mặt Tứ Bảo, vì thế quyết định vẫn đi. Đoàn người thu thập một phen, cùng nhau ra ngoài. Lão Quách và Trương Tiểu Nhị luôn theo ở cạnh Thanh Vân Tử, nịnh nọt các kiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn Thanh Vân Tử, bộ dáng lâng lâng, hỏi lão cái gì cũng không nói, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão gia hỏa này, thật biết là màu lão quách thân với lão, đương nhiên không cần giả bộ, nhưng trường tiểu nhị là đồ tôn của lão, ở trước mặt cô, thanh vân tử vẫn muốn giả bộ chút. Đoàn người tới Kim Hoàng Cung, Vương Húc Văn vì tranh công, đã báo cáo với Mã Thừa. Mã Thừa tự mình đứng ở trong đại sảnh tiếp đãi, làm cho đám nhân viên phục vụ kia sững sờ, có thể khiến Mã Công Tử tự mình tiếp đãi, đó là khách quý thế nào, ai cũng đang chờ xem, kết quả. Thấy được đám người Diệp Thiếu Dương, một số quỷ hồn như Thanh Vân Tử, tự nhiên là không nhìn thấy, có thể thấy chính là một đạo sĩ, một hòa thượng, còn có cảnh sát. Chu Tình Như nhìn qua trái lại giống tiểu thư khuê các, còn mang theo mấy đứa trẻ, đây là tổ hợp gì vậy? Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Mã Thừa cực kỳ hưng phấn, đi lên bắt tay với Diệp Thiếu Dương. Nghe nói cậu đã trở lại, trước đó cậu dạo chơi bốn phương, liên hệ các kiểu mà không được, tôi thực sự có chút nhớ cậu, cậu rốt cuộc đã đi đâu? Diệp Thiếu Dương nghe Mã Thừa nói như vậy, liền biết Tứ Bảo và Chu Tình Như chưa nói cho hắn chân tướng cũng tốt, hắn một người bình thường, không cần biết nhiều như vậy. Mã thừa tự mình dẫn bọn họ vào phòng, lưu lại tiếp khách. Diệp Thiếu Dương đành phải bỏ thanh vân tử bọn họ hiển thân gặp hắn chút. Mã thừa ban đầu không tin quỷ thần, từ sau khi theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau trải qua mấy trận đấu pháp, hiện tại đã là tín đồ thành kính. Nghe nói Thanh Vân Tử là sư phụ của Diệp Thiếu Dương, kích động không chịu nổi, chỉ thiếu chưa vái lạnh. Bởi vì có Mã Thừa và Vương Húc Văn, mọi người rất ăn ý chưa nói về những thứ kia. Ngược lại cũng không phải đề phòng bọn họ, mà là bọn họ không biết chân tường, nếu đưa ra câu hỏi mà nói, giải thích với bọn họ không biết cần giải thích tới khi nào. Nhìn Tứ Bảo và Vương Húc Văn Khanh Khanh ta ta, Diệp Thiếu Dương lòng có cảm xúc, cũng không nói gì. Một đám môn nhân của Diệp Thiếu Dương đều là không ăn đồ ăn nhân gian, cộng thêm Thanh Vân Tử, tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, đám người Diệp Thiếu Dương tự mình ăn cơm nói chuyện phiếm, Chu Tĩnh như ra sức gấp thức ăn cho Diệp Thiếu Dương, để hắn tầm bổ thân thể sư phụ nói người sao đột nhiên lại muốn đến nhân gian người muốn làm chuyện gì diệp thiếu dương hỏi ồ ta muốn đi tìm một người để nói cho người sao đi diệp thiếu dương cho rằng lão là không muốn nói ra trước mặt nhiều người như vậy liền không hỏi nhiều khi ăn cơm được một nửa diệp thiếu dương đi ra ngoài vào nhà vệ sinh vừa tới trong phòng vệ sinh còn chưa cởi quần đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống quay đầu nhìn lại là qua qua quát lớn ta đi nhà vệ sinh người ở đây làm gì mau đi ra ngoài qua qua ghé đến bên tai Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói vài câu. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, ngay cả con buồn tiểu cũng quên mất. Qua qua phi thường trịnh trọng gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương một tay sách dây lưng, lâm vào trong tự hỏi. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta đi nhà vệ sinh xong đi ra ngoài nói sau. Ngươi tạm thời đứng rút dây đồng rừng, chuẩn bị sẵn sàng là được. Qua qua đáp ứng một tiếng, rời khỏi nhà vệ sinh. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương từ nhà vệ sinh đi ra, trở lại trên bàn com tiếp tục ăn, nói chuyện phiếm bình thường với đoàn người. Cơm nước xong, Mã Thừa vốn đang muốn mời bọn họ xuống dưới ngâm suối nước nóng, Diệp Thiếu Dương nào có tâm tình đó, gọi mọi người cùng nhau trở về, vốn chu tình như muốn thanh toán, Mã Thừa kiên quyết muốn mời khách, cũng đành thôi. Từ khách sạn đi ra, Chu Tình Như và Tạ Vũ Tình đều đi về trước, Diệp Thiếu Dương vốn cũng muốn đuổi Trường Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh trở về, nhưng hai người đều muốn nịnh bợ Thanh Vân Tử, không muốn rời đi, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau về nhà thiếu dương à đây là em gái người phải không thanh vân tử chỉ vào diệp tiểu manh nói người thay thầy thu đồ đệ ta cũng nhận người dạy nó thêm chút nội môn pháp thuật không thể chỉ cho mỗi danh phận đi ra ngoài để người ta chê cười vâng vâng vẫn luôn dạy diệp thiếu dương liếc diệp tiểu manh cùng trương tiểu nhị dính lấy bên người thanh vân tử một cái nói anh buổi tối muốn ăn cháo các em đi nấu chút cháo đi diệp tiểu manh đáp ứng một tiếng đi ngay tiểu nhị em cũng đi dựa vào cái gì chứ em không làm em không biết nấu cháo. Đi hỗ trợ đi, anh là sư phụ em, chút việc này còn không sai nổi em sao. Vậy thứ em nấu ra, anh xác định phải ăn đó, không ăn em cũng chút cho anh. Trương Tiểu Nhị cười tà ác, theo Diệp Tiểu Manh cùng đi phòng bếp. Diệp Thiếu Dương ngồi tới bên cạnh Thanh Vân Tử liếc cửa sổ, phơi nắng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi sư phụ, người còn nhớ rõ, lúc ấy dạy con nội môn pháp thuật. Có một môn gọi là phong hỏa bát pháp, pháp thuật tựa như rất huyền diệu, con tới giờ chưa thể lý giải thông thấu vừa lúc người hôm nay có rảnh, nói cho con một chút. Thanh vân tử đang hít làn khói lão quách đốt cho lão, phun ra một vòng khói, không yên lòng nói, người nay có pháp lực bực này, còn học cái đó làm gì, không hiểu thì không hiểu thôi. Không phải, thứ không biết con chỉ muốn làm rõ, bằng không sẽ nghĩ mãi, bằng không người đem chú ngữ giảng dài một phen cho con. Cái này, chú ngữ là cái gì nhỉ, ta cũng sắp quên rồi. Đại đạo vô hình, bát phân âm dương, đại đạo vô danh, âm dương nghịch hành, bát pháp thần thông, duy tâm chi thuật, tạo hóa sinh môn. Sư phụ ngài bây giờ giảng giải cho con một phen. Thanh vân tử trở nên trầm ngâm, nói, ta lâu không tu luyện pháp thuật nhân gian, những thứ này đều quên rồi. Người để ta nghĩ một hồi, chờ ta nhớ ra lại nói cho ngươi. Được. Diệp Thiếu Dương nói, đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, đi đến bên người Thanh Vân Tử, nói, nhưng mà sư phụ, người biết không, chú ngữ phong hỏa bát pháp này, vì sao một xu quan hệ với phong hỏa cũng không có. Cái gì? Thanh Vân Tử sừng sốt một phen, vì sao? Bởi vì, cái này căn bản không phải phong hỏa bát pháp. Thanh Vân Tử sững sờ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười, đây là khẩu quyết thanh chú thuật. Ngài lão thật sự là già hồ đồ rồi. Thanh Vân Tử nhíu mày, chưa đợi lão mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên động thủ. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, Thanh Vân Tử vừa muốn nhảy lên, câu hồn tác đã quấn ở trên cổ lão, Diệp Thiếu Dương chợt kéo một vòng, dùng sức kéo, đem thanh vân tử kéo ngã ở trên mặt đất. Người trong cả phòng, thấy một màn này, đều trợn tròn mắt. Sư phụ, anh điên rồi. Trương Tiểu Nhị nghe thấy động tĩnh, thấy một màn này, sợ hãi kêu lên. Thanh vân tử chợt xoay người một cái, ở dưới hoàn cảnh xấu thế mà lại quay cuồng hắn lên. Một đôi tay bám lên câu hồn tác, điểm về phía cánh tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nâng tay đánh tới. Bốp bốp bốp, hai người ở trong thời gian không đến 10 giây, đã đối công mười mấy thủ ấn, cuối cùng Diệp Thiếu Dương đánh bật tay Thanh Vân Tử, một bàn tay bóp cổ lão. Thanh Vân Tử đột nhiên há mồm, trong miệng thế mà lại là một đầu lưỡi phân nhánh như lưỡi rắn, hướng trên mặt Diệp Thiếu Dương nhanh chóng liếm đến. Diệp Thiếu Dương tay trái bóp cổ lão, tay phải khẽ nhấc, hai ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt đầu lưỡi lão, vừa muốn niệm chú cố định, đầu lưỡi kia đột nhiên sinh trưởng, đem hai ngón tay của hắn cuốn lấy, một dòng dịch nhất từ trên đầu lưỡi chảy ra, dính ngón tay Diệp Thiếu Dương, nhất thời cảm nhận được một con đau đớn. Diệp Thiếu Dương dưới chân móc một cái, đạp chặt câu hồn tác, hất lên, tay trái bắt lấy, kéo về phía sau, thân thể cùng lúc nhảy lui lại, Thanh Vân Tử lào đảo một cái, dựa vào lực lượng trên đầu lưỡi, gắt gao bám vào Diệp Thiếu Dương. Móa! Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, vươn ra hai ngón trỏ và giữa của tay trái, cầm vào trong hai hốc mắt của Thanh Vân Tử. Phốc một tiếng, hai con mắt phát nổ, chất lỏng màu vàng từ bên trong phun ra. Diệp Thiếu Dương rảnh tay, tay trái lấy ra một đồng tiền ngũ đế, trước cắt qua đầu ngón tay của mình, sau khi chấm máu, hướng cuống lưỡi cắt xuống, xẹt một tiếng đem cái lưỡi cắt đứt. Diệp Thiếu Dương bắt lấy câu hồn tác, tung người một cái xoay ngược lại, đem thanh vân tử vật ngã xuống đất, một chân dẫm lên yết hầu lão, từ trong ba lô lấy ra thanh kiếm gỗ đỏ nhỏ, muốn hướng trên mặt lão đóng định xuống. Thiếu Dương, ta là sư phụ con đó. Trong miệng thanh vân tử phát ra một tiếng cầu xin. Động tác trên tay Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút, sau đó, đem kiếm gỗ đỏ nhắm ngay mi tâm cắm xuống ngươi không phải sư phụ ta máu đen từ vết thương trào ra bị linh lực thanh tẩy xèo xèo bốc khói trắng thanh vân tử run run lại nhách môi cười lên ngươi không giết nổi ta đâu diệp thiếu dương ta sẽ lại đến người cuối cùng sẽ chết ở dưới tay ta ha ha thử đi diệp thiếu dương cầm kiếm gỗ đào dùng sức quấy một cái rót vào nhiều cường khí hơn nữa đem máu đen trào ra nhanh chóng bốc hơi cạn khô hết thanh vân tử cũng bất động nhưng một chuỗi tiếng cười cổ quái cuối cùng kia vẫn quanh quẩn ở bên tai đoàn người mọi người dưới con chấn động quan sát thân thể thanh vân tử không ngừng héo rút đầu tiên là hóa thành chất lỏng màu đen sau đó lại từ chất lỏng hóa thành cho đen cuối cùng biến thành sương mù tiêu tán ở trong không khí diệp thiếu dương hít sâu một hơi xoa ngón tay mình nhìn lão quách đang kinh ngạc ngây người nói sư huynh đi đốt hương ở trong phòng hun một chút lão quách ngây ngốc gật gật đầu đi hai bước đột nhiên phục hồi tinh thần lại quay đầu nhìn diệp thiếu dương nói cái gì đó đây là cái gì nếu có thể bị diệp thiếu dương đánh chết ngu ngốc cũng biết không có khả năng là thanh vân tử qua qua vượt ở trước diệp thiếu dương nói đây là câu hồn sứ giả đến từ thái âm sơn chuyên môn đối phó lão đại thấy đoàn người không hiểu bản thân diệp thiếu dương cũng giải thích một lần đồng thời nhìn một chút chất lỏng màu đen cuối cùng kia trên mặt đất cũng biến mất đoàn người nghe xong mỗi người đều chấn động không thôi sư phụ ta thời điểm nói với ta ta còn chưa quá để ý hiện tại xem ra tất cả cái này không chỉ là thật hơn nữa cầu hồn sứ giả gì đó vậy mà nhanh như vậy đã tìm tới cửa lâm tam sinh nói cái này nói lên người và sự phụ người ở lúc tán gẫu cấu hồn sứ giả có thể ngay tại phụ cận các người nhưng ta rất khó hiểu ngươi lơ là thì thôi sư phụ ngươi tu vi cỡ nào vì sao cũng chưa phát hiện nó tồn tại câu hồn sứ giả có thể che giấu khí tức bình thường rất khó phát hiện qua qua nói chúng nó thiên biến vạn hóa có thể mô phỏng ra các loại bộ dáng Khiến người ta không thể phát hiện, khí tức duy nhất, chính là chúng nó trường kỳ ở trong ao máu của Minh Hà tu luyện, trên người có huyết khí không rửa hết được, rất nhạt, bình thường không phải rán sát người ngửi, khẳng định sẽ xem nhẹ. Ta cũng chính là thời điểm sát qua bên người nó, ngửi được một chút như vậy, lúc ấy ta cũng không dám xác định, cho nên luôn luôn quan sát, lúc ăn cơm, ta đã nói với lão đại, cho nên tiểu sư đệ ngươi liền thử. Lão quách hỏi, đương nhiên, nhỡ đâu thật sự là sư phụ đề, huynh bảo để giết thầy ạ. À? Diệp Thiếu Dương nói, đệ nói với hắn đoạn chú ngữ kia, đầu lừa không hợp mõm ngựa, nếu thật sự là sư phụ đệ, đã sớm phát giác, hắn còn ở đó dầm gì giả vờ với đệ. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Trương Tiểu Nhị đi tới, nhìn mảng mặt sàn đã không còn gì cả, nói, may mắn, sư phụ anh đem hắn giết rồi. Qua qua bật cười nói, người nghĩ nhiều rồi, nếu như vậy đã có thể giết hắn, hắn cũng sẽ không được gọi là câu hồn sứ giả. Chưa chết. Trương Tiểu Nhị chấn động qua qua nói, đương nhiên chưa, lúc ta ở Thái Âm Sơn, đã từng nghe nói câu hồn sứ giả là sinh linh bất tử, mặc kệ giết như thế nào cũng sẽ không chết, vừa rồi lão đại giết chết nó, ta có thể cảm giác được một loại, một loại năng lượng từ trong thân thể bay ra, từ ngoài cửa sổ đi rồi, ta cũng cảm giác được. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, đây là một loại lực lượng vô hình, không thể ngăn trở, ta cũng cảm thấy rất hoang mang. Sinh linh bất tử, chỉ là bốn chữ này, đã đủ khiến người ta cảm thấy rung động lão quách từ trong ba lô của mình lấy ra ba nén hương đất lên cắm vào trong lư hương thanh trừ âm khí trong phòng vừa nói nơi này ta tu vi thấp nhất nhưng ta hiểu một đạo lý trên thế giới này căn bản là không có sinh linh gì giết không chết chỉ là cần xem chết này là có ý tứ gì diệp thiếu dương chậm rãi gật đầu như là mọi người bình thường nói một người đã chết nhưng quỷ hồn vẫn tồn tại cũng không tính là thật sự chết chỉ là quỷ hồn cùng một kiếp này nó lúc còn sống làm người trên nguyên tắc đã không có quan hệ gì nữa quỷ lại chết vậy liền là tinh phách tinh phách mấy trăm năm sau vẫn có thể tự lại thành quỷ chỉ là tất cả nhân quả quá khứ đều xóa bỏ trở thành sinh linh hoàn toàn mới từ góc độ này mà nói sinh linh thật sự là vĩnh sinh nhưng mà cái gọi là tử vong bình thường của giới pháp thuật chính là một sinh linh hồn phi phách tán hóa thành tinh phách từ góc độ này mà nói bất cứ sinh linh nào đều có thể giết chết cho dù là sinh linh siêu thoát tam giới chứng đạo nhưng dù sao vẫn là sinh linh nói là bất sinh bất diệt chỉ vì thực lực quá mạnh hơn nữa cho dù gặp được kẻ mạnh hơn mình cũng có biện pháp sống sót cho nên nhìn qua là bất tử nhưng trên lý luận hắn cũng có thể bị giết chết đệ cũng tin tưởng không có sinh linh gì là giết không chết chỉ là chưa tìm được phương pháp mà thôi câu hồn sứ giả gì đó quả thật đáng giận diệp thiếu dương vừa nói vừa hồi tưởng một chút quá trình cả sự kiện càng nghĩ càng sợ miệng nói đệ đối với sự phụ là hoàn toàn không bố trí phòng vệ hơn nữa lúc trước vừa gặp, nó đã hóa thành bộ dáng sư phụ cùng đi ra, để căn bản không có lý do hoài nghi. Nhưng nó vì sao không? Động thủ chứ? Có lẽ là vì chưa có nắm chắc. Lâm Tam Sinh gã quân sự quạt mo này lại bắt đầu thúc đẩy bộ não, tự hỏi, cho dù ngươi không có bất cứ sự phòng bị nào, hắn cũng chưa có nắm chắc có thể một đòn giết người, nghĩ hắn nó muốn ẩn núp ở bên cạnh người, tìm cơ hội càng thêm thích hợp. Diệp Thiếu Dương nghe xong hắn phân tích, bản thân lại nghĩ một lần, đúng là thật Câu hồn sứ giả giả mạo Thanh Vân Tử trà trộn bên cạnh mình, nếu không phải qua qua phát hiện, mình sẽ mãi chẳng hay biết gì. Như vậy, câu hồn sứ giả hoàn toàn không cần sốt ruột, có thể chờ đợi cơ hội tốt hơn đến. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đều ở đây, quá nhiều người, hắn có thể cũng có cố kỵ, không tiện xuống tay. Diệp Tiểu Manh cũng tham dự thảo luận, ca, ca. nhìn từ điểm này, câu hồn sứ giả này hắn không phải đối thủ của anh. Nếu thực lực hắn ở trên anh, cơ hội này đã tính tốt nha, hắn hoàn toàn có thể động thủ diệp thiếu dương chậm rãi gật đầu lâm tam sinh nói điều qua qua nói nếu là thật câu hồn sứ giả kia chỗ đáng sợ nhất căn bản không phải thực lực của nó mà là nó ngụy trang cùng đặc điểm bất tử thân của nó lão quách nói ta cũng nói rồi trên đời không có sinh linh giết không chết đáng tiếc có một số sinh linh có hình thái đặc thù thủ đoạn bình thường giết không chết chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù để đối phó diệp thiếu dương vừa nghe nói đúng vậy bất cứ tà vật nào cũng có điểm yếu của bản thân tìm được điểm yếu liền có cơ hội lấy yếu thắng mạnh huống chi chúng ta cũng không yếu hỏi qua qua có biết điểm yếu của câu hồn sứ giả ở đâu hay không qua qua cũng không nói lên được lâm tam sinh nói ngươi đừng hỏi nó nếu điểm yếu của câu hồn sứ giả ở chỗ sáng mỗi người đều biết mà nói vậy cũng không phải điểm yếu nữa diệp thiếu dương nghĩ qua cũng thấy đúng vậy chúng ta làm sao bây giờ mọi người nhìn nhau lão quách nói hắn đã có thể hóa trang thành sư phụ Vậy cũng có thể biến hóa thành bất cứ một ai trong chúng ta. Lúc trước chúng ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, nhưng không nghiêm trọng như lần này, ta thấy vẫn là nghĩ ra câu ám hiệu gì đó. Câu ám hiệu vô dụng." Lâm Tam sinh lập tức nói, "Chúng ta về sau phải thường gặp mặt, chỉ cần hắn ẩn núp ở quanh, nghe ám hiệu một lần, lần sau không phải nhớ được rồi." Đoàn người bắt đầu tự hỏi, thật ra đám môn nhân này của Diệp Thiếu Dương, thật ra không có khả năng xuất hiện vấn đề dù sao hồn ấn tương liên lẫn nhau, cho dù câu hồn sứ giả ngụy trang giống nữa, Diệp Thiếu Dương chỉ cần kích hoạt hồn ấn, lập tức có thể khiến hắn lộ ra dấu vết, câu hồn sứ giả có khả năng biến hóa nhất, chính là mấy nhân loại thường xuyên tiếp xúc này bên cạnh hắn. Cuối cùng vẫn là lão quách nói, ta thấy như vậy, ta tế luyện mấy viên thủy tinh, mặc kệ làm vòng cổ hay là nhẫn, dù sao cần đeo ở trên người, những thủy tinh này đều làm phép tế luyện, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần dùng cường khí kích hoạt một cái trong đó, cái còn lại đều sẽ sáng như vậy thiếu dương đệ lúc nhìn thấy chúng ta chuyện thứ nhất chính là kích hoạt thủy tinh của đệ nếu chúng ta cũng sáng vậy không có vấn đề không sáng mà nói vậy khẳng định chính là câu hồn sứ giả diệp thiếu dương gãi đầu nói biện pháp này thật phiền toái vậy có biện pháp nào tạm thời cứ như vậy đi nếu nghĩ được biện pháp tốt hơn lại đổi sau đoàn người đều cảm thấy khả thi lão quách tỏ vẻ mình trở về bắt đầu tể luyện luôn thời gian nhiều nhất cũng chỉ một ngày có thể xử lý xong thứ này thật ra không tốn công, đặt ở nơi khác cũng vô dụng, nhưng dùng để ứng phó cục diện trước mắt vẫn là rất hữu hiệu. Trương Tiểu Nhị nói, chờ chút, à, thứ này cần cương khí mới có thể kích hoạt phải không? Vậy vũ tình cùng tinh như bọn họ không có cường khí làm sao bây giờ? Lão Quách nói, không cần các cô ấy kích hoạt, cũng không cần có kích hoạt, đây là cho thiếu dương dùng. Trường Tiểu Nhị nói, vậy nếu cầu hồn sứ giả biến thành bộ dáng sự phụ thì sao? Chúng ta làm sao mà phân biệt? Lão Quách ngây ngốc nhìn cô, Cô ngốc thế, bọn họ biến thành bộ dáng tiểu sư đệ làm gì? Giết cô sao? Giết cô làm gì? Người hắn muốn giết là tiểu sư đệ. Cái này, Trương Tiểu Nhị không thoải mái, chưa chắc muốn giết tôi đâu, chẳng may biến thành sư phụ, lừa tôi mở cửa, sau đó phi lễ tôi vân vân. Nói ra một câu khiến mọi người cạn lời. Lão quách nhách miệng cười nói, nữ hiệp, người ta nếu muốn phi lễ cô, căn bản không cần biến thành bộ dáng sư phụ cô đã được rồi, chỉ cái công phu mèo ba chân đó của cô. Anh ra đây, diệp tiểu manh muốn nói lại thôi đột nhiên nói chúng ta ở đây nói chuyện hắn sẽ không nghe được chứ vừa nói ra mọi người đều trở nên cảnh giác diệp thiếu dương dứt khoát về mấy tấm linh phù phân biệt dán lên cửa sổ như vậy tuy không thể hoàn toàn ngăn cách không gian trong ngoài đối với đế thính loại đó vô dụng nhưng hắn tự tin tả vật bình thường tuyệt đối không có khả năng vượt qua linh phụ của mình mà không bị mình phát hiện em nói đi em muốn nói chúng ta nhiều người như vậy câu hồn sứ giả vì sao không xuống tay với chúng ta ví dụ bắt cóc một ai trong chúng ta, dùng để áp chế anh. Lấy tính cách của Kaka, thực sự xảy ra loại chuyện này, nhất định rất khó xử. Một câu, khiến mọi người đều bắt đầu tự hỏi. Đúng vậy, thật ra bản thân tất cả bọn họ đều biết, biện pháp tốt nhất đối phó Diệp Thiếu Dương, thật ra không phải như thế nào nhằm vào cá nhân hắn, mà là những người này bên cạnh hắn. Diệp Thiếu Dương trong tình nghĩa nhất, thậm chí thực ép đến một bước đó, lấy mạng đổi mạng hắn cũng làm. Nhưng cho tới nay, thật sự chưa có tà vật nào từng làm như vậy vương mạn tư bắt cóc lãnh ngọc còn là vì lãnh ngọc tiếp xúc với cô ta cũng là bất đắc dĩ mới làm chẳng lẽ chỉ số thông minh của những tà vật này đều không được không nghĩ tới một điểm này trương tiểu nhị lẩm bẩm lão quách nói những tà vật này rất thông minh không kém hơn nhân loại nhưng đại bộ phận tà vật trừ quỷ bọn nó đều có một điểm không bằng nhân loại đó là cảm tình thấy đoàn người không hiểu gì nhìn mình tiểu cử tiếp tục u ám nói một điểm trung tâm bọn chúng không tin thiếu dương sẽ vì bằng hữu đi liều mạng thậm chí trả giá sinh mệnh bản thân bọn chúng không tin diệp thiếu dương co mày đúng vậy trên người chính bọn chúng không có loại tinh thần hy sinh này bởi vậy cùng với thôi nhân cảm thấy người khác cũng sẽ không cho rằng cho dù là đem người bên cạnh anh giết sạch anh cũng không có khả năng hy sinh vì người khác ngược lại sẽ đem tới cho anh lực lượng của thù hận cho nên vì sao phải làm như vậy nếu không thành công còn dễ bại lộ bản thân Đoàn người nghe Tiểu Cửu nói chuyện, đều tự lâm vào suy nghĩ sâu xa. Diệp Thiếu Dương nói, "Nhưng, ta vật cũng có kẻ hữu tình có nghĩa, sao có thể không lý giải được tình cảm nhân loại?" Tiểu Cửu nói, "Ta vật cũng có hai loại chính tu và tà tu, có thể đối đầu với anh, đều là tà tu nhỉ. Tà tu muốn tồn tại ở nhân gian, đều là hạng âm hiểm giả dối, bản thân chính là cá lớn nuốt cá bé, bọn chúng sao có thể lý giải tinh thần hiến thân của nhân loại?" "Đúng đúng đúng, Tiểu Cửu nói có đạo lý." Lão Quách tiếp nhận câu chuyện nói còn có một loại chính là những tà vật này đều rất tự đại tiểu sư đệ lại sở trường giả heo ăn lão hổ bọn chúng luôn cảm thấy đệ một pháp sự nhân gian cho dù lợi hại nữa bọn chúng cũng có thể xử lý được đệ căn bản khinh thường dùng loại thủ đoạn cấp thấp đó trương tiểu nhị kinh ngạc nói nghe mọi người nói như vậy sao em cảm thấy nhân loại mới là sinh linh đáng sợ nhất con người vốn đã là đáng sợ nhất diệp thiếu dương nói lòng người đáng sợ nhất cũng chính là vì vậy mặc kệ tà vật hay là tổ chức nào đều không chiếm lĩnh được nhân gian lâm tam sinh nói nhưng mọi người vẫn cẩn thận một chút tránh cho có điều ngoài ý muốn xảy ra diệp thiếu dương gật gật đầu nói với tiểu cửu em về thanh khâu son đi bên đó càng cần em hơn nữa mấy người cũng đều đi dựa theo trước đó nói đi sưu tập tình báo ta bên này nếu có cần lại gọi các ngươi tới đây em là cần về để điều tra tình huống thi tộc bên kia tương lai còn đi nghĩ cách cứu viện lãnh ngọc nhưng một mình anh đối phó cấu hồn sứ giả có được không? Tiểu Cửu có chút lo lắng. Không thành vấn đề, sóng to gió lớn nào anh chưa từng gặp, một câu hồn sứ giả không giết nổi anh. Tiểu Cửu nhìn hắn gật gật đầu. Lão Quách nói, các người đi trước đi, để lại một người là được, ta thấy Mỹ Hoa đi, chờ ta tế luyện xong thủy tinh, bảo Mỹ Hoa qua đưa cho các ngươi, Mỹ Hoa cô đợi theo tôi về cửa hàng. Vì sao là tôi chứ? Mỹ Hoa có chút không thoải mái. Diệp Thiếu Dương cười nói, anh ta nhìn chúng cô rồi. Mỹ Hoa bĩu môi diệp thiếu dương dặn đoàn người thêm một phen sau đó bỏ bọn họ lên đường tiểu cử tuy không nỡ đối với diệp thiếu dương nhưng lấy tính cách cô cũng không nói nhiều chỉ là đem đông hoàng trung giao cho hắn em cầm là được cho anh làm gì tiểu cử cười nói nó đã bị anh tể luyện là pháp khí thuộc riêng về anh em hiện tại đã không thể sử dụng em không đúng nhỉ diệp thiếu dương đột nhiên nhớ tới cái gì lúc trước ở hiên viên son em không phải muốn dùng nó đọ sức một lần với bọn tinh nguyệt nô sao đó chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi, coi như là một ván bạc đi. Bọn họ không biết nội tình, Đông Hoàng Trung này, nay chỉ có một mình anh có thể sử dụng, chẳng qua, lấy pháp lực của anh, chỉ sợ còn chưa thể khống chế nó, sử dụng một lần, thần thức nhất định sẽ chịu tổn thương không thể khôi phục, nhớ lấy, không đến tuyệt cảnh vạn bất đắc dĩ, tuyệt không được dùng." Diệp Thiếu Dương nhìn Đông Hoàng Trung trong tay, gật gật đầu, dặn cô vài câu, sau đó tiểu Cửu xé rách hư không, mang theo tiểu Thanh tiểu Bạch bọn họ cùng nhau đi chỉ có qua qua và lâm tam sinh lưu lại ngay cả bánh bao cũng bị diệp thiếu dương đuổi đi theo đoàn người đi thanh minh giới lịch luyện một phen cũng coi như bồi dưỡng một chút cảm tình giữa bọn họ dù sao bánh bao trừ qua qua cũng không thân quen với bọn họ truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé nhưng qua qua là không đi nó ỉ lại đối với diệp thiếu dương vượt qua mấy huynh đệ tỷ muội khác lâm tam sinh còn có việc cần nói với diệp thiếu dương tự nhiên cũng không đi sau khi tiễn bọn họ rời khỏi lão quách mang theo mỹ hoa và đầu bẹp về cửa hàng quan tài của mình chế tạo bùa thủy tinh trương tiểu nhị và diệp tiểu manh cũng bị diệp thiếu dương đuổi về trong nhà chỉ còn lại có diệp thiếu dương qua qua cùng lâm tam sinh ngươi có tính toán gì không không phải nói muốn đi không giới tìm sự phụ ngươi sao sao lại không đi nữa diệp thiếu dương tựa lên trên giường hỏi lâm tam sinh lâm tam sinh nói ngươi không phải còn có việc muốn nói với ta ê đúng từ phúc để lại vài câu chú ngữ cho ta Người giúp ta tham khảo một phen, đây là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, đem chú ngữ giảng cho hắn, lại đem tình huống cả sự kiện nói một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, lặp đi lặp lại đọc bốn câu chú ngữ kia, cuối cùng nói, bốn câu chú ngữ này, giống như không che giấu tin tức gì, ít nhất ta hiện tại không thể nghĩ ra, có lẽ, nó thật là chú ngữ. Chú ngữ làm gì? Lâm Tam Sinh tay chống cầm, suy nghĩ một phen nói, có thể hay không là chú ngữ điều khiển Sơn Hải En. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói: "Ta cũng từng nghĩ, nhưng mà, không có Sơn Hải An, có mỗi chú ngữ có ích lợi gì? Hơn nữa lực lượng phụ ấn Sơn Hải An không phải hao hết rồi sao? Cho dù ở trong tay ta, lại có ích lợi gì?" Lâm Tam Sinh nói: "Thiếu Dương, người nghĩ ngược lại, nếu Sơn Hải An thật sự hoàn toàn vô dụng, hắn sao không trả lại cho Âm Ty, làm cái nhân tình, cũng có thể giảm bớt tội của bản thân nhỉ? Hẳn vì sao không làm như vậy? Một món đồ hoàn toàn vô dụng, giữ lại bên người mình làm cái gì?" diệp thiếu dương ngẩn ra nhìn chằm chằm vào mắt lâm tam sinh lẩm bẩm nhưng mà lão trước đó đã nói với ta sơn hải anh chỉ có thể dùng một lần cuối cùng lão không có lý do gạt ta có lẽ không gạt người nhưng trên phủ văn sơn hải anh còn đó chỉ là không còn linh lực nhưng linh lực chưa hẳn không thể rót vào diệp thiếu dương lắc đầu nói không có khả năng cái này cũng không phải pin dùng hết điện còn có thể sạc không chừng có thể thì sao người nghĩ lâm ti đã chưa từ hắn trên người tìm được sơn hải an hắn cũng không nói ở đâu, khẳng định là đặt ở nơi nào đó thần bí. Một món đồ vô dụng, cần gì làm cho thần bí như vậy nữa? Diệp Thiếu Dương, người đương đại các ngươi thích có từ logic này, chuyện này, ất không hợp logic. Nói chuyện một buổi, khiến Diệp Thiếu Dương lâm vào suy nghĩ sâu xa. Người nói cũng có đạo lý. Chúng ta cần nghĩ cách tìm được Sơn Hải An trước, sau đó lại nghiên cứu phù văn bên trên, mặc kệ nói như thế nào, trung quy là có hy vọng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhưng, đi đâu để tìm Sơn Hải Ấn? hắn đã đem chú ngữ nói cho ngươi, vậy đã nói lên, nơi giấu son hải an người nhất định tìm được, bằng không nói cái này với người làm gì. Là đạo lý này. Nhưng, bắt đầu tìm từ đâu chứ? Chẳng lẽ sẽ giấu ở trong nhà mình, nhưng từ phút cuối cùng cũng chưa từng tới mà. Nghĩ đến những điều này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chỉ số thông minh đơn thuần kia của mình có chút không đủ dùng, đành phải xin giúp đỡ Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một hồi, nói, chỉ có thể bắt đầu tìm từ trong nhà người trước, người trung quy không thể ra đường lớn tìm chứ diệp thiếu dương nghĩ cũng thấy đúng vì thế gọi qua qua đang xem tv hỗ trợ lục tung lên bắt đầu tìm vốn diệp thiếu dương cũng không ở lại nơi này tạp vật của bản thân khá ít tìm kiếm cũng tiện kết quả trong ngăn tủ dưới giường tìm trong ngoài một vòng cũng chưa tìm được sơn hải an ngược lại ở dưới giường tìm được một ổ chuột nhỏ ở trong một cái giày thể thao của mình loại chuột nhỏ trong suốt còn chưa đầy tháng diệp thiếu dương không nhẫn tâm giết chúng tìm một cái hộp giấy đem bọn nó đựng lại sau đó bảo qua qua đưa đi nơi này không có diệp thiếu dương lau mồ hôi vẻ mặt buồn bực nhìn lâm tam sinh ừm ta đã sớm đoán được không có thứ quan trọng như vậy không có khả năng tùy tiện như vậy đặt ở nơi này của ngươi bị người ta đánh cắp đi vậy thì hỏng diệp thiếu dương nghe xong lời này thiếu chút nữa té xỉu lão đại người đã biết không có còn bảo ta tìm đang mùa đông ta mệt đến mức người đầy mồ hôi đây không phải muốn xác định trước có chỗ người hay không sao dùng một danh từ hiện tại của các ngươi chính là phép bài trừ. Người học những thứ này ngược lại rất nhanh. Diệp Thiếu Dương cười nói, người phát hiện chưa, người hiện tại nói chuyện, từ ngữ hiện đại càng ngày càng nhiều. Lâm Tam sinh giật mình một cái, lẩm bẩm, nhưng ta là cổ nhân. Nhưng người từ cổ đại giữ mãi đến hiện tại, chỉ là chưa đi đầu thai mà thôi, người là người cổ đại, lại là quỷ hiện đại, thời thượng một chút không có gì không tốt. Người cổ đại, quỷ hiện tại. Lâm Tam sinh giật mình nói, hiểu rồi nói tiếp, Sơn Hải Ấn không ở đây, vậy nhất định ở nơi nào đó an toàn. Bất luận kẻ nào cũng không tìm thấy, nhưng manh mối nhất định là có, bằng không ngay cả người cũng tìm không thấy, cất giấu còn có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương nâng cầm, nói, vậy manh mối ở đâu? Thong thả nghĩ cách đi. Ánh mắt lâm tam sinh càng thêm kiên định, ta nhất định phải đem Sơn Hải Ấn tìm được, có nó, ta mới có thể đưa Uyển Nhi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, ngươi thật muốn đưa cô ấy trở về. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, "Chuyện này là ta sai rồi. Thật ra, chúng ta đều là người thường, hoặc là nói quỷ bình thường, cho dù thần thông quảng đại nữa, cũng không thể đi sửa đổi chuyện quá khứ, chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, người chỉ có thể đi tiếp nhận, cho dù tiếc nuối nữa, cũng không có cách nào đi sửa đổi." Diệp Thiếu Dương rất tán đồng, đoạn lời tâm huyết này của Lâm Tam Sinh, coi như là xác minh thứ lúc trước khai ngộ lĩnh ngộ được. Thế giả như tư phu, bất xá chú dạ Thiếu Dương, ta muốn rời khỏi một thời gian đi phong chi cốc trước tìm lâm lâm sau đó cùng đi thanh minh giới tính ta đồng ý chỉ là lúc trước hành động lý lâm lâm vì sao không tới nàng nghe nói ta dẫn theo uyển nhi tới đây tự nhiên không muốn gặp ta ta lần này đi tìm nàng coi như là giải hòa đi dù sao nàng là sư muội của ta diệp thiếu dương cười nói ta cảm thấy cô ấy rất không tồi lâm tam sinh liếc hắn nói ta biết người muốn nói cái gì loại sự tình này ta hiện tại quả thật chưa cân nhắc nhưng, ta rất muốn mang nàng cùng đi tìm sư phụ, có thể cần một thời gian mới trở về. Người nếu có manh mối gì, nhớ phải bóp lá bùa tìm ta. Biết rồi, người đi đi, ta cũng cần chuẩn bị một chút, ứng phó chuyện long Hồ son. Người coi chừng một chút, hiện tại không giới loạn như vậy, người cẩn thận đừng bị người ta bẫy. Lâm Tam Sinh cười nói, ta không bẫy người khác đã không tệ rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, bằng chỉ số thông minh của Lâm Tam Sinh, bình thường đều là đi bẫy người khác. Vậy Uyển Nhi làm sao bây giờ, nhắc tới uyển nhi trên mặt lâm tam sinh lập tức xuất hiện một mảng áy náy nói ta đã nói với nàng nàng tạm thời nơi nào cũng không đi cứ ở trong âm dương kính của người thanh tu chờ ta tìm được sơn hải an đưa nàng trở về người coi như nàng không tồn tại là được nhưng nếu nàng đi ra người vẫn là giúp ta chăm sóc một chút diệp thiếu dương nói người muốn dùng sơn hải an đưa cô ấy trở về cái này trên cơ bản là nhiệm vụ không có khả năng chỉ cần có một tia hy vọng ta cũng sẽ đi thử Lâm Tam Sinh nhìn hắn, đây là học theo ngươi. Lâm Tam Sinh phá vỡ hư không, đi quỷ vực. Đêm hôm đó, lão Quách liên gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn bùa thủy tinh đã làm xong, bảo hắn đi qua nghiệm hàng. Diệp Thiếu Dương mang theo qua qua cùng nhau đi qua, trong tay lão Quách thấy được mười mấy cái dây chuyền. Bùa thủy tinh công năng đơn giản, đặt cùng một chỗ tể luyện là được, mỗi người đều một cái, thừa thì cứ đặt đó trước. Diệp Thiếu Dương nói, đệ lúc trước đột nhiên nghĩ đến nếu cầu hồn sứ giả từ trong tay ai đó trong mọi người đoạt đi một cái, sau đó giả mạo người đó, để không phải cũng không có cách nào phân biệt sao. Lão quách cười hắc hắc nói, ta đã sớm nghĩ tới, cho nên ở bên trên bỏ thêm một đạo phụ ấn, mỗi người hướng nó là một hơi, ghi lại khí tức, giống như mật mã vân tay. Một khi đưa vào, chỉ có đặt trên thân chính người đó mới có thể dùng, đôi người khác đều không được. Diệp Thiếu Dương vội vàng gật đầu. Phương diện này, không thể không nói, vẫn là sư huynh dở trò. Lão quách đắc ý vuốt tóc, ta là ai chứ? Ngay cả thần tăng hiên viên son cũng từng bị ta chơi xỏ. Diệp Thiếu Dương cầm những sợi dây chuyền này bắt đầu đánh giá, lão quách ở một bên tranh công, mình sợ đánh mất bùa thủy tinh, cho nên cố ý mua một ít dây đeo về, đem thủy tinh đều khảm vào, tiện cho mọi người đeo ở trên người. Đúng đúng, vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo, nhưng... Diệp Thiếu Dương vuốt dây đeo này, sao cảm giác chất lượng không ra sao thế, đây là tài liệu gì, bạc, bạc lão quách lập tức trừng mắt bạc đặt như vậy ta đánh nhiều dây như vậy vậy cần bao nhiêu tiền những cái này đều là sắt phủ màu mà thôi sắt tốt sắt rắn chắc diệp thiếu dương cạn lời được rồi huynh nhiều tiền như vậy chờ huynh chết giữ lại đóng cái quan tài hoàng kim đi mỹ hoa tiếp nhận câu chuyện sau đó để bảo ra đi trộm mộ phi 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 lão quách trừng mắt nhìn diệp thiếu dương không tiết kiệm một chút tiền làm sao gom góp được ta làm như vậy là dụng tấm lương khổ đó cũng là tốt cho đệ có gì quan hệ với đệ, tiền của huynh lại không cho đệ tiêu. Sao không cho đệ, ta trước kia không phải đã nói, ta chết rồi, gia sản chia ba phần, mẹ con tiểu ngư, còn có đệ, các ngươi ba phần. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, có thể dự chi không? Để nghĩ hay quá nha. Lại nói hai ta ai sống lâu còn không nhất định đầu, đừng thấy ta già, thân thể ta khỏe lắm. Diệp Thiếu Dương lười dài dòng với gã, bảo Mỹ Hoa cầm đủ dây chuyền, đưa đến không giới, cho bọn tiểu cửu, còn lại chia một lần nữa trương tiểu nhị diệp tiểu manh chu tình như tạ vũ tình bốn người mỗi người một cái còn có bản thân lão quách tính chút cũng đủ rồi ở trong nhóm chat nói cho bọn tạ vũ tình bảo bọn họ tự mình đến chỗ này của lão quách lấy sư huynh huynh nhớ kỹ thời điểm bọn họ đến nhận huynh nhất định phải nói một số chuyện bí ẩn xác định thân phận bọn họ đừng bị cấu hồn sứ giả mạo lĩnh vậy thì phiền toái lão quách đáp ứng dây truyền thế mà còn lại vài sợi diệp thiếu dương nghĩ một chút tự mình thu trước tính chờ lúc gặp được bọn đạo phong, đưa cho bọn họ mấy sợi. Mỹ Hoa đi rồi, Diệp Thiếu Dương ở lại chỗ Lão Quách ăn cơm chiều. Lão Quách gọi một phần dương hạt tử cùng vài món nướng. Hai người còn chưa bắt đầu ăn, tạ vũ tình cũng đến, vì thế ba người cùng nhau ăn. Mấu chốt cái bàn nhỏ đó của Lão Quách không ngồi nổi ba người. Ra sân quá lạnh, tầng hầm ngầm lại quá ngạt. Cuối cùng Lão Quách nghĩ cái biện pháp làm người ta học máu. Đem đồ ăn đều bày ở trên quan tài bán thành phẩm trong tiệm ăn. Ba người vây quanh quan tài ăn cơm, trong lòng diệp thiếu dương là có chút cạn lời nghĩ một màn này nếu chụp đưa lên trang cá nhân khẳng định được không ít sự chú ý đúng rồi thiếu dương ta lúc trước nói với đệ việc kia tổ chức gì đó tên là thánh linh hội nghe nói thạch thành chúng ta cũng có phần hội ở ở nông thôn bí mật nhận người việc này để muốn quản một chút hay không diệp thiếu dương gặm một miếng xương lớn nói huynh làm sao biết được bạn bè đồng đạo của ta mà ban ngày có một tên tới mua hàng nói cho ta biết tám phần là thật tạ vũ tình nói đã liên quan linh dị vậy thuộc về tôi quản anh ngày mai giúp tôi hỏi thăm một lần nữa manh mối cho tôi tôi dẫn người đi qua xem lão quách đáp ứng gọi đầu bếp ngươi qua ăn chút không ồ đại thúc mấy người ăn trước chúng ta xem tivi nó cũng ăn thứ chúng ta ăn người ta là con rết mà chỉ cần là thịt cái gì cũng ăn diệp thiếu dương quay đầu nhìn thoáng qua đầu bẹp và qua qua đang xem tivi một bộ phim lịch sử dân quốc qua qua không ngừng giảng giải lịch sử kháng chiến cho đầu bẹp, đầu bếp nghe say xưa, thỉnh thoảng còn hỏi một câu. Hai tà vật đang thảo luận vấn đề lịch sử. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy một màn này có chút chẳng ra thể thống cống dãnh gì. Ai, lão đại, người xem, đây là thời đại nọ mà người đi. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía TV, trên màn hình đang chiếu phụ đề, năm 1922, chiến tranh trực phụng, quân Việt tiếp tục tiến hành hỗn chiến ở trên thần châu đại địa, dân chúng bị nó hại rất sâu, sinh linh đổ thán, diệp thiếu dương nhìn cười nói thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy ít nhất rất nhiều người khi đó vẫn đủ tiền ăn cơm tạ vũ tình lẩm bẩm chỉ cậu biết đương nhiên tôi từng tự mình thể nghiệm tạ vũ tình đang ăn canh nhớ tới chi tiết này động tác cứng lại nói được rồi đây quả thật là thói xấu cơm nước xong tạ vũ tình lái xe đưa diệp thiếu dương trở về trước sau đó tự mình về nhà ở siêu thị dưới lầu mua kem ly cho tuyết kỳ mang về cho cô ấy ăn tuyết kỳ tuy độ kiếp thành công hiện tại có hồn phách hoàn chỉnh rồi nhưng luôn dùng thân thể tiểu cô nương này trên tính cách cũng càng ngày càng non thứ lúc trước thích thì vẫn rất thích tạ vũ tình đi tắm rửa một cái lúc đi ra tuyết kỳ còn đang xem tivi thỏa mãn mút kem ly của cô tạ vũ tình ngồi tới bên cạnh cô nói tuyết kỳ à cô hiện tại có hồn phách rồi cô có tính toán gì không chưa từng nghĩ đi đầu thai cái gì tuyết kỳ ngẩn ra quay đầu nói à không tôi không muốn đầu thai tôi đang đợi cô chết Chờ tôi. Đúng vậy, tôi ở nhân gian bầu bạn với cô, đợi mãi tới khi cô chết, sau đó cùng đi âm ti. Đến lúc đó cô nếu đầu thai tôi sẽ theo cô, bằng không thì cùng nhau ở lại âm ti." Tạ Vũ Tình cười khổ nói, nói là không sai, nhưng nghe cô nói có chút dùng mình, "Chờ tôi chết, tôi chết giờ còn sớm quá. Dù sao sớm muộn gì sẽ chết." Ánh mắt Tạ Vũ Tình dừng ở trên đôi chân trắng trèo phía dưới váy ngủ của cô, nói, "Tôi là không sợ chết, nhưng tôi sợ già, tương lai tối ra đi." không xinh đẹp nữa, nhưng cô vẫn là tiểu lo Lisa trắng mặt đẹp như thế này, nghĩ chút thôi đã rất mất cân bằng nha. Tuyết Kỳ bật cười, đến lúc đó cô làm bà nội của tôi. Như vậy sao được? Tạ Vũ Tình bất mãn ồn ào lên. Tuyết Kỳ đảo mắt, nói, bằng không như vậy đi, chị sống trước, khi nào cảm thấy bản thân không đẹp, cũng sống đủ rồi, chị liền tự sát, sau đó theo tôi cùng nhau thành quỷ, vậy không phải được rồi. Tạ Vũ Tình đầu nổi gân đen, nhưng sau đó nghĩ một chút, biện pháp này cũng không tệ hai người đang nói nhảm đột nhiên của phòng bị gõ vang tạ vũ tình đi đến trước cửa xuyên thấu qua kính cửa nhìn một lần thế mà lại là diệp thiếu dương vì thế quay đầu nói với tuyết kỳ lão đại của cô đến rồi tôi đi mặc chút quần áo sợ gì hắn cũng không phải chưa từng thấy bộ dạng này của cô trực tiếp đem cửa mở ra tuyết kỳ đã chạy vào trong phòng làm gì muộn như vậy tới tìm tôi diệp thiếu dương vào nhà nhìn lướt qua mọi nơi nói tôi có việc tìm chị nha chuyện gì thế nào cũng phải giáp mặt nói chị đi ra trước đây là nhà của chị mà cậu sợ cái gì trong phòng chỉ có tuyết kỳ diệp thiếu dương liếm môi một cái nói đề tài cá nhân chị đi ra trước tạ vũ tình không có cách nào cả đành phải đi ra ngoài cửa thuận tay đem cửa đóng lại theo diệp thiếu dương cùng nhau đến giữa cầu thang tạ vũ tình nhìn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói dây đeo thủy tinh của cậu đâu lúc trước ăn cơm còn treo trên cổ mà ồ tháo xuống rồi làm sao? Ta nhìn xem, ba lô đâu? Làm gì a, à? người còn chưa tin ta. Tạ Vũ Tình bĩu môi, nhớ đâu cậu là giả mạo thì sao? Em gái chị chứ. Không thấy tôi đeo kiếm à, ở trong ba lô, cầm không có tiện. Được rồi, nói đi, chuyện gì? Có món đồ, chị thu cho tôi." Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ, giao tới trên tay Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, trên hộp sơn màu đỏ, nhìn qua rất giống loại hộp đựng trang sức người ngày xưa dùng bên trên có một số hoa văn xem không hiểu, cầm trên thay thấy nặng trịch. Đây là cái gì vậy? Vật phi thường quan trọng, chị thu cho tôi, chú ý hiện tại tuyệt đối đừng mở ra. Ngày mai, lúc chị tới trong nhà của tôi, đưa tới trong nhà của tôi, vụ trộm đặt ở dưới giường tôi, hoặc là nơi nào, tóm lại, đặt ở một chỗ không dễ dàng bị phát hiện, đừng cho bất luận kẻ nào thấy. Tạ Vũ tình ngơ ngác nhìn hắn, nói, vì sao cần tôi đi đặt? Cậu tự mình trở về đặt là được rồi nhỉ? Tôi không thể cầm thứ này trở về, nhưng tôi lại không thể không trở về, cho nên giao trước cho chị, lúc chị ngày mãi đi, giúp tôi tìm chỗ đặt xuống là được." Tạ Vũ Tình cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, hỏi: "Chuyện rốt cuộc là thế nào, cậu cứ nói đi." Diệp Thiếu Dương do dự một phen, nói: "Nhà của tôi đã bị câu hồn sứ giả theo dõi, tôi chỉ cần trở về, nhất cử nhất động đều sẽ bại lộ, nhưng chị thì khác, người đi mà nói sẽ không bị chú ý tới." Tạ Vũ Tình giật mình. "Cái này, chị không cần hỏi nhiều." tôi giải thích không rõ dù sao chị dựa theo tôi nói để làm là được rồi nếu không phải việc nghiêm túc tôi sao có thể thời điểm này tới tìm chị tạ vũ tình gật đầu nói vậy tôi biết rồi diệp thiếu dương nói còn có trong chúng ta có thể có người là nội gián nhưng tôi không xác định là ai chị đừng kích động tôi cũng không xác định có hay không chỉ là có khả năng này cho nên tôi mới gọi chị đi ra nói tạ vũ tình nói chị không tin mọi người đều là đồng bạn vào sống ra chết với cậu nếu không có chứng cớ cậu tuyệt đối không thể nói như vậy. Cậu như vậy rất tổn thương người ta. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, chỉ mong là tôi sai lầm rồi, nhưng chuyện này liên quan tính mạng của tôi, tôi không thể không thận trọng. Dù sao, chị đừng nhắc tới chuyện này với bất luận kẻ nào, nghe chưa? Tạ Vũ Tình đành phải gật đầu. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì? Tạ Vũ Tình khoanh tay nói, sao chị cảm thấy lạnh quá? Diệp Thiếu Dương đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức rậm chân, đem đèn khống chế bằng âm thanh bật sáng, quay đầu nhìn lại, nhất thời, Hai người đều ngây người, trên tường xi măng bốn phía, một mảng trắng xóa, phủ kín một tầng xương. Tạ Vũ Tình đưa tay sờ soạng một phen, lạnh lạnh tan trên tay. Thật là xương, sao còn có xương rơi? Lợi hại, thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai chân lún vào. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn, sàn xi măng dưới chân không biết từ bao giờ đã biến thành một vũng lầy lội giống như một mảng đầm lầy, bốn phía còn có cỏ dại, cỏ lau các thứ mọc. Chân hai người lún ở trong nước bùn, căn bản không rút ra được. Thiếu Dương, Tạ Vũ tình hướng Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương cởi câu hồn tác, một đầu móc ở trên tay vịn cầu thang, dùng sức kéo, nhưng trong nước bùn tựa như có một lực hút, bắt lấy hai chân, không thể rút ra. Trong nháy mắt tiếp theo, có gió âm tử trong lỗ thủng trên tường thổi vào, tường sau hàng hiên tòa nhà này, là loại lỗ có chứa hình hoa, gió lạnh thổi qua, khiến hai người đều run một cái. Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy câu hồn tác, một tay túm lấy tạ vũ tình, nói, không sợ, chị đừng lộn xộn, chờ tôi làm phép. Vừa dứt lời, từ trong những lỗ thủng đó đột nhiên vươn tới từng đối tay, cánh tay càng vươn càng dài, từ phía sau lập tức bắt được cổ, hai vai cùng phần eo Diệp Thiếu Dương, kéo về phía sau. Thiếu Dương, tạ vũ tình bởi vì cách vách tường còn một khoảng không bị túm, sốt ruột kêu to lên. Sợ gì, chút tài mọn, diệp thiếu dương cắn chót lưỡi hướng xuống dưới phun một ngụ máu vừa lúc phun ở trên cái tay kia bắt lấy cổ tay phải của mình chỉ nghe xèo một tiếng trên cái tay kia bốc lên khói trắng tay lập tức buông lỏng ra diệp thiếu dương rảnh tay bắt quyết làm phép đem thất tinh long tuyển kiếm tháo xuống hướng phía sau bổ chém một phen đem những cái tay đó đều chặt đứt cổ tay lúc này hắn và tạ vũ tình đều ở trong vũng bùn chìm xuống sắp cưới đùi diệp thiếu dương không vội vàng một chút nào đem thất tinh long tuyển kiếm thu lại, nhìn mặt đất, lấy ra thái ất phất trần, ở trên mặt nước ảo ảo vẽ vài nét bút, vẽ mỗi một nét, mặt nước liền xuất hiện dấu vết vĩnh cửu, giống như viết chữ trên giấy, nước xung quanh cũng không lấp đầy vị trí để chống. Nhất bút kham huyễn cảnh, điền kinh tứ phương linh, âm dương hóa vô hình, thanh linh tự thông minh. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ vừa niệm chú, ở trong nước viết ra một chữ do, hét lớn một tiếng, phá, ào một tiếng. Chữ do này giống như một quả bom, ở trong nước nổ tung, lấy hai người Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, cuộn sóng hướng tới bốn phía lan tràn ra. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn lại, hai chân mình vẫn đang dẫm ở trên nền xi măng, trên sàn, còn có trên người mình không có một chút nước bùn. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Nhưng, pháp thuật linh lực của Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền hao hết, nước bùn xung quanh ở sau khi hướng hai bên tách ra đến vị trí nhất định, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Đi Diệp Thiếu Dương túm tạ vũ tình, dùng sức kéo câu hồn tác, mượn dùng lực phản tác dụng, từ trên mặt đất nhảy lên, phi thân lên cầu thang. Đầm lấy giống như có khống chế, thế mà lại ngược hướng lên, hướng tới trên cầu thang lan tràn. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm chu sa, đang muốn làm phép, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đi chúng ta đi phía dưới bắt người. Lập tức dẫn theo tạ vũ tình, trực tiếp từ lan can vượt qua, vòng qua đầm lẩy, rơi ở trên cầu thang phía dưới, chạy thẳng đến dưới lầu đẩy ra cửa đơn nguyên đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn cái gì cũng không có gió âm thổi tới diệp thiếu dương chống đỡ ở trước người tạ vũ tình đột nhiên hắn nâng tay trái bắt quyết vỗ ra một trưởng đành giống như có một người không nhìn thấy bị hắn đánh trúng tạ vũ tình nghe được loại thanh âm có cái gì rơi ở trên mặt đất phát ra nhưng cái gì cũng chưa thấy giật mình hỏi diệp thiếu dương đây là có chuyện gì tàng hình rồi không nhìn thấy vậy làm sao bây giờ chút tài mọn Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù, dùng bút chu sa vẽ vài cái, ném về phía trước, linh phù cháy lên, hướng tới một phương hướng bay đi, Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó. Linh phù chợt trái chợt phải, giống như đang đuổi theo một người không nhìn thấy. Trong miệng Diệp Thiếu Dương niệm chú, linh phù đột nhiên tăng tốc, như đánh vào trên một thứ gì đó, trong nháy mắt, đốm lửa bắn ra bốn phía, dán ở trên cái gì. Tạ Vũ Tình thấy rõ, bị đốm lửa bọc, đại khái là hình dạng một người tựa như là bởi vì bị Diệp Thiếu Dương phát hiện, muốn đào tẩu, hướng xa xa chạy đi. Diệp Thiếu Dương phi thân sông về phía trước, đuổi theo, vùng cầu hồn tác, đoạn đầu móc vừa lúc móc cổ lấy, dùng sức kéo, lực phản tác dụng đem bản thân đu qua. Thứ đó đột nhiên kêu một tiếng quái dị, hai tay hướng yết hầu Diệp Thiếu Dương đâm tới. Diệp Thiếu Dương đã sớm đề phòng, đầu cúi thấp, né tránh, tay trái bắn ra một tấm linh phù, dán trên mặt nó, hai tay kết ấn niệm chú, linh phủ thiêu đốt, càng nhiều đốm lửa hơn ở trên thân nó. Thứ này phát ra tiếng giống như dã thú, bắt đầu quay cuồng ở trên mặt đất, nhưng đốm lửa dính ở trên thân hắn như thế nào cũng không hết đi được, hơn nữa lúc sáng lúc tối, phóng thích linh lực. Tạ Vũ Tình lúc này mới mượn dùng những đốm lửa này, thấy hình thể đối phương loại cảm giác này, giống như là thông qua trình tự sắp xếp của một số ngôi sao, giúp bọn nó nhìn như là tròm nhân mã, tròm thiên bình những hình tượng cụ thể này. Đây là hình dạng một người, nhưng hai bên đầu giống như mọc hai cái sừng, ngực cũng như là ức gà, phồng lên một mảng lớn. Đây là quái vật gì? Tạ Vũ Tình tuy cảm thấy sợ hãi, nhưng rất tò mò nó bộ dáng thế nào, nhưng ở dưới Diệp Thiếu Dương không ngừng niệm chú, những đốm lửa kia đã dần dần hấp thu tu vi trong cơ thể nó, theo đốm lửa tắt, thân thể nó cũng héo rút xuống, cuối cùng ngừng dãy ruộng, hoàn toàn biến mất. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lúc này, một người từ trong hàng hiện đi ra, hộ, các người đang làm gì? Hai người quay đầu nhìn lại, là Tuyết Kỳ. Cô đã mặc xong quần áo, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. "Bọn tôi bị tập kích nhưng đã kết thúc." Tạ Vũ Tình nói. Tuyết Kỳ nhìn nhìn Diệp Thiếu Dương, lại thấy trên mặt đất còn có chút đốm lửa sáng kia, tựa như có người vừa hóa vàng mã ở nơi này, còn sót lại một ít đốm lửa, tò mò đi qua, nghiên cứu một phen, Nếu mày hỏi Diệp Thiếu Dương, "Đây là tà vật gì?" "Không biết cái gì, dù sao có thể ẩn thân, cần khai quang phù mới có thể khiến nó hiện hình." "Ồ." Tuyết Kỳ đi về phía Diệp Thiếu Dương, vừa nói, tôi thấy các người đi ra ngoài hồi lâu không trở lại, mở cửa nhìn qua, bên ngoài có tà khí, lập tức đi xuống đây, thật đáng tiếc không kịp, bằng không còn có thể thử xem thủ đoạn mới nhất. Diệp Thiếu Dương cười nói, tôi thử cùng với chị. Nói xong, nâng tay trái, bắt cái pháp quyết, đánh về phía Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ sừng sốt một phen, chỉ đành hoàn thủ, không nhanh không chậm bắt đầu giao thủ. Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn, lo lắng hô, các người đều rảnh quá rồi à, bây giờ chơi cái này, không nhàm chán đâu, Diệp Thiếu Dương hướng Tuyết Kỳ cười cười, một chiêu này chỉ khẳng định tiếp không được, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ tiến công. Tuyết Kỳ hừ một tiếng, vận công ống đối. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nâng lên tay phải, năm ngón tay búng ra, bay ra hai sợi chỉ đỏ, bên trên điểm xuất một chuỗi đồng tiền, tỏa sáng linh quang, hướng ót Tuyết Kỳ nện xuống. Tuyết Kỳ kinh hãi, đưa tay bắt lấy sợi chỉ đỏ, không đợi phản kích, những đồng tiền đó đột nhiên vang lên xôn xao, nhất tập hồng giang quá, đồng tiền tác hồn cấp. Chu Tà ở dưới sự làm phép của diệp thiếu dương những đồng tiền đó lập tức huyễn hóa ra ảo ảnh thật lớn theo cánh tay tuyết kỳ leo lên mãi cuối cùng thế mà lại treo ở trên cổ của cô ảo giác biến mất vẫn là một chuỗi sợi chỉ đỏ bên trên điểm suýt vài đồng tiền tuyết kỳ đứng lại bất động hướng diệp thiếu dương nhún vai nói được rồi tôi đánh không lại cậu nhưng không phải tu vi không được là cậu người này luôn dở trò thủ đoạn quá nhiều lại nói cậu dù sao cũng là chủ nhân tôi tôi không tiện đối dùng thủ đoạn lợi hại nhất với cậu Diệp Thiếu Dương cho cô nói xong, đột nhiên bứt ra tiến lên, dùng câu hồn tác chói chặt hai tay của cô. Tạ Vũ tình cả kinh, xông lên nói, cậu làm gì? Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt cũng toát ra sự khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nói, bùa thủy tinh của cô đâu? Tuyết Kỳ ngây ra một phen, nói, ở trên lầu, làm sao vậy? Trên lầu. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, đúng vậy, tôi tắm rửa thay quần áo, chưa chắc muốn đeo thứ kia. Tuyết Kỳ chăm chú nhìn hắn. Bản thân cậu thì sao, ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, đi, chúng ta lên lầu. Đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nói với Tạ Vũ Tình, chị lên lầu đi gõ cửa, xem Tuyết Kỳ có ở nhà không. Tạ Vũ Tình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Tuyết Kỳ, người ngốc nói, cậu là nói, cô ấy có khả năng là kẻ giả mạo. Diệp Thiếu Dương nói, chị lên xem chẳng phải sẽ biết. Vậy không cần đi lên, tôi gọi cuộc điện thoại là biết. Tạ Vũ Tình lấy ra di động, gọi vào máy điện thoại bàn trong nhà, đồng thời vẻ mặt phức tạp nhìn Tuyết Kỳ. Uầy! Trong di động truyền đến thanh âm ngọt ngào của Tuyết Kỳ. Trời ạ! Tạ vũ tình bịt kín di động. Hầu như là cùng lúc, Tuyết Kỳ há mồm, thẻ ra một cái đầu lưỡi thật dài, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn tới. Nhưng, Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, đột nhiên nâng lên tay trái, hai ngón tay trỏ và giữa cực kỳ chuẩn xác bắt được cúm lưỡi, dùng sức kéo ra bên ngoài. Cái lưỡi Tuyết Kỳ không rút về được, thuận thế quấn ở trên cánh tay diệp thiếu dương giống như dây thường xuân không ngừng sinh trưởng vô dụng diệp thiếu dương mỉm cười ngón cái nâng lên trong lòng bàn tay thủ sẵn một đồng tiền lớn đúc mâu kim tiền thông minh dùng đồng tiền lớn đúc mẫu dùng sức vạch một lần ở trên đầu lưỡi xèo một tiếng đồng tiền lớn đúc mẫu đem đầu lưỡi rạch ra máu màu đen phun ra a à, trong miệng tuyết kỳ phát ra tiếng kêu quái dị thân thể cũng run rẩy lên như động kinh nhưng hai tay bị câu hồn tác trói lại không dãy ra được nói rồi như vậy là vô dụng. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một vật lóe hàn quang, hướng óc Tuyết Kỳ đâm xuống. Ở trong tiếng kêu thê lương, Tuyết Kỳ ngã xuống, thân thể duỗi thẳng tắp ở trên mặt đất, giống một cái xác, không nhúc nhích. Qua khoảng 5 giây, thân thể của nó nhanh chóng héo rút xuống, tan như cây gậy băng, sau đó hóa khí biến mất. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng phía nào đó tập trung tinh thần nhìn lại. Cậu nhìn cái gì? Tạ Vũ Tình hỏi. Có một luồng năng lượng vô hình, bay đi rồi diệp thiếu dương trầm ngâm nói câu hồn sứ giả không trách được xưng là bất tử lúc này cửa phòng trộm của hàng hiên mở ra tuyết kỳ từ bên trong đi ra nhìn nhìn diệp thiếu dương lại nhìn nhìn tạ vũ tình nói hai người đang làm gì tạ vũ tình vừa muốn mở miệng một cột ánh sáng đèn pin chiếu tới chiếu vào trên mặt diệp thiếu dương các ngươi là người nào một giọng ồ quát ba người bọn diệp thiếu dương quay đầu nhìn lại rất nhiều người từ một bên của nhà lầu đi tới đều là bảo an Dùng đèn pin chiếu ba bọn họ. Tuyết Kỳ mặc ít, lập tức khoanh hai tay, quay lưng đi, quát lớn, soi lung tung cái gì? Một bảo an nói, tòa nhà này có người cho chúng tôi biết, nói có người ở đây gào thét chói tai, là các người gây ra, các người là ai? Chúng tôi là hộ gia đình nơi này, không có việc gì tạo vũ tình đáp. Ồ, bảo an cầm đèn pin soi cô cao thấp, các người là hộ gia đình sao, vì sao tạo ra thanh âm kỳ quái? Đi thôi, theo chúng tôi đi phòng an ninh nói chuyện. Ngươi còn cầm đèn pin soi trên người ta nữa, ngươi tin hay không ta chọc mù mắt ngươi. Tạ vũ tình đối mặt lạnh lùng nói với một bảo an, đó là gã bảo an trẻ tóc húi cua, dùng đèn pin đang soi về phía trước ngực cùng eo cô. Ai u, mỹ nữ còn rất bạo lực. Gã bảo an trẻ đùa, đèn pin tiếp tục nhoáng lên ở trên người cô. Tạ vũ tình xài bước về phía trước, dựng ngang đao tay, đánh vào trên yết hầu gã bảo an trẻ kia. Gã bảo an trẻ đó trực tiếp bị đập bật ra ngoài, ngã xuống đất, sau khi bỏ dậy, chỉ vào tạ vũ tình muốn mắng, kết quả toát ra lại là một trận ho khan. Cô, cô sao lại đánh người hả? Mấy bảo an vù vậy lên. Tạ vũ tình lạnh lùng nói, tôi là cảnh sát, vừa ở đây phá án, các người ồn ào cái gì, có cái gì đến sở cảnh sát nói. Mấy gã bảo an mắt to trừng lên nhìn mắt nhỏ, một bảo an nói, thật hay giả thế, cô là cảnh sát. Tạ vũ tình nói, không mang giấy chứng nhận bằng không lên lầu đi xem với tôi một chút. Mấy tên bảo an đều nhìn về phía kẻ cầm đầu, lão đại ca kia cuối cùng cười hắc hắc tỏ vẻ chỉ là một hồi hiểu lầm bảo mấy người anh em giúp đỡ gã còn đang ho khan ra rời khỏi một đoạn nhạc điện ngắn này chấm dứt tuyết kỳ đi tới nhìn nhìn hai người nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tạ vũ tình mở mồm ra đột nhiên nhớ tới cái gì nói bùa thủy tinh của cô đâu ồ cái đó a à, ở trên sofa tạ vũ tình nhìn diệp thiếu dương một lần theo bản năng nhích lại gần bên người hắn kẻ trước đó giả mạo tuyết kỳ đã khiến cô sinh ra bóng ma tâm lý Diệp Thiếu Dương nhìn Tuyết Kỳ, nói, "Chị nói một đoạn bí mật gì đó, người ngoài không biết, cái gì cũng được." Tuyết Kỳ nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn Tạ Vũ Tình, nói, "Có ý tứ gì thế, các người hoài nghi tôi à?" Tạ Vũ Tình nói, "Cô cứ nói đi." "Là cô ép tôi đó." Tuyết Kỳ cười lên xấu xa, nói với Diệp Thiếu Dương, "Vũ Tình rất thích cậu, cô ấy đặt tên Thiếu Dương cho một con gấu bông, buổi tối mỗi ngày ôm ngủ, có bệnh dại trai gì đó mà còn nói chuyện với nó." Tuyết Kỳ Tạ Vũ Tình giống giận, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, hỏi Tạ Vũ Tình, cái này thật giả? Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, cười nói, "Được rồi, vậy, chuyện đêm nay các chị cũng thấy rồi, câu hồn sứ giả này không đâu không có, các chị để ý chút. Nhớ kỹ, chuyện đêm nay, đừng nói với bất luận kẻ nào, coi như tôi từ trước tới giờ chưa từng tới." "Vũ Tình, chuyện lúc trước chúng ta nói, tuyệt đối đừng quên." tạ vũ tình gật gật đầu nói bản thân cậu cẩn thận diệp thiếu dương xoay người rời đi tạ vũ tình đột nhiên nhớ tới cái gì nói chờ chút thiếu dương trước đó cậu là dùng cái gì giết câu hồn sứ giả kia diệt linh đinh diệt linh đinh còn ở trong tay diệp thiếu dương hướng tạ vũ tình quơ quơ tạ vũ tình nghiêng đầu nhìn diệt linh đinh trong tay hắn nói sao không quá giống với cái trước đây chị thấy nhỉ chẳng lẽ không chỉ một cái sao có thể tôi ngược lại còn muốn hai cái đây được rồi tôi đi đây Ô, Tạ Vũ Tình gật gật đầu, "Cậu cẩn thận một chút." Mắt Tiễn Diệp Thiếu Dương rời khỏi, Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ cùng nhau trở lại trên lầu. Sau khi vào nhà, Tuyết Kỳ hỏi chuyện đã xảy ra ở bên dưới, Tạ Vũ Tình lúng ta lúng túng trả lời, ánh mắt vẫn sững sờ nhìn bức tường đối diện, tựa như đang nghĩ gì đó. "Chị làm sao vậy?" Tuyết Kỳ nhíu mày hỏi. Tạ Vũ Tình đứng dậy, trở lại phòng ngủ của mình, tìm ra quần cảnh phục, sờ túi một chút, từ bên trong lấy ra một vật thật dài, bắt đầu tỉ mỉ xem xét dưới ánh đèn. Ngủ một giấc ở trên giường của mình, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một loại thoải mái đã lâu chưa có. Tuy đã trở về được mấy ngày, nhưng luôn có các loại hành động, căn bản chưa thật sự ngủ được một giấc ngon. Ngủ một giấc tỉnh lại, trời còn chưa sáng, Diệp Thiếu Dương xem đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Đêm mùa đông dài, bây giờ chính là thời điểm tối tăm nhất trước khi trời sáng. Diệp Thiếu Dương rửa mặt một phen, tới trước cửa sổ, mở cửa sổ, có gió lạnh thổi vào, cảm giác cả người dị thường có tinh thần. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghĩ tới một tháng quá khứ, ở những năm đầu dân quốc, mình cũng đã vài lần ngẩng đầu nhìn bầu trời như vậy, bầu trời đêm giống nhau, trăng giống nhau, chỉ là thật sự cùng một cái sao. Thời không khác nhau, con người không gì không giống nhau, mặt trăng mặt trời các ngôi sao, còn có tất cả thiên nhiên, có phải cũng giống nhau hay không? Nếu là giống nhau, nhưng không cùng thời kỳ, cái khác không nói, chỉ là trăng tròn trăng khuyết đã không giống nhau, bởi vậy phán đoán, mặt trăng không có khả năng là cùng một cái nhưng nếu không phải cùng một cái chẳng lẽ thời không khác nhau còn có mặt trăng mặt trời các ngôi sao khác nhau những thứ này đến là từ nơi nào diệp thiếu dương hoàn toàn không hiểu lão đại người đang nghĩ cái gì qua qua không biết tới phía sau từ khi nào tò mò hỏi diệp thiếu dương lắc đầu người nói ta là người hiện đại hay là người thời điểm dân quốc qua qua nói đương nhiên là người hiện đại lão đại người nghĩ cái gì thế lý luận trang trù mộng điệp cũng rất thú vị Ta lúc trước tỉnh ngủ, còn tưởng mình ở dân quốc. Không chừng ta vốn là người dân quốc, chỉ là xuyên việt đến nơi đây, nhưng đem thế giới này coi là nơi ta chào đời. Qua qua ngây ngốc nhìn hắn, nói, nghe không hiểu. Diệp Thiếu Dương dựa theo đoạn cảm khái này của bản thân, bắt đầu miên man bất định, đột nhiên quay đầu nhìn qua qua, nói, ta lúc trước ở trong phim từng thấy, có một nhà triết học từng hỏi một vấn đề, ngươi thế nào mới có thể xác định thế giới này không phải 5 phút đồng hồ trước mới kiến tạo ra? Cái gì? qua qua có chút dại ra nhìn hắn. Đương nhiên, 5 phút đồng hồ trước ta đang xem tivi. Nếu ký ức của người là từng bị sửa chữa thì sao? Người làm sao biết ký ức của mình đều là thật? Qua qua cắn ngón tay, ánh mắt trong lúc vô ý dừng ở trên chậu hoa lan kia trên cửa sổ. Nói, đây là thứ quách lão buổi chiều mua, trước 5 phút đồng hồ rồi nhỉ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi không hiểu ý tứ của ta, nếu những thứ này đều là giả thì sao? Ta là nói, ký ức của ngươi là giả. Người cho rằng nó là mua vào buổi chiều, nhưng trên thực tế là vừa xảy ra. Người làm sao chứng minh mọi thứ chung quanh người không phải vừa sáng tạo. Qua qua suy nghĩ hồi lâu, nói, ai có bút tích lớn như vậy, có thể ở 5 phút đồng hồ trước đem tất cả cái này tạo ra. Cái này không trong vòng vấn đề, chúng ta giả thiết có một vị thần như vậy, thượng đế. Phi, tam thanh, tam thanh tạo vật, sau đó sửa chữa ký ức của ngươi, ký ức người trưởng thành nhiều năm như vậy, thật ra là từng bị người ta sửa chữa bỏ thêm vào để cho người cho rằng mình đã sống rất nhiều năm, thật ra tất cả đều là giả. Điên rồi. Khóe miệng qua qua bắt đầu run rẩy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, vậy không phải còn có người sao, người ít nhất nhớ rõ tình huống của ta trước kia mà, chứng minh chúng nó không phải giả. Nếu ta cũng là giả thì sao, hoặc là ký ức của ta cũng bị thêm vào, từ góc độ của người, người hoàn toàn có thể hoài nghi tất cả đều là giả. Ta sắp điên rồi." Qua qua kêu lên, "Ta là một con ve mà." ta không phải nhà triết học, người hỏi ta những thứ này, ta hoàn toàn không hiểu đầu, lão đại người tự mình điện đi. Ta đi xem TV. Nói xong bỏ trốn mất dạng đi phòng khách, mở ra TV xem, không đi nghĩ mấy vấn đề này Diệp Thiếu Dương đưa ra nữa. Diệp Thiếu Dương cũng không tiếp tục tự hỏi, vốn hắn cũng là tùy tiện nghĩ tới cái này, mình là pháp sư, đối với các vấn đề triết học này cũng không mò ra được đầu mối, dứt khoác mặc quần áo, đi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Tạ Vũ Tình là đến vào giữa trưa, ở sau khi hai bên xác nhận bùa thủy tinh, mới được Diệp Thiếu Dương cho vào. Sau khi vào nhà, tạ vũ tình ngồi lên số pha, bộ dáng tâm sự nặng nề. Chị sao vậy? Diệp Thiếu Dương thấy bọng mắt cô biến thành màu đen, nói, chị tối hôm qua đi làm gì, không ngủ ngon. Này này, tôi gọi chị đấy. Ô, tạ vũ tình phục hồi tinh thần lại, ngừng đầu nhìn hắn một cái, giống như nhớ tới cái gì, nói, chị tới tìm cậu có một việc chính, vừa rồi lão quách gọi điện thoại cho chị, về cái gì đó, Thánh Linh Hội, hình như là cái tên này. Anh ấy tra được một ít manh mối ở trên một trận ngoại ô phía đông Thạch Thành, có người đang tuyên truyền thứ này. Chị muốn đi điều tra, nhưng lại sợ bản thân không xử lý được, cho nên tới tìm cậu đi cùng. Ồ, oh, chị tìm Tuyết Kỳ là được. Diệp Thiếu Dương căn bản không quá coi trọng chuyện này. Tuyết Kỳ là có thể nhưng đối với tri thức linh dị, cô ấy không hiểu biết được nhiều như cậu. Đối phương là bà cốt, phương diện này chị nghĩ vẫn là tìm cậu đi tiếp xúc thì ổn hơn chút. Bây giờ không nhất định chị đã phải người đi qua, chờ tin tức. Tạ Vũ Tình nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Bây giờ nói chuyện có tiện không? Tạ Vũ Tình nói, ý tứ chị là, có thể bị người khác nghe được hay không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, nói, không có vấn đề, chị nói đi. Tạ Vũ Tình đem hắn kéo đến trong phòng, qua qua cũng tò mò đi qua xem. Đại khái nửa giờ sau, Tạ Vũ Tình nhận được điện thoại, nói một hồi, nói cho Diệp Thiếu Dương. Buổi tối hôm nay, ăn xong bữa chiều, Bọn họ ở trong thôn có hoạt động, chúng ta đến lúc đó hãng đi qua thế nào, đi hiện trường nghe một chút. Diệp Thiếu Dương một lời đáp ứng luôn. Đã là buổi tối mới hoạt động tạo vũ tình cần về đơn vị trước, chuẩn bị trước tiên một phen, đứng dậy cáo từ. Diệp Thiếu Dương ở lại nhà đến gần giữa trưa, chu tình như gọi điện tới, tìm hắn ăn cơm. Vừa lúc cơm nước xong, chúng ta cùng đi nghe hội biểu diễn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới trước đó đã đáp ứng cô, hôm nay cùng đi nghe biểu diễn, có trang vũ nịnh biểu diễn. Diệp Thiếu Dương thu thập một phen, đổi bộ quần áo tương đối thoải mái đi nghe hội biểu diễn, mặc đạo bào hoặc áo dài đi, người ta không biết còn tưởng là diễn viên muốn lên đài biểu diễn. Hơn nữa, đã lâu không gặp Trang Vũ Ninh, lần này gặp nhau, mình chung quy không thể biểu hiện quá kém. Diệp Thiếu Dương thay xong quần áo, soi gương, lúc này mới phát hiện tóc mình rất dài rồi, ở dân quốc một tháng, mình cũng chưa cắt tóc. Lập tức đi cửa hiệu cắt tóc bên ngoài tiểu khu, tốn 5 đồng để cạo đầu, lúc này mới gọi xe đến khách sạn Chu Tình Như Đặt. Không phải khách sạn gì lớn, mà là nhà hàng gia đình rất đặc sắc, không khí không tệ, Chu Tình Như còn gọi một chai rượu vang. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi ăn xong, cách thời gian hội biểu diễn còn nhiều, phía dưới vừa lúc là phố buôn bán, Chu Tĩnh Như mạnh mẽ kéo Diệp Thiếu Dương đi dạo phố, mua cho hắn một bộ quần áo mặc mùa đông. Diệp Thiếu Dương sợ cô không thoải mái, cũng không quá chối từ nhận lấy, hội biểu diễn cử hành ở trong một sân thể thao, khi hai người tới, lập tức có con mồi vây lên, hỏi bọn họ cần vé hay không. Diệp Thiếu Dương lướt qua, thấy trên hình vé vào cửa có Trang Vũ Ninh, vì thế cầm xe một chút, Trang Vũ Ninh còn ở vị trí chính giữa, đứng chung một chỗ với mấy tiểu thịt tươi cùng tiểu muội tử, trên mặt mang nụ cười. Phong cách trang điểm của cô ấy hình như không thay đổi. Diệp Thiếu Dương nói, cô ấy đi là tuyến đường ngọc nữ ca sĩ, cũng phù hợp khí chất của cô ấy, hội biểu diễn chính là công ty của Chu Tĩnh Như tài trợ, tự nhiên không cần vé vào cửa. Diệp Thiếu Dương đem vé trả lại cho co, sau đó rời đi. Co mồi nổi giận. Từ thông đạo VIP đi vào, dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương theo bên cạnh Chu Tĩnh Như, hưởng thụ các loại đãi ngộ của khách quý. Bởi vì hội biểu diễn còn chưa mở màn, hai người tới phòng nghỉ của khách quý. Hơn nữa, không phải loại kia của công chúng, là một phòng nhỏ đơn độc, có cửa sổ có thể nhìn thấy nhân viên công tác đi tới đi lui bên ngoài. Có ngôi sao đã đến anh muốn lấy chữ ký không em có thể bảo người giúp anh đi xin chu tĩnh như cười nói em có thể xin được chữ ký diệp thiếu dương chớp chớp mắt nhìn áp phích trên bàn tuy mặt đều không nhận rõ nhưng có mấy cái tên hắn vẫn từng nghe nói cái này có gì khó bọn họ nói đến cùng vẫn là dựa vào chúng ta ăn cơm mặc thôi được anh cũng không quen biết bọn họ không đi qua giúp đồ đệ của anh xin chữ ký bọn họ cũng được chu tĩnh như cười một tiếng anh ngốc thể tiểu nhị muốn bọn họ ký tên căn bản là không khó đúng không diệp thiếu dương lúc này mới nhớ tới thân phận của trương tiểu nhị nghe chủ tĩnh như nói một phen mới hiểu thì ra những ngôi sao kia người thường cảm giác xa không thể với tới đối với nhà xí nghiệp cùng quan lại lợi hại mà nói muốn tiếp xúc thật ra cũng không khó lúc này trong thông đạo bên ngoài truyền ra tiếng thét chói tai diệp thiếu dương tò mò thò đầu ra cửa sổ nhìn một minh tinh ở dưới sự hộ tống của một đội bảo an từ chỗ cuối đi tới trên mặt vẫn duy trì mỉm cười những người gào thét chói tai đều là fan bị bảo ăn tầng tầng lớp lớp ngăn ở bên ngoài ngôi sao của hội biểu diễn lục tục trình diện diệp thiếu dương ghé vào trên cửa sổ nhìn một hồi cũng không có hứng thú nữa sau đó hội biểu diễn bắt đầu chu tình như dẫn hắn vào sân chỗ ngồi ở hàng ghế trước nhất ngay tại dưới đài sau khi mở màn âm nhạc ầm ầm trong sân bãi không khí sôi trào diệp thiếu dương vẫn là lần đầu tiên đến loại địa phương này trước kia chỉ từng thấy ở trên tv cảm giác tuy ồn ào nhưng vẫn rất vui cũng không bài xích, nhưng hắn càng thêm chờ mong Trang Vũ Ninh ra màn. Trang Vũ Ninh là ra màn cuối cùng, Chu Tình như nói ở bên tai Diệp Thiếu Dương, thật ra tiếng tắm Trang Vũ Ninh cũng không lớn hơn mấy ngôi sao khác, nhưng bởi vì cô là người địa phương, làm nhà tài trợ, bọn họ cảm thấy Trang Vũ Ninh ra màn càng có thể kéo cảm xúc của mọi người hơn, làm hội biểu diễn có kết thúc hoàn mỹ. Trang Vũ Ninh mặc một bộ váy liền áo màu trắng lên đài, tất trắng giày chơi bóng trắng, nhìn qua tựa như học sinh trung học. Cô vừa ra sân, dưới đài lập tức như núi lở sóng thần, phía sau Diệp Thiếu Dương có hai tan ca nhạc hoa chân múa tay vui sướng, vì thấy rõ Trang Vũ Ninh cũng đã sắp cưỡi lên lưng Diệp Thiếu Dương rồi. Trang Vũ Ninh đi đến giữa vũ đài, làm động tác suỵt, âm nhạc vang lên, sân bãi dần dần an tĩnh lại. Trang Vũ Ninh đầu tiên là phát biểu cảm nghĩ một fan, cảm tạ fan ca nhạc, cảm tạ ban tổ chức các thứ, nói một fan rất có chừng mực, Diệp Thiếu Dương ở bên dưới nghe, cảm giác rất có phong phạm trước mắt lại như hiện ra đoạn thời gian trước kia ở chung. Trang Vũ Ninh từng nói với hắn những lời từ trái tim, về lý tưởng của cô, cảm tình của cô. Còn có mình lúc trước, như thế nào giúp cô đi đối phó quỷ nứt đầu các thứ trong quá khứ. Cả quãng đường, bây giờ hai người đều đã khác. Sau khi nói xong cảm nghĩ, Trang Vũ Ninh bắt đầu hát, trước hát một bài mới tự mình viết. Khi hát, cô cũng đã phát hiện Diệp Thiếu Dương ở trên khán đài hàng đầu tiên, chưa hướng hắn tỏ vẻ gì cả. Chỉ là lúc hát, ánh mắt sẽ dừng lại ở trên mặt hắn vài giây. Yên lặng chăm chú nhìn. Hát xong hai bài mới, khi chấm dứt, cô hát một ca khúc vườn trường phù hợp khí chất của cô. Thanh Xuân không hối hận khi hát bài này, ánh mắt hầu như luôn nhìn Diệp Thiếu Dương, chậm rãi hát ra ca từ, bắt đầu bắt đầu, là chúng ta ca hát, cuối cùng cuối cùng là chúng ta đi. Anh thân yêu nhất, như là phong cảnh trong mơ, nói sau khi tỉnh mộng anh sẽ đi, em tin tưởng. Khuôn mặt không u sầu, là thiếu niên của em, ánh mắt không vàng võ, chờ năm tháng thay đổi con phố quen thuộc anh và em nhất đã là người đi ánh chiều tà, người với người ở bên đường, nói tạm biệt lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương giống toàn bộ fan ca nhạc ở đây, nghe đến mức có chút si mê, nhưng so với bọn họ, trong lòng lại có thêm một phần cảm khái. Lúc ra khỏi sân, ở trong tiếng hoan hôi như núi lở sóng thần, Trang Vũ Nịnh ở trong đám người nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Sau hội biểu diễn, còn có rút thưởng các thứ. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh như không tham gia, đi ra ngoài, Chu Tĩnh Như mang Diệp Thiếu Dương trở lại trong văn phòng trước đó, bảo người ta pha hai chén trà, cưới hỏi Diệp Thiếu Dương, cảm giác thế nào? Cô ấy hát rất tốt. Sau đó thì sao? Có cảm xúc gì không? Cái đó đương nhiên là có. Chu Tĩnh Như nói cho hắn, Trang Vũ Ninh lát nữa tháo trang sức rồi sẽ tới. Bên ngoài người ta đi tới đi lui, tan cuộc, người lục tục đi rồi, bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thiếu Dương vượt ở trước Chu Tĩnh Như mở cửa. Trang Vũ Ninh, cô đã đổi quần áo loại quần áo rất bình thường cũng không trang điểm cho diệp thiếu dương cảm giác vẫn là bộ dáng ngày trước diệp thiếu dương xấu hổ cười một cái sờ sờ mũi nói đã lâu không gặp trang vũ nịnh che miệng cười nói không giống với em đoán nha em cho rằng anh gặp mặt câu nói đầu tiên sẽ khen em đẹp lên rồi diệp thiếu dương gãi gãi đầu được rồi thật sự đẹp lên rồi trang vũ ninh cười vào phòng cũng chào hỏi với chu tĩnh như bắt đầu nói chuyện phiếm Chu Tĩnh Như hỏi cô một ít tình huống gần đây vân vân. Diệp Thiếu Dương yên lặng nghe, Trang Vũ Nịnh đột nhiên hỏi hắn, anh khoảng thời gian này thế nào? Anh sao, vẫn ổn cả, một lời khó nói hết. Có bạn gái chưa? À, có rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn lén Chu Tĩnh Như một cái, đáp. Thật sự à, người đâu rồi, vì sao không dẫn tới cùng nhau gặp gỡ chút? Cái này, một lời khó nói hết. Trang Vũ Ninh cũng không hỏi nhiều. Không khí nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, trang vũ nịnh ở trước mặt bọn họ không có tác phong ngôi sao gì cả cho diệp thiếu dương cảm giác chỉ là một người bạn cũ đã lâu không gặp sau đó gặp mặt khi hàn huyên được kha khá rồi trang vũ nịnh nhận cuộc điện thoại hẳn là trợ lý gọi tới thúc giục cô đi tham gia tiệc tối ngắt điện thoại trang vũ ninh nhìn diệp thiếu dương nói thiếu dương lần này gặp mặt thật ra là em bảo tình như tỷ an bài em là thật sự rất nhớ anh nhưng em vốn nghĩ hai năm nay vẫn là không gặp anh thì tốt hơn nguyên nhân anh biết diệp thiếu dương nghe cô nói như vậy có chút xấu hổ, gật gật đầu. Trang Vũ Ninh nói tiếp, "Nhưng có một việc, em chỉ có thể tìm anh hỗ trợ." Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đều giật mình, không đợi mở miệng hỏi, Trang Vũ Ninh đứng dậy, đem tay áo vai trái kéo xuống, đem bả vai lộ ra. Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền thấy được thứ Trang Vũ Ninh muốn triển lãm, một cái bướu thịt sinh trưởng ở trên làn da trắng nõn bả vai, to bằng tiền xu một tệ, nhất thời giật mình, đi qua xem, nhất thời yên tâm, hình dạng bướu thịt này tựa như là một khuôn mặt vài cục nhỏ như là mắt cùng miệng lộ ra nụ cười dữ tợn nhìn qua cho người ta một loại cảm giác rất không thoải mái giống như khuôn mặt này đang hướng ngươi cười quỷ dị trời ạ à! chu tĩnh như nhìn qua lập tức ôm kín miệng đây là làm sao vậy trang vũ ninh lắc đầu cảm xúc lập tức thấp xuống nói hai tuần trước đã mọc rồi ngay từ đầu một điểm rất nhỏ mình không để ý nhưng càng lúc càng to hơn nữa mình bây giờ buổi tối mỗi ngày đều gặp ác mộng có đôi khi không phải nằm mơ, chính là nằm ở trên giường không thể cử động, sau đó liền cảm giác được trong bướu thịt giống như có cái gì đang chui ra, bên tai còn có người nói chuyện, giống như niệm chú. Ngay tại mấy ngày hôm trước, mình mơ thấy bướu thịt phát triển bằng nắm tay, sau đó nứt ra, bên trong chui ra một cái đầu người, thật khủng khiếp. Mình lúc ấy đang ở Malaysia, vụng trộm tìm người quen giới thiệu một vụ sư, vụ sư kia nói những gì mình đều nghe không hiểu, bảo mình ăn một loại dược thảo, nhưng không có tác dụng. Chu Tình như giật mình che miệng Nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cậu chưa từng thử đem nó cắt bỏ sao? Mình thử rồi, sau khi cắt, không được tới hai ngày, nó lại tự mình mọc ra. Hơn nữa, quá trình mọc rất đau. Trang Vũ Nịnh xin giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, em cảm thấy đây là sự kiện thần quái. Anh, nhất định là có biện pháp chứ? Diệp Thiếu Dương một tay chống cầm, một tay đi chạm đến cái bướu thịt kia. Lúc sở lên, rõ ràng cảm giác được bướu thịt động đậy. Trang Vũ Ninh khẽ hừ một tiếng, xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, anh, có thể giúp em giải quyết phiền toái này không? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ký sinh linh mà thôi, vấn đề nhỏ. Mò mẫm ba lô của mình một phen, nói, nơi này thiếu đồ, em theo anh về nhà, anh giúp em xử lý. Bây giờ, Trang Vũ Ninh có chút khó xử. Ngày mai cũng được, em chừng nào có rảnh đều được. Trang Vũ Ninh do dự một phen nói, vẫn là bây giờ đi. Em đi ra ngoài nói trước một tiếng, hai người đến bên ngoài sân vận động chờ em được không diệp thiếu dương đáp ứng theo chu tình như cùng nhau ra ngoài chu tình như đem xe từ bãi đỗ xe lái ra đến trên đất trống ngoài cửa lớn hai người ngồi ở trong xe chở trên người cô ấy cái đó là gì vậy chu tĩnh như kiềm chế không được sự tò mò hỏi ký sinh linh một loại tà linh bình thường đều là nơi âm khí cực thịnh sinh ra mọi khi đều là trạng thái ngủ đông chỉ có gặp được sinh linh mới có thể ký sinh ở trên người dựa vào hút dương khí để tu luyện ngay từ đầu người ta không có việc gì thiếu dương khí nhiều nhất chỉ là uể oải không phấn chấn đến về sau ký sinh linh càng ngày càng mạnh tu luyện cần hút càng nhiều dương khí lúc này trong cơ thể ký chủ sẽ mất cân bằng âm dương cuối cùng chết ký sinh linh sẽ sẽ tìm ký chủ khác chu tình như nghe xong hắn giảng vẻ mặt ngây dại cẩn thận hồi tưởng một phen nói trách không được trước đó gặp mặt em thấy sắc mặt trang vũ ninh có chút không đúng còn tưởng là vừa xuống vũ đài tương đối mệt đang lúc nói chuyện trang vũ nịnh tới trên mặt đeo một cái khẩu trang như vậy sẽ không ai có thể nhận ra cô chu tĩnh như ẩn còi hai tiếng trang vũ nịnh lên xe sau khi lái xe diệp thiếu dương cũng nói về đặc thù cùng lại lịch của ký sinh linh với trang vũ ninh dù sao đồ sinh trưởng ở trên người mình trang vũ ninh sau khi nghe xong cực kỳ khẩn trương nghĩ đến cái gì một tay ôm vai nói thiếu dương anh bây giờ nói những thứ này nó biết anh muốn đối phó nó có thể hay không nó còn chưa thành hình bây giờ chỉ là phôi thai tựa như trẻ con nói cái gì nó cũng không nghe thấy diệp thiếu dương hướng cô cười cười nó nếu thành hình em cho rằng nó còn có thể an tâm ở lại trên cánh tay em vậy trang vũ nịnh mở mồm cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười nói em đã biết tìm anh không sai chuyện phương diện này không có gì anh không giải quyết được những người bên ngoài thực không đáng tin trong pháp sư lừa đời lấy tiếng cũng rất nhiều diệp thiếu dương cười hề hề có chút đắc ý bây giờ những chuyện kiểu như gặp ma này chúng ta này với hắn mà nói thật sự nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa trang vũ ninh vẫn là lần đầu tiên đến nhà diệp thiếu dương cũng rất hưng phấn dọc theo đường đi hỏi rất nhiều về tình hình gần đây của hắn diệp thiếu dương mang tính chọn lọc nói một ít ngược lại không phải có ý giấu diếm mà là rất nhiều chuyện không phải nói hai ba câu có thể nói rõ trang vũ ninh cũng biết hắn có bí ẩn khó nói chưa hỏi thăm nhiều đến nhà của diệp thiếu dương diệp thiếu dương mở cửa liếc một cái liền thấy được tứ bảo, nằm ở trên số pha, hai chân trần, đặt lên trên bàn trà, một tay cầm điều khiển từ xa, đang xem tivi, một tay khác, đang cầm một cái móng giò, ăn miệng đầy dầu mỡ. Qua qua ngồi ở bên cạnh, luôn luôn, oán giận hắn chọn phim không hay. Tứ bảo vốn ngoảnh mặt làm ngơ đối với yêu cầu của nó, bộ dáng tự mình vui việc của mình, nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Diệp Thiếu Dương trở về, nhìn chăm chăm tivi, đầu cũng không ngẩng lên nói một tiếng, trở về rồi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng. Qua qua ngẩng đầu lên, thấy Chu Tĩnh Như, lập tức vấn an, sau đó nghiêng đầu đánh giá Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương nghĩ bọn họ hình như là không quen biết, giới thiệu cho bọn họ một lần. Qua qua giật mình, Mỹ nữ ca sĩ à, trước đây quen biết mà, lão đại người quên rồi sao? Ta lần đầu tiên gặp ngươi, hai người là ở chung một chỗ. Mẹ của thất bảo. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, nhớ lại quá khứ. Lần đầu tiên thật sự nhìn thấy qua qua, chính là ở trong khu vui chơi nọ, qua qua khi đó còn là lão đại của một đám tiểu quỷ, thất bảo chính là một trong số đó. Trang Vũ Ninh vừa nghe thấy tên thất bảo, lập tức nói, người gần đây có gặp nó không? Ồ, nó gần đây ở âm ti, nó nói người đã xuất ngoại, bên kia có hồng mông chỉ giới, tu vi của nó không qua được, cho nên không có cách nào tìm người, nó rất ổn, bây giờ là tiểu đệ của ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến thất bảo luôn gọi mình lão ba, có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói vậy giới thiệu vị này cho em tứ bảo anh em tốt của anh a di đà phật tứ bảo muốn chắp hai tay làm bộ một chút tay nâng lên lúc này mới nhớ ra trong tay đang cầm chân giỏ nhất thời vô cùng xấu hổ trang vũ nịnh che miệng cười cười nói tứ bảo thiền sư em cũng từng gặp thiếu dương anh quên rồi là vì em các anh mới quen biết diệp thiếu dương giật mình một lần nữa ồ là cô sao đại minh tinh tứ bảo có chút kích động hẳn lên đúng đúng thiếu dương cậu quên rồi khi đó cậu đi truy tra quỷ nứt đầu, tìm được Hồ Uy, tôi là sư đệ của hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra, bất đắc dĩ nói, tôi cũng quên rồi, cậu lúc ấy còn từng làm chuyện kỳ quái như vậy. Tứ bảo buông chân giò, chùi chùi trên người, hướng trang vũ nịnh vươn tay, tôi từng xem trên mạng video cô ca hát, đại minh tinh, tôi thật kích động. Trang vũ nịnh thấy tay hắn bóng dầu tỏa sáng, do dự một phen, vẫn bắt tay với hắn. Được rồi, đừng tám nhảm những thứ vô dụng đó nữa, tôi mang cô ấy trở về, là có chính sự, các người tiếp tục xem TV đi. Chỉ thị Trang Vũ Nịnh theo mình vào trong phòng, Tứ Bảo và Qua Qua cũng theo vào, nhưng cũng không làm nhảm việc khác. Diệp Thiếu Dương bảo Trang Vũ Ninh nằm ở trên giường, bản thân tìm ra bát sứ, hòa nước bùa, để cô uống vào, sau đó bảo cô đem bướu thịt bả vai lộ ra. Bị vài người nhìn, Trang Vũ Ninh có chút xấu hổ, nhưng đã là anh em của Diệp Thiếu Dương, vậy cũng là người một nhà, nghĩ một chút cũng không sao cả, vẫn làm theo. Đây là ký sinh linh. Tứ Bảo vừa thấy bướu thịt, cũng lập tức nhận ra. Đợi lát nữa nói sau, tôi đem thứ này trừ bỏ trước. Diệp Thiếu Dương chờ Trang Vũ Ninh uống xong nước bùa, nói cô nằm yên, có thể sẽ có chút đau, em chịu một chút. Phải đem nó cắt sao? Trang Vũ Ninh có chút khẩn trương, đã mọc rễ ở trên người em, cắt là vô dụng. Bọn thần côn lúc trước không phải đã làm như vậy, phải khiến nó tự mình đi ra. Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng chỉ đào quấn chặt ở bộ vị trên dưới bướu thịt, sau đó dùng Long Tiên Hương hòa vào nước, lau một ít ở trên bướu thịt, sau đó cắt qua ngón trỏ của mình, lơ lửng ở trên bướu thịt khoảng một tấc, có một giọt máu từ vết thương đầu ngón tay ngưng tụ, nhưng chưa rơi xuống. Anh làm cái gì vậy? Chu Tình Như ở một bên nhìn thật sự nhịn không được hỏi một câu. Người làm cái gì vậy? Chu Tình Như ở một bên nhìn, thật sự nhịn không được hỏi một câu. Dùng máu của anh, dẫn nó đi ra. Diệp Thiếu Dương giải thích, nó bây giờ còn chưa thành hình nhưng có bản năng hấp thụ dương khí dương khí trong máu của anh mạnh hơn nó sẽ thích thật ra đối phó một ký sinh linh diệp thiếu dương không thiếu biện pháp nhưng hắn lựa chọn cách làm này đối với trang vũ ninh mà nói tạo thành thương tổn nhỏ nhất chủ yếu nhất là không có gì đau đớn trang vũ ninh vừa nghe a à một tiếng nhưng nó nếu chui vào trong cơ thể anh anh yên tâm đi nó nếu có thể ký sinh ở trong người anh vậy thật đúng là hiếm lạ ở lúc nói chuyện bướu thịt kia run run, sau đó ra vỡ ra, một vật múp míp thịt chui ra, cả người mọc đầy lông màu xanh lục giống như nấm mốc, bên trên còn treo tơ máu. Máu của Trang Vũ Ninh, nhìn qua rất ghê tởm, chủ yếu nhất là, trên cái đầu nhăn nhúm của nó mọc ngũ quan giống như người, tuy rất nhỏ, hơn nữa chưa mở ra, nhưng đã có thể thấy rõ hình thái ban đầu. Trời ạ, Chu Tình như buồn nôn một trận, bịt kín miệng, nói với Trang Vũ Ninh, cậu quay đầu đi, không nên nhìn, ghê tởm quá. Trang Vũ Ninh đem đầu quay sang một bên, thứ này tựa như có một chút hoài nghi đối với dụ hoặc bên ngoài, liền đem đầu cùng nửa thân trên lộ ra, người xung quanh, do dự nên đi ra hay không. Tay phải Diệp Thiếu Dương vừa muốn vươn qua nắm nó, bị Tứ Bảo túm chặt, ngẩng đầu nhìn, Tứ Bảo vẻ mặt ngưng trọng. Sao rồi? Đừng động thủ, thứ này không phải ký sinh linh bình thường, đây là nhận diện linh, là một loại chấn mộ thú, dưới thân nó có rất nhiều vòi, cậu như vậy không nhổ ra được, rút ra cũng sẽ không sạch sẽ. Để tôi tới, Tứ Bảo nói những thứ này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết, nhưng hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi, gật gật đầu. Tứ Bảo nhanh chóng ra ngoài, một lát sau trở về, cầm trong tay một cái lá cây nhọn nhọn, Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết là lá cây vạn tuế trong nhà, đoạn trước là một mũi nhọn giống như cây kim. Tứ Bảo ở trên lá cây nhổ ra một ngụm nước miếng, sau đó đem mũi nhọn nhắm ngay đầu ký sinh linh, dùng sức đâm xuống, sau đó dùng sức khêu hướng lên trên, động tác này làm cực nhanh, ở lúc lá cây đâm vào đầu nó, ký sinh linh phản ứng lại, theo bản năng muốn chui vào trong thịt, nhưng đã không còn kịp. Hơn nữa nước bọt trên phiến lá đã từ vết thương rót vào trong cơ thể nó, không biết sinh ra phản ứng gì. Ký sinh linh ở trong con run rẩy bị tứ bảo khiêu ra, thế mà, rất dài. Dài không phải thân thể nó, mà là mấy cái đuối thật dài kéo phía sau, nhìn kỹ đó không phải đuôi, tất cả đều là chân, rậm rạp giống như rễ của thực vật, ở không trung cho loạn lung tung. Chu Tĩnh như thấy một màn như vậy, che miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Tứ Bảo đem ký sinh linh đặt ở trong kim mân bát vu của mình, sau đó ở trên bình bát bố trí một cấm chế, ký sinh linh giống như côn trùng bò lung tung khắp nơi ở bên trong, nhưng vừa đến chỗ miệng, lập tức bị bật trở về. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một phen vết thương trên vai Trang Vũ Ninh, đã không làm sao nữa, hỏi cô, con đau không? Trang Vũ Ninh lắc đầu, có chút tê tê, không đau nữa. Không sao rồi, em trở về xử lý một phen, dùng cồn tiêu độc các thứ, sẽ hoàn toàn không sao. Diệp Thiếu Dương tháo sợi chỉ đỏ buộc vào trên vai cô. Trang Vũ Ninh mặc quần áo, rụt rè thò đầu tới, nhìn thoáng qua ký sinh linh trong kim mân bát vu, trái lại chưa nôn, nhưng hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm, chính là thứ này ở trong thân thể em lâu như vậy sao? Bây giờ nghĩ tới, thật sự là cả người đều nổi da gà. Tứ Bảo nói, coi như em gặp may mắn, chấn mộ linh này còn chưa thành hình, một khi thành hình thì phiền toái khi đó hút sẽ không là dương khí mà là máu thịt sẽ đem máu thịt trong cơ thể hút khô hết diệp thiếu dương nghe hắn nói như vậy nhíu mày hỏi trấn mộ linh cái gì cậu xác định đương nhiên xác định cậu quên tôi trước kia làm gì ồ trộm mộ tặc biến anh đây là mô kim giáo úy không giống với trộm mộ tặc bình thường tứ bảo hầm hừ nhìn thoáng qua trấn mộ linh trong kim mân bát vu nói với trang vũ nịnh đại minh tinh em có phải đi đâu như nghĩa địa hay không bằng không sao có thể trêu vào nó trang vũ nịnh vội vàng gật đầu nói đó là tháng trước em ở thái em cần quay một bộ phim về trộm mộ đoàn làm phim muốn đi thái cơ lăng dạo một chút để dựa theo loại phong cách đó dựng phim trường em cũng muốn thích ứng nhân vật trước đi theo tứ bảo vừa nghe cả kinh nói cái gì thái cơ lăng không không anh hãy nghe em nói hết không phải thái cơ lăng bọn em đi tham quan thái cơ lăng vừa lúc dạo qua một chỗ phụ cận phát hiện một mộ địa, chúng ta tò mò cũng đi qua tham quan. Mộ địa đó là một cái mà chính phủ tổ chức khai quật, phong tỏa tin tức với bên ngoài, bọn em cũng là ngẫu nhiên biết được. Nói ra mộ địa là không cho vào, nhưng ở bên đó, rất nhiều chuyện có tiền đều có thể làm được. Em cùng đạo diễn còn có quay phim trả tiền, đi theo đội khảo cổ của bọn họ xuống mộ thể nghiệm một phen. Bọn em đây cũng là tìm linh cảm cho phim, không ngờ xảy ra chuyện. Mộ Thái Quốc à, tứ bảo gãi đầu, có chút mơ hồ. Nghe nói, là một cổ mộ ngàn năm trước, là mộ địa một vương hậu bị phế bỏ, nhưng bởi vì vừa phát hiện ngôi mộ này, còn chưa xác định thân phận mộ chủ. Tứ Bảo nói, "Bọn em ở trong mộ có trải qua cái gì?" "Ừm, chuyện không quá bình thường hay không?" Trang Vũ Nịnh suy nghĩ một phen, lắc đầu, nói, "Thực không có gì, chẳng qua, ở trong phòng chủ mộ, bọn em thấy được một pho tượng đá kỳ quái, thân người lại mọc cánh bướm, em chỉ xa xa nhìn thoáng qua, nhưng lúc đối mặt cùng tượng đá, tượng đá đó giống như có ánh mắt em lúc ấy liền cảm thấy vắng đầu chỉ cho rằng thiếu oxy cũng chưa để ý chuyện gì khác cũng không có chẳng lẽ là tượng đá đó có vấn đề tứ bảo nói cái này anh cũng không biết anh đối với vu thuật thái quốc cũng không hiểu biết nhưng trấn mộ linh này trên người em khẳng định là trêu chọc trong ngôi mộ đó cái này em lúc trước cũng từng nghĩ là nguyên nhân này nhưng hỏi đạo diễn và quay phim đều ổn cả cũng không phải mỗi người đều sẽ trúng chiêu diệp thiếu dương nghẹn hồi lâu hỏi tứ bảo chuyện rốt cuộc là thế nào cái gì là trần mộ linh một loại ký sinh linh rất hiếm thấy mô kim giáo ủy bọn tôi có ba không vào ba không lấy trong đó thứ nhất chính là tuyệt không súng mộ có trấn mộ linh trấn mộ linh là nảy sinh trong linh huyệt vây khốn trần mộ thú bản thân không có quan hệ gì với trấn mộ thú nhưng chỉ có linh huyệt hơn một năm mới có khả năng nảy sinh ra trấn mộ linh bản thân mấy thứ này không có gì lợi hại ồ tôi là chỉ nói với pháp sư đối với người thường mà nói Trấn Mộ Linh vẫn rất đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ Bảo quay đầu nói với Trang Vũ Ninh, em là ngôi sao, đối với thân thể tương đối coi trọng. Hơn nữa, Trấn Mộ Linh này mọc ở trên vai em, tương đối bắt mắt, cho nên em đã phát hiện, nếu là người bình thường bị ký sinh, sinh trưởng ở sau lưng hoặc bộ phận khác tương đối khó có thể phát hiện, vậy thì phiền toái, vốn thứ này cũng không đau không ngứa, có thể đến chết cũng không biết chết như thế nào. Trang Vũ Nịnh nghe xong đoạn lời này, cũng nghĩ mà sợ không thôi diệp thiếu dương nói cậu đừng dọa cô ấy nói tiếp đi tứ bảo nói trấn mộ linh không đáng sợ đáng sợ là trấn mộ linh là linh huyệt chỗ trấn mộ thú hóa sinh ra nghe hiểu chứ nơi có trấn mộ linh nói lên có trấn mộ thú diệp thiếu dương nói thực có trấn mộ thú không có khả năng nhỉ không có mà nói thứ này ở đâu ra không phải nói trấn mộ thú đều là thượng cổ dị thú sao sức người sao có khả năng thu phục được lúc trước trong cổ mộ ở tương tây diệp thiếu dương từng gặp được hóa xà là bị chấn áp cái này lại vẫn không giống với chấn mộ thú dị thú có thể bị chấn áp nhưng tuyệt đối không thể bị nuôi nhốt chấn mộ thú thật sự dựa theo cách nói trong sách là bị pháp sử dụng phương thức nào đó nuôi ở trong cổ mộ dùng để thủ hộ mộ chủ và các thứ tài bảo trong mộ tôi trước nay đều đem cái này coi là truyền thuyết chấn mộ thú nghe phong cách nhưng sao có khả năng có pháp sư hàng phục thượng cổ dị thú còn đem người ta nuôi nhốt ở cổ mộ đưa cái ví dụ đi, thực lực tới bây giờ cũng được nhỉ, gặp phải thượng cổ dị thú cũng chỉ có nước đào tẩu, muốn hàng phục dị thú, quả thực nằm mơ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, xin cho phép tôi làm màu nha, pháp sư cổ đại, cho dù là những kẻ châu bò kia, chỉ cần chưa chảm tam thi, tôi không cảm thấy có người nào có thể mạnh hơn tôi bao nhiêu. Mình cũng căn bản không làm được, Diệp Thiếu Dương không tin cổ đại có ai có thể làm được. Tứ Bảo nói, cậu làm màu vậy không sai, nhưng cậu cho rằng cử nhân ngu ngốc giống với cậu à, đi cứng đối cứng với thượng cổ dị thú sau đó hàng phục còn có chuyện tìm kiếm trần mộ thú này đều là hoàng để hạ lệnh lợi dụng sức cả quốc gia để làm tham dự căn bản không phải một hai pháp sư hơn nữa dùng đều là các loại pháp khí cùng trận pháp dụ bắt dị thú nhưng làm như vậy rất hao tài tốn của hơn nữa không phù hợp lễ giáo cho nên đều là hành vi rất bí ẩn sẽ không lưu lại dấu vết ở trên sách sử hơn nữa trên cơ bản đều là thất bại chấm dứt nhưng thành công cũng có thực có kẻ thành công Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Có chứ, tuy ít, nhưng cũng không phải không có, chỉ là bình thường mà nói hư vậy, không có cách nào vây khốn chấn mộ thủ thời gian dài. Cuối cùng không qua bao nhiêu năm, chấn mộ thú đều sẽ phá tan phong ấn đào tẩu. Nhưng linh huyệt sẽ sinh ra chấn mộ linh. Mô kim giáo úy nếu ở trong mô phát hiện chấn mộ linh, đó là tuyệt đối phải lập tức chạy lấy người. Nhỡ đâu có chấn mộ thú, bất luận kẻ nào cũng phải nằm lại đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói, cậu từng gặp được chấn mộ thú chưa? lão đại, tôi nếu từng gặp được, còn có thể sống đến bây giờ sao? Nhưng người mà tôi quen biết có vị từng gặp được, kết quả đã chết. Nói như vậy, cổ mộ Thái Quốc Vũ Nịnh đi kia, cũng có chấn mộ thú. Đã có chấn mộ linh, trước đó khẳng định cũng từng tồn tại chấn mộ thú. Nhưng bọn em có thể sống sót đi ra, nói lên chấn mộ thú trong mộ kia đã không ở đó nữa. Tứ bảo chuyển đề tài, hỏi, trong mộ kia, có đào ra cái gì giá trị liên thành hay không? Giá trị liên thành. Trang Vũ Ninh suy nghĩ một phen, nói, Nghe nói có không ít đồ cổ hơn một ngàn năm, rất có giá trị nghiên cứu. Tứ bảo xua tay nói, không phải nói đồ cổ, anh là nói. Có loại đồ cổ, hoặc là bảo tàng có thể chấn động thiên hạ hay không? Trang Vũ Ninh nói, cái này chưa nghe nói, cổ mộ vừa phát hiện không lâu, còn đang trong khai quật. Tứ bảo tay chống cầm, nói, vậy là thứ tốt hẳn hoi còn chưa đào ra, đáng tiếc nha. Diệp Thiếu Dương nghe ra manh mối, dùng cánh tay thúc hắn một cái nói, cậu làm gì, chẳng lẽ còn muốn đi Thái Quốc trộm mộ hay sao? Trộm mộ cái gì, nói khó nghe như vậy. Tôi thấy cậu chính là muốn, cậu lần trước theo tôi thăm dò mộ bạch khởi, lúc ấy nói như thế nào, đời này không làm hoạt động trộm mộ nữa. Tứ bảo nói, tôi cũng chỉ là tò mò, phía dưới ngôi mộ này, rốt cuộc mai táng hy thế chi bảo gì. Trang Vũ Ninh nói, hy thế chi bảo từ này, có chút quá khoa trương rồi nhỉ, không khoa trương một chút nào cả. Mọi người nghĩ, có thể làm ra bút tích lớn như vậy, chấn áp dị thú để thủ mộ, vậy là bảo bối cấp bậc nào tôi nghe nói hoàng đế duy nhất xác định từng dùng trấn mộ thú là tần thủy hoàng tần thủy hoàng ba người bọn diệp thiếu dương cùng nhau hô lên diệp thiếu dương nói tôi đọc ít sách cậu đừng gạt tôi tần hoàng lăng không phải ở trường an sao quốc gia cũng đã khai quật ồ hắn là khai quật rồi nhỉ trang vũ ninh nói vì bảo hộ mộ táng chưa khai quật nhưng vị trí mộ táng là xác định tứ bảo chọn trắng mắt nói nghe tôi nói hết đã tôi chỉ nói chuyện này là tần thủy hoàng làm nhưng chưa nói là tân hoàng lăng mà là cha hắn gã đó gọi là gì nhỉ tần mục công không đúng vương mộ của tần trang tương đương nhiên tôi cũng là nghe nói tần thủy hoàng sau khi làm hoàng đế lại chọn một tòa mộ địa cho cha hắn ở phụ cận tương dương quy mô rất lớn lúc ấy dựa vào hai ngàn phương sĩ cùng nhau ra tay bắt một con dị thú làm trấn mộ thú thứ nhất nơi đó là phong thủy bảo địa chôn cha hắn có thể bảo đảm hắn cơ nghiệp vạn thế thứ hai là vì trấn thủ một số thứ tốt những thứ tốt này cái nào cũng giá trị liên thành, trong đó đứng đầu nhất, chính là Tùy Châu. Mấy người biết Tùy Châu chứ? Cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương nói. Chu Tĩnh Như nhíu mày nói, em trước kia tùy tay click một cái tin tức, trong số công chúng, từng nói đến vật này, nói là hy thể chân bảo giá trị tương tự với Hoa Thị Bích. Tứ Bảo gật đầu nói, không sai, về Tùy Châu còn có một câu chuyện xưa, nói là Xuân Thu hay là Chiến Quốc, tôi cũng không quá rõ, có một quân chủ nước nhỏ gọi là Tùy Hậu, bởi vì cứ một con rắn lớn, về sau con rắn lớn báo ân, ngậm một hạt châu cho hắn, chính là Tùy Châu. Thủy Hoàng đế thống nhất sáu nước, Tùy Châu này bị hắn vơ vét, sau thời điểm rời mộ cho cha hắn, cùng nhau chôn xuống. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nói, tôi cực kỳ không hiểu, đồ tốt như vậy, vì sao không để bên người, đặt nó ở trong mộ có ý tứ gì, giữ lại cho đời sau. Tuy nói Thủy Hoàng để cho rằng Giang Sơn của mình là muôn đời vĩnh viễn vững vàng, nhưng nhỡ đầu xuất hiện sơ suất gì, cần tiền dùng, hoặc là bị người ta diệt, hậu nhân muốn phục quốc, vậy thì cần tiền, đem mấy thứ này chôn ở trong mộ, là lo trước khỏi họa. Đương nhiên, đây cũng là lão nhân gia tự mình tình nguyện Diệp Thiếu Dương cao mày, suy nghĩ một phen nói, tôi vẫn không thể hiểu được, không phải nói có chấn mộ thú sao, nọ vậy hắn hậu nhân như thế nào đi vào. Tứ Bảo cười nói, nói cậu ngốc đúng là ngốc thật, chấn mộ thú đã bị thu phục, chỉ cần không thể đột phá trận pháp vây khốn nó, vậy thì giống quản gia, người khác không vào được, nhưng hậu nhân tân gia dựa vào tín vật, là có thể đi vào, tiền bối kia của tôi, chính là tìm được tín vật của con cháu Tân Hoàng cùng bản đồ lăng mộ, mới dám đi vào tầm bảo. Kết quả thế nào, tìm được châu gì đó sao? Tứ bảo nhún vai, chết hết rồi. Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Nịnh giật mình. Không thể nào, không phải có tín vật gì sao? Tín vật chỉ hữu dụng nhằm vào chấn hồn thú, trên thực tế, trấn hồn thú đó không ở đấy nữa. Nhưng trong mộ còn có rất nhiều cơ quan khác, pháp môn phá giải cơ quan truyền tới một thế hệ kia hậu nhân, của hắn chỉ là tàn thiện kết quả cơ quan quá lợi hại một đống bàn sơn đạo nhân và mô kim giáo úy đều chết ở bên trong được rồi thật sự là người chết vì tiền diệp thiếu dương mang tính tượng trưng cảm khái một chút tứ bảo thở dài tầm mắt một lần nữa rơi ở trên thân trấn mộ linh trong kim mân bát vu trấn mộ linh kia có thể là mệt mỏi ghé vào đáy bát không nhúc nhích nếu không phải hôm nay nhìn thấy thứ này tôi cũng đã quên chuyện này đáng tiếc đã muộn nếu sớm một chút mà nói nói không chừng còn có thể xuống mộ đi xem chút Khụ khụ, tôi đối với tài bào bình thường cũng không dám hứng thú, nhưng mà tùy châu đó, nhớ đâu thực ở trong mộ, vậy, đó là đủ chết." Diệp Thiếu Dương lườm hắn. "Nhưng cậu nói cái gì sớm hay muộn, cậu biết mộ đó ở đâu?" "Tôi không biết, nhưng có người biết mà." Tứ Bảo cười cười thần bí, hơn nữa xuống mộ cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, cơ quan nơi đó, người này đều có thể phá." Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, "Cậu không phải nói mộ gì đó rất lợi hại sao, một người có thể phá được những cơ quan kia?" nào có ai lợi hại như vậy lão tổ tông hồ bát nhất nhà cậu cái em gái cậu tổ tông cậu là vương mập mạp tứ bảo nói cởi chuồng còn cần người buộc chuông cậu biết lúc ấy chủ trì xây mộ là ai không người cậu quen biết diệp thiếu dương sửng sốt một phen lập tức nghĩ tới cậu là nói từ phúc đương nhiên quốc sư đại tần chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu được hắn cho nên tôi mới nói đáng tiếc hắn bây giờ bị bắt rồi muốn hỏi cũng không hỏi được diệp thiếu dương không có hứng thú đối với những thứ phương diện trộm mộ Đối với tùy châu gì đó cũng không có hứng thú. Tứ Bảo Lưu Rat nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ coi là một câu chuyện thú vị mà nghe, chưa để vào trong lòng. Trang Vũ Ninh đã không có việc gì, Diệp Thiếu Dương không hỏi thăm thêm tình huống cổ mộ kia của Thái Quốc, bảo bọn họ ngồi, mình đi đun nước pha trà uống. Lúc uống trà, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào, đã chạm vạng, hành động sắp bắt đầu rồi, cần chạy qua trước. Diệp Thiếu Dương bảo cô lái xe tới đón mình. Thiếu Dương, anh có chính sự phải không? em thấy vũ ninh cũng không có việc gì vậy bọn em về trước nhé chu tĩnh như rất biết nghĩ cho người khác nói diệp thiếu dương gật gật đầu nhìn trang vũ ninh nói em kế tiếp muốn đi đâu em ngày mai cần đi bắc kinh gặp mặt đoàn làm phim trang vũ ninh cũng nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp được rồi à trước đó em nói em còn có bạn cùng nhau xuống mộ phải không bọn họ chưa chắc đã nhất định không có việc gì có lẽ trấn mộ linh ở vị trí nào đó không dễ phát hiện trên người em sau khi trở về bảo bọn họ kiểm tra toàn thân một phen, nếu có mà nói. Anh vẽ cho em mấy lá bùa đi. Em bảo bọn họ hòa nước bù uống hết, sau đó mỗi ngày dùng gạo nếp và nước tỏi bồi bướu thịt, nửa tháng thứ này sẽ chết. Phương pháp này chỉ chậm một chút, trong lúc đó ký sinh linh kia dãy ruộng, có thể sẽ tương đối khó chịu, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Lập tức về mấy tấm diệt linh phủ cho cô, sau đó đưa hai cô nương xuống lầu. Chu tĩnh như tạm thời không rời khỏi thạch thành, có thể thường xuyên gặp mặt với Diệp Thiếu Dương, cho nên không có gì, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương và Trang Vũ Ninh cần từ biệt một chút. Anh lúc trước đã nói với em, em thể chất mẫn cảm, vốn dễ trêu chọc những thứ này, anh tặng cho em bùa hộ mệnh, chỉ có thể phòng ngừa tà vật bình thường, nhưng phương diện này nhỡ đâu em lại gặp, được cái gì có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào, mặc kệ em trêu chọc cái gì, không có gì anh không xử lý được. Trang Vũ Ninh có chút động tình, cắn môi, trầm mặc một lúc lâu, nói, anh cũng phải bảo trọng, em tìm anh trên WeChat, không được một tháng không trả lời em. Cái đó, một lời khó nói hết được rồi dù sao anh lần sau nếu có chuyện gì cũng nói trước cho em trang vũ ninh đi tới ôm diệp thiếu dương một cái sau đó hướng hắn cười cười theo chu tĩnh như cùng lên xe rời đi sau khi lên xe lại đem cửa kính xe mở ra nói đúng rồi bảo qua qua nói với thất bảo em bây giờ đã về nước bảo nó tới thăm em nhớ rồi nhìn theo ô tô chạy đi diệp thiếu dương trở lại trên lầu thấy tứ bảo còn đang đùa nghịch kim mân bát vu kia ghé lên nhìn thoáng qua trấn mộ linh, nói, cậu sao còn chưa giết nó? Giết để làm chi, tôi tính đưa cho quách lão, hắn khẳng định rất thích thứ này. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, lão quách là thích nhất những thứ tà vật cổ quái này, đam mê lớn nhất chính là nuôi dưỡng cùng dạy dỗ chúng nó, nhưng nghĩ đến thứ ghê tởm, như vậy nếu như bị lão quách dạy dỗ thành linh phó vân vân, nghĩ chút thôi cũng nổi ra gà, vì thế kiên trì muốn đem nó giết chết. Nhưng tứ bảo không chịu, đem kim mân bát vu thu lại, nói, nói chính sự, cậu muốn đi giúp Vũ Tình tra án sao? Dù sao cũng ở lại. Bọn họ đi không giới cha manh mối. Trong lúc nhất thời tôi cũng không có khả năng có biện pháp xông vào thiên khí son. Chỉ cần vượt ở trước cái hôn lễ giám chó kia đi qua là được. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy áp lực cường đại. Nhất định phải ở trước cái gọi là hôn lễ, đem lãnh ngọc cứu ra. Tứ Bảo trầm ngâm nói, Thiếu Dương, chuyện Long Hoa Hội, tôi cũng không lo. Tuy đại đệ tử kia của Tinh Nguyệt Nô rất thần bí, nhưng chỉ cần hắn dám ra tay, tuyệt đối không phải đối thủ của cậu. Cậu ở nhân gian là vô địch, nhưng cậu phải biết rằng, thiên khí son là xào huyệt thị tộc, thì vương lớn nhỏ các thứ đều ở bên trong. Cái này, Diệp Thiếu Dương nói, hiên viên sơn chúng ta không phải cũng xông vào rồi. Hiên viên son là lợi hại, nhưng ít người. Hơn nữa chúng ta xông vào chỉ là một cái sơn môn bắt đầu quan trong đó, cũng không phải đỉnh núi chính thật sự. Thiên khí son ba đại thi vương, không phải nói giỡn, càng không cần nói có vô số cương thi thối hoắc, chất đống cũng đẻ chết cậu, cho dù phong chi cốc và liên minh chóc quỷ cùng đi, sợ cũng có đi không có về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nói, cậu nói cái này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tứ bảo ngẩn ra, sau đó vỗ đuổi mắng, cậu là có ý tứ gì thế? Cậu cho rằng tôi sợ à? Tôi con mẹ nó quan hệ thế nào với cậu? Tôi sợ. Cậu đi nơi nào tôi không dám đi theo. Diệp Thiếu Dương đấm một cú ở trên ngực hắn. Cái em gái cậu chứ, cậu biết tôi không phải ý tứ này, Tôi là muốn hỏi cậu, sao đột nhiên nói về cái này? Tôi đã âm thầm điều tra một phen, tôi chưa nói không cho cậu đi, nghe tôi nói hết đã, muốn đi phải tính toán kỹ, không thể ôm thái độ đồng quy vu tận, cậu hiểu ý tứ của tôi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thật ra hắn thực không nghĩ nhiều. Tứ Bảo, Tiểu Mã, Lão Quách, ba người này đều là huynh đệ sớm nhất của hắn, hắn còn nhớ lúc trước mình điều tra một sự kiện thần quái, Tứ Bảo đến hỗ trợ, hai người ngồi ở trên núi nói chuyện phiếm tuy sau đó đã trải qua nhiều sinh tử như vậy cùng chung hoạn nạn nhưng diệp thiếu dương cũng không biết vì sao hắn ghi nhớ sâu nhất ngược lại là lần từng trải nhìn qua bình thản không có gì lạ đó một lần đó bọn họ mở rộng nội tâm với nhau từ đó về sau chính là huynh đệ sinh tử sau cùng nhau trải qua các loại tình thế nguy hiểm sinh tử đã là tất nhiên về kế hoạch tác chiến đến lúc đó còn phải gặp được quân sự mới có thể cùng nhau thương lượng không có hắn không được tình huống vài lần đại chiến trước đó đều còn rõ ràng ở trong mắt nhất là gần đây trận chiến hiên viên sơn một lần này từ tìm được lôi trì đến an bài chiến thuật lâm tam sinh công từ đầu tới đuôi tứ bảo gật đầu nói tam sinh là đồng chí tốt chỉ là phương diện cảm tình tương đối chấp nhất cậu không chấp nhất tôi được rồi trước tiên nói về chính sự tôi vừa rồi còn chưa nói xong đầu tôi là nghe nói thiên khí sơn mây mù quấn quanh là một chỗ rất bí ẩn cho dù không có binh lính phòng thủ người ngoài cũng không xông vào được diệp thiếu dương vừa nghe lập tức nhíu mày nói chẳng lẽ so với kỳ môn trận pháp của đạo gia còn khó hơn cái đó có thể không đến mức nhưng mấu chốt từ trước tới giờ không ai đi vào b phải nói đi vào thì không còn sống đi ra tùy tiện xông vào trong thời gian ngắn không tìm thấy cửa vào cho dù tìm được người ta cũng bày trận chờ đợi rồi cậu làm sao cứu người diệp thiếu dương trầm ngâm không nói tứ bảo nói không sai muốn ở xào huyệt thị tộc cứu người vốn cũng chỉ có thể tập kích bất ngờ phải nhanh chóng xuyên qua tất cả chướng ngại tới thiên khí son, mới có thể có một tia cơ hội. Diệp Thiếu Dương nói, nói như vậy, chúng ta còn phải tìm người sông qua trước, sau đó dò đường trở về dẫn chúng ta qua. Loại địa phương đó, đi dò đường còn có thể về được sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ chút cũng thấy đúng. Ở lúc hai người nói đến chuyện này, qua qua đang xem TV, hai người cũng chưa chú ý tới sắc mặt của nó có chút không thích hợp. À đúng rồi qua qua, lần trước người mang về tin tức, không phải là hậu khanh dẫn người đi gặp lãnh ngọc, lúc ấy là ở thiên khí sơn nhỉ, tứ bảo đột nhiên nhớ tới chuyện này làm sao vậy cơ thịt trên mặt qua qua có chút cứng ngắc ngươi còn nhớ rõ đường đi qua không tứ bảo truy hỏi ta ta không nhớ rõ qua qua nhìn chằm chằm bộ phim trên màn hình ngập ngừng nói tứ bảo ghé tới nói vậy ngươi nhớ rõ bao nhiêu ít nhất nói chút đường đi lên núi là bộ dáng thể nào trên mặt qua qua hiện ra nét khó xử cúi đầu cân nhắc hồi lâu nói ta toàn bộ hành trình đều bị a ngốc sáu hậu khanh bị hắn sách theo căn bản chưa thấy rõ chỉ cảm giác là rừng rậm khắp nơi đều là cây ta từng đi nhưng không có nghĩa là có thể nhớ rõ nơi đó chỗ nào cũng giống nhau nếu không có người dẫn không có khả năng tìm được qua qua nhìn diệp thiếu dương một cái có chút khiếp đảm nói hơn nữa bọn họ nói không chừng đã thành thân người nói cái gì vậy diệp thiếu dương trách mắng qua qua lập tức không nói nữa tứ bảo nói với diệp thiếu dương thật ra thành thân hay không thành thân không quan trọng bọn họ một người một cương thi lại không thể bốc bốc bốp, đúng rồi cương thi hình như là không có công năng đó chỉ cái này tôi quả thực chưa từng nghiên cứu đề tài lệch lạc này diệp thiếu dương không biết nói gì cương thì đương nhiên là không thể bốc bốp, không có công năng kia cũng không có khả năng sinh dục tứ bảo vỗ vỗ bà vai diệp thiếu dương nói tôi hiểu ý tứ của cậu mà chủ yếu là danh phận nếu thực thành lão bà của người khác cậu làm như vậy chính là đa thể đương nhiên tình huống nơi này có chút phức tạp thật ra người cướp vợ là hắn nhưng một điểm quan trọng nhất cậu đã nghĩ chưa cho dù cậu vất vả lên núi gặp được lãnh ngọc cô ấy không đi theo cậu đến lúc đó cậu làm sao bây giờ diệp thiếu dương trầm mặc một phen nói chỉ cần gặp được cô ấy cô ấy nhất định sẽ đi theo tôi tứ bảo nhún vai chưa tỏ thái độ đúng rồi lông mày trắng chạy đi đâu sao mấy ngày qua đều không gặp ồ hắn trước đó đi gặp một người bạn đã sớm đi rồi nói là mấy ngày tới sẽ về diệp thiếu dương cũng không để ý trong đầu lăn qua lộn lại suy tư về chuyện đi thiên khí son như thế nào thẳng đến khi bên ngoài gõ cửa mở cửa thấy là tạ vũ tình cậu muốn đi cùng hay không diệp thiếu dương hỏi tứ bảo tứ bảo liếc tạ vũ tình một cái nói không đi sự kiện thần quái bình thường như vậy tôi cũng không đi tôi buổi tối có hẹn rồi qua qua muốn xem tv cũng chưa đi theo nói trắng ra đều là ghét bỏ loại sự kiện thần quái này quá cấp thấp không nhắc lên nổi hứng thú. Diệp Thiếu Dương đi một mình, tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì cả. Diệp Thiếu Dương bỏ lại bọn họ, theo tạ vũ tình cùng nhau xuất phát tới sơn thôn. Rừng rậm rạp, đại thụ che trời giống như rừng mưa nhiệt đới nhân gian, san sát nối tiếp nhau, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng biểu hiện khác với loại sinh mệnh lực tràn ngập kia của rừng rậm nhân gian, cây cối nơi này, lá cây đều là màu đen và màu đỏ là chính, trong rừng, cũng không có chim hót côn trùng kêu, chim bay cá nhảy, có chỉ là từng tầng xương mù đen, cùng các loại rừng rậm hung tàn xen lẫn trong đó. Còn có cương thi, tu luyện vừa thành hình, giống như thú chạy bò ở trên mặt đất, sột soạt xuyên qua ở trong rừng rậm. Nơi này là trung tâm của linh giới, rừng rậm hắc ám quay quanh ở bốn phía thiên khí son. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có tử vong và tanh tưởi. Nhưng đối với những trung tâm kia của thị tộc mà nói, rừng rậm hắc ám này lại là nơi tốt nhất bảo hộ bọn họ an toàn. Ở dưới tình huống không có thủ lĩnh thị tộc dẫn dắt, bất luận kẻ nào, bất cứ sinh linh nào, cũng không cách nào xuyên qua cánh rừng tử vong này. Thiên khí son, ngay bên trong rừng rậm hắc ám, trong núi non trùng điệp, một ngọn cao nhất kia, trên núi vô số hang động, nhưng bao huyết động chỗ cao nhất, có ba đại thi vương ở, hậu khanh, doanh câu cùng nữ bạt. Hậu khanh đi về phía sau đỉnh núi, tới bên ngoài một cái hang, vị trí hang động này, là cấm địa của thị tộc, ở dưới tình huống chưa được cho phép, trừ ba đại thi vương không ai có tư cách đến nơi đây một bóng người chậm rãi đi tới ngoài hang mở ra đá ngũ hành trên cửa đi đến bên trong mới đầu là một đoạn hang tối tăm càng đi về phía trước ánh sáng ngược lại càng nhiều ở chỗ sâu nhất của cái hang trên một mảng đất trống lớn trên tường được khảm rất nhiều dạ minh châu đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên ở giữa là một đầm nước bên trong có chỗ giống như hòn đảo nhỏ bay rất nhiều đồ gia dụng thời thượng trừ không có tường cùng sàn, tất cả đều giống với căn phòng thông thường của nhân gian. Một mỹ nữ dáng người mảnh khảnh đang ngồi ở trên số pha đọc sách, nghe thấy tiếng bước chân, cũng chưa ngừng đầu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Bóng người nọ đi đến bên cạnh đầm nước, cách một kết giới vô hình, nhìn mỹ nữ trên sofa, sau một lúc lâu mới nói, lãnh ngọc. Ánh mắt nhuế lãnh ngọc lúc này mới rời khỏi trên sách vở, lại chưa đi nhìn mà là nhìn một cái để đèn trên vách đá đối diện ngây người lãnh ngọc tôi có tin tức muốn nói cho cô hậu khanh nhìn cô dùng thanh âm nhẹ nhàng nói chỉ có lúc đối mặt nhuế lãnh ngọc hắn mới sẽ không tự giác thu liễm loại khí thể quân lâm thiên hạ dùng loại thái độ này nói chuyện với cô nhuế lãnh ngọc lúc này mới nhìn hắn một cái diệp thiếu dương đã trở lại bốp quyển sách trên tay nhuế lãnh ngọc rơi xuống đất đứng bật dậy kinh ngạc nhìn hậu khanh tuy trên mặt cực lực chưa làm ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt chớp động vẫn tiết lộ nội tâm phức tạp của cô. Tôi biết cô muốn hỏi cái gì, hắn rất khỏe. Giống với trước kia. Nhuế lãnh ngọc thở vào một cái. Cửu vĩ thiên hồ cũng đã sống lại, thời điểm thám tử của ta trở về nói cho ta biết, bọn họ còn ở cùng một chỗ. Nhuế lãnh ngọc nhìn hắn, ánh mắt trở nên có chút khinh miệt. Tôi hiểu dụng tâm nói lời này của anh, anh yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời. Hậu Khanh nhìn cô, chưa nói chuyện nhuế lãnh ngọc đứng ngơ ngác một lúc, ngồi trở lại trên sofa, lẩm bẩm. Thành thân cần nghi thức sao? Cần, chỉ có trước mặt các bộ hạ thành thân, mọi người mới có thể tin tưởng cô thật sự gả cho tôi, mới có thể đem cô coi là người một nhà, bằng không cho dù là tôi ở trên chuyện này cũng không cách nào khiến mọi người tin phục, dù sao, tôi còn cần bọn họ đi bán mạng." Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng nói, "Đây là ý tứ của nữ bạt nhỉ?" Hậu Khanh chưa lên tiếng, "Cô ta muốn dùng hôn lễ để kiểm nghiệm chân tâm của tôi." Hậu Khanh gật đầu, "Nhưng cô ta rõ ràng thích anh." Vì sao cam tâm để cho anh thành thân với tôi? Bởi vì cô ta căn bản không tin cô sẽ gả cho tôi." Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Hậu Khanh, nói, "Anh cũng không tin sao? Tôi đương nhiên tin tưởng. Nhưng anh cũng biết trái tim của tôi ở trên người Diệp Thiếu Dương, anh vì sao nguyện ý cưới tôi?" Hậu Khanh mỉm cười, "Cái đó lại có quan hệ gì đâu, chúng ta tương lai có được vô hạn thời gian, cô ở bên tôi, một ngày nào đó sẽ yêu tôi." Khóe miệng Nhuế Lãnh Ngọc kéo ra một tia cười khổ nếu tôi mãi mãi không có cách nào yêu anh thì sao hậu khanh lắc đầu sẽ không đâu tôi tin tưởng nhuế lãnh ngọc nhìn hắn ánh mắt trở nên nhu hòa nói a à ngốc mọi thứ anh làm cũng là vì bảo hộ tôi tôi biết cho nên cho dù anh là cương thi vương tôi cũng không hận anh tôi bây giờ cũng không là pháp sư nhân gian nữa thân phận của tôi thậm chí không bằng anh đối với anh tôi có cảm ơn nhưng anh phải biết rằng tôi không có cách nào yêu anh nếu anh kiên trì muốn cưới tôi tôi sẽ đáp ứng nhưng thế này cũng chỉ là vì thiếu dương mà lợi dụng anh tôi phải nói rõ ràng với anh nếu anh muốn cưới tôi anh tự mình gánh vác hậu quả hậu khanh nghe xong đoạn lời tâm huyết này của nhuế lãnh ngọc chẳng những chưa tức giận ngược lại rất cảm động nói cô nói những thứ này với tôi nói rõ vẫn coi tôi là người một nhà tốt lắm nhưng lòng người là sẽ thay đổi tôi xác định cô tương lai sẽ yêu tôi cho nên tôi nguyện ý cưới cô trước về phần tương lai có hậu quả gì cũng là một mình tôi tự gánh chịu cô không cần gánh vác bất cứ áp lực nào cả nhuế lãnh ngọc hướng hắn gật gật đầu nói tốt lắm một phen đối thoại này ngược lại đem khoảng cách của hai người kéo gần lại rất nhiều ít nhất hậu khanh là cảm thấy như vậy thở dài nói nữ bạt là không tin cô sẽ thiệt tình gả cho tôi hơn nữa vì lợi ích thi tộc cô ta tạm thời có thể chứa chấp cô nhưng có người lại không muốn chứa chấp cô nhuế lãnh ngọc hồ nghi nhìn hắn thị tộc chúng tôi có ba đại thủ lĩnh trừ tôi cùng nữ bạt còn có doanh câu ồ tôi mãi tới giờ không biết quan hệ của ba người các anh tôi và nữ bạn là vợ chồng viễn cổ doanh câu là anh em của tôi tôi là nói anh em ruột tôi và hắn đều là nguyên thần thi vương tương thần hóa sinh ra so với anh em ruột thịt của nhân gian còn thân hơn chút ngàn năm qua ba chúng tôi cùng nhau cai quản thị tộc chưa từng có mâu thuẫn lớn nhưng doanh câu người này tính cách thô bạo hỉ nộ vô thường nếu tôi kế thừa sự bình tĩnh của tượng thần vậy hắn chính là một mặt khác hắn là một người cực độ cuồng bạo nhưng hắn cũng ẩn nhẫn rất lâu, cuối cùng đợi được thi tộc tội quật khởi, mà nay hắn ở tiền tuyến giết địch, tôi ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, vốn phối hợp ăn ý, nhưng bây giờ, chúng tôi đã sinh ra chia rẽ. Bởi vì tôi, nhuế lãnh ngọc thông minh đã ý thức được điều gì đó. Một mặt là vì cô, hắn khác với nữ bạt, nữ bạt là hóa thân ghen tị, nhưng cô ta cũng hiểu được đại cục, ít nhất biết tác dụng của cô đối với thị tộc, cho nên chưa chấp cô, doanh câu khác, hắn là hóa thân phẫn nộ, hắn là một kẻ có chủ nghĩa huyết thống thuần túy hậu khanh nhìn nhuế lãnh ngọc nói đây là một danh từ khi tôi ở nhân gian của các người từ trên sách đọc được hắn tuyệt không cho phép cô tồn tại đã ở chung với tôi hắn cũng không cho phép bởi vì cô không phải cương thi trước đó tôi đã khuyên hắn nhưng vô dụng cho nên hắn muốn tới giết cô nhuế lãnh ngọc nói lúc trước hắn vì sao chưa tới tâm tư của hắn luôn luôn ở trên chiến tranh cùng giết chóc từ khi đại chiến bùng nổ hắn luôn luôn ở tiền tuyến hắn cảm thấy giết cô chẳng qua chỉ là cái nhất tay nhưng gần đây chiến sự ngừng nghỉ hắn đã trở lại nhuế lãnh ngọc nhìn hắn cảm xúc rất bình thản nói anh tính làm sao bây giờ hậu khanh vừa muốn mở miệng đột nhiên quay đầu nhìn lại lạnh lùng nói đã đến đây vì sao không tới nhuế lãnh ngọc sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía cái hang tối đen hai bóng người vô thanh vô tức đi tới phía sau còn một người đi theo bóng người dần dần xuất hiện ở dưới da minh châu chiếu sáng Nhuế lãnh ngọc chăm chú nhìn lại, một người trong đó là nữ bạt, một người khác lại là một nam tử sắc mặt tối đen, tóc tán loạn, trên người mặc một bộ chiến giáp màu bạc trắng, ngực treo một miếng hộ tâm hình dạng đầu sư tử, tạo hình rất khoa trương, nhìn lướt qua, cho nhuế lãnh ngọc cảm giác chính là loại mà sát thần tà ác mặc kia ở trong một số trò chơi trong quá khứ từng chơi. Hai con mắt của hắn là ngạch cầu tối nghĩa không biết là bởi khí chất hay dung mạo, nhìn sơ qua đã cực kỳ hung tàn, giống như một con sói. Nam tử này vừa vào hang, liền càn rỡ dùng ánh mắt trừng lên với Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng không phải loại ánh mắt của sắc lang, mà như đang đánh giá một con mồi mỹ vị. Loại ánh mắt này khiến toàn thân cô rất không thoải mái, cũng may Hậu Khanh đúng lúc chặn ánh mắt cho cô, ho nhẹ một tiếng, nói, "Đến giới thiệu cho các ngươi một lần, Lãnh Ngọc, đây là đại ca của tôi Doanh Câu, vị này chính là vợ chưa cưới của ta, em dâu của ngươi." "Doanh Câu?" Thì ra đây là Doanh Câu một trong ba đại thi vương ba đại thi vương giới pháp thuật nhân gian cùng trong truyền thuyết dân gian chứng minh nay đã cùng nhau xuất hiện trước mặt mình nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha